đẹp đẽ, sang trọng, sắc bén như một thanh kiếm được rút ra từ bao kiếm. Lần đầu tiên gặp Han Yangmin, Tần Lạc không thể không nghĩ tới bản thân. Nếu lại có đủ sự thông minh và năng lực tương ứng, thì sẽ có tính coi thường thiên hạ. Đàn ông như vậy sẽ nói ra những lời nói đầy sức công kích mà thật sự có thể đem đến cho mọi người sự cảm thụ đặc biệt. Rất sâu sắc, cũng rất vang dội, hơn nữa, bạn không thể vì anh ta trẻ và quá đẹp mà coi thường mỗi câu nói của anh ta. Tần Lạc cười. Đây không phải là sự mỉa mai, cũng không phải là sự nhạo báng, mà là nụ cười của vui mừng. Mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc đều có một người hoặc một nhóm tự nguyện vì dân tộc của quốc gia đó xuất hiện như những nhân vật anh hùng đầy nhiệt huyết, họ hoặc là tung hoành ngang dọc hoặc lặng lẽ hiến dâng. Nhưng bất kể là trường hợp trước hay sau thì người như thế vẫn luôn được tôn trọng. Cũng như người khác tôn trọng mình, Tần Lạc cũng tôn trọng tiểu y vương trước mắt. Han Yangmin hiểu nét mặt của Tần Lạc, hắn đưa đôi bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn như con gái nhưng rất chắc chắn về phía Tần Lạc. Nói, tôi nghĩ chúng ta ẩn thứ hai biết nhau rồi. Tôi là Han Yangmin. Trước đây, tôi là người hâm mộ anh nhưng sau này sẽ là đối thủ của anh. Tần Lạc bắt tay hắn cười nói, Tần Lạc, rất vinh hạnh được biết cậu. Trước đây, tôi không hiểu về cậu lắm. Sau này sẽ không phạm vào lỗi như vậy nữa. Thật sự, Tần Lạc cảm thấy hiểu biết của mình về y học Hàn Quốc thật sự quá ít. Có lẽ nguồn gốc chính thống và sự niềm tự hào của Thiên Triều Đại Quốc khiến mình trong tiềm thức vốn không coi họ ra gì. Thế nhưng, điều này liên tục tạo ra nhiều kỳ tích kinh tế cho quốc gia, họ thật sự tồn tại như những nhân vật xuất sắc. Lúc này, hai người trẻ tuổi đối diện với nhau có vẻ như anh hùng tiếc anh hùng. Chí ít, trong mắt nhìn mọi người xung quanh là như vậy. Ồ, tốt, rất tốt. Sự tranh đấu giữa hai người trẻ tuổi ưu tú trong giới y học Trung Quốc và Hàn Quốc, chúng tôi mong đợi. Park Chan-tae cười nói, lão không cần phiên dịch đã có thể hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người. Do đó cũng phản ứng lại trước tiên. Bộ trưởng Xin của Bộ Y tế thông qua phiên dịch mới hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người cũng phải lên tiếng khen ngợi. Chỉ có điều ông ấy nói tiếng Hàn, phải nhờ đến sự giúp đỡ của phiên dịch, sự hứng thú cũng đã thay đổi lớn. Việc mà con người hạnh phúc nhất chính là sự nối liền không trở ngại, bất kể là về ngôn ngữ hay là về cơ thể. Vị này là tiểu thư Ki Chan Hyo, Han Yangmin lúc này mới nghĩ ra giới thiệu cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Thấy người đàn ông của mình đang giới thiệu mình, Ki Chan Hyo cúi đầu chào Tần Lạc một cách tôn trọng và dịu dàng. Tô Tử, Tần Lạc nhìn Tô Tử trên chiếc xe đẩy với vẻ mặt cười đầy ý cười, nhẹ nhàng giới thiệu. Nói với người con gái thanh lịch, dịu dàng, đều không nỡ lớn tiếng. Dường như thứ âm thanh hỗn tạp ấy đối với cô ấy cũng là một thứ dơ bẩn. Tôi biết Lâm Hoán Khê, tôi biết Lệ Khuynh Thành, tôi cũng biết học sinh Vương Cửu Cửu của anh. Tôi thích cô gái này, nhưng tôi không biết Tô Tử. Han Yangmin nhìn Tô Tử nói. Cô ấy là người con gái không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, Tần Lạc nhìn Tô Tử nói. Đây không phải là cố lấy lòng, mà thật sự là lời nói từ đáy lòng. Nếu có nhiều người phụ nữ ở bên cạnh, trong đó có một người không thể thiếu, đó nhất định là Tô Tử. Bởi vì cô ấy giống như một món quà đặc biệt mà ông trời ban tặng cho chính mình. Dường như đời người 20 năm về trước chính là để tìm cô ấy. Số lần họ gặp nhau rất ít. Nhưng qua đó mà tình cảm cũng rất đặc biệt. Ồ thật là một lời ca ngợi cao cả. Han Yangmin nhìn Tô Tử nói. Tô Tử cười khẽ, hé miệng không nói. Ki Chan Hyo nhìn vào chân của Tô Tử, sau đó thì thầm điều gì đó vào tai của Han Yangmin. Bốp! Một tiếng bạt tai chúa chát vang lên, trên mặt của Ki Chan Hyo hiện lên nhiều vết đỏ nhìn mà thấy đau lòng. Mặt cô ấy tối sầm lại không biết mình đang đứng ở đâu, thậm chí cũng không có phản ứng kịp tại sao mình bị đánh. Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì sao? Han Yangmin nhìn cô ấy có chút gì đó chán ghét, tiểu thư Ki Chan Hyo, lẽ nào cô không hiểu sao? Nói khuyết điểm trên cơ thể của người khác trước mặt khách là một chuyện rất bất lịch sự. Mặc dù nói sau lưng cũng không phải là đúng, mặc dù khách nghe không hiểu nhưng tôi không thích cái hứng thú thấp hèn của cô. Tôi nghĩ cô là nhân vật không được hoan nghênh ở đây. Nếu không có việc gì thì cô đi trước đi, sau này chúng ta cũng không cần phải liên lạc nữa. Cuộc nói chuyện này anh ta dùng tiếng Hoa để nói, Tần Lạc và Tô Tử nghe rõ rành rành. Cho tới giờ Tần Lạc mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra, vừa rồi Ki Chan Hyo có thể nói về thương tật của Tô Tử bằng tiếng Hàn. Tần Lạc không chú ý đến biểu hiện lúc đó của Ki Chan Hyo là sự đồng cảm hay là vui sướng khi thấy người khác gặp tai họa. Người phụ nữ ấy vì thế đã nhận một cái tát, hơn nữa còn bị Han Yangmin bỏ mặc ngay tại chỗ.
Người đàn ông này đúng là một yêu quái. Tần Lạc thừa nhận, hắn có chút không nắm bắt được Han Yang Min, cư xử của cậu ta không giống mọi người, nhưng lại có chút tương đồng với mình. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Bộ trưởng Xin và Park Chan-tae, dù sao họ cũng là những người có tiếng, xảy ra chuyện như vậy chắc chắn khiến họ bối rối mới phải. Nhưng hắn phát hiện hai con cáo già này sớm đã có chuẩn bị. Họ như là không nhìn thấy việc đánh người vừa xảy ra trước mắt, mà lại quay đầu vào nhau nói thì thầm cái gì đó. Vẻ mặt của họ rất nghiêm túc như là đang bàn về quốc gia đại sự trong tương lai. Ki Chan-hyo lúc này mới phản ứng lại, nước mắt của cô lăn xuống, cúi người chào Tô Tử sau đó che mặt rời khỏi đó. Han Yang Min nhìn Tần Lạc cười nói, anh là người đàn ông mà tôi tôn trọng. Giống như tôn trọng ông của tôi, người phụ nữ mà anh chọn dĩ nhiên cũng là người đặc biệt. Tôi sẽ không để cho người khác sỉ nhục anh và người bên cạnh anh, như vậy thật là quá thất lễ. Cảm ơn, Tần Lạc nói lời cảm ơn, nhìn vào mắt của Han Yang Min có chút suy nghĩ. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện ra con người của Han Yang Min vẫn ở trạng thái bình thường, không có thu hẹp, to lên hoặc có thái độ né tránh, rất thản nhiên. Lẽ nào những điều anh ta nói đều là sự thật? Tần Lạc cười trong lòng, đây rốt cuộc là một đối thủ thế nào đây? Anh thích ngôi sao không? Han Yang Min tiện tay lấy hai chén rượu đỏ từ trong khay của người phục vụ. Một chén đưa cho Tần Lạc, chén kia đưa lên miệng Nhâm Nhi nói, khi tôi thấy anh ở Đài Loan, đã từng có quan hệ với cô Mễ Tử An. Nếu có cơ hội, xin anh hãy giúp tôi chuyển lời tới cô ấy rằng tôi rất thích ca khúc của cô ấy. Tôi sẽ giúp anh chuyển lời. Tần Lạc cười nói, hắn ấy không nghĩ tới trường hợp chính thức như vậy, người đàn ông này lại chạy đến nói chuyện phụ nữ với mình. Tôi thích ngôi sao. Đặc biệt là các ngôi sao vẫn chưa nổi tiếng lắm. Họ rất đẹp, cũng rất có khả năng. Có người biết hát, có người đặc biệt giỏi về khiêu vũ cũng muốn trở thành ngôi sao, sao có thể không có một nghề lâu dài được. Quan trọng nhất là bọn họ nghe lời. Han Yang Min như thể là đã quen biết bạn tri kỷ nhiều năm, thảo luận với Tần Lạc về những vấn đề thuộc về chuyên môn của người đàn ông. Tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ về các kiểu người phụ nữ của anh. Mỗi người họ đều rất đặc biệt. Hơn nữa, đặc điểm tính cách của những người này cũng không trùng lặp. Trên phương diện lớn tôi nhất trí với ông, tôi cũng rất thích người phụ nữ có cá tính và có nghị lực sống. Nhưng tôi có một điều kiện bắt buộc là tôi thích người phụ nữ có ngực to mông tròn. Ồ, xin đừng cười sự mạo muội thấp hèn của tôi, đây thực chất là lời nói từ trong lòng tôi, hơn nữa sở thích này của tôi có thể người dân Hàn Quốc đều rõ. Đây không phải là việc gì đáng xấu mặt, Tần Lạc cười khen ngợi. Đúng, tôi cũng cho rằng như vậy. Trong lòng tôi chính xác là thích người phụ nữ như vậy, tại sao tôi không thể nói ra được chứ? Lẽ nào như thế lại vi phạm đến đạo đức hay pháp luật hay sao? Sau khi tham gia xong buổi tuyên bố tin tức vào buổi chiều ngày hôm nay, thành viên đoàn đại biểu sẽ rời Seoul, tất cả sẽ đi đến đảo Jeju. Nơi đó là một thiên đường rất đẹp, nếu ông không để ý, tôi sẽ dẫn ông đi tham quan xung quanh. Thẳng thắn mời tán gái. Tần Lạc nhìn vào mắt của Han Yang Min. Bên trong tràn đầy sự mong đợi. Tần Lạc gật đầu, nói rằng, được, tôi rất vui đi cùng cậu. Tôi phải xem, rốt cuộc cậu muốn chơi trò gì. Của Hàn Quốc, vị trí cách 400 cây số. Với việc sản xuất khoáng sản thép có tiếng, bất kể là các doanh nghiệp điện tử và các doanh nghiệp xe hơi nổi tiếng đều thiết lập nhà máy ở đây. Ví dụ các công ty nổi tiếng trên thế giới như tập đoàn Samsung và DU, thành phố này cũng là một trong những trung tâm kinh tế của Hàn Quốc. Hoàng Hun Yang, giáo sư nổi tiếng của Trường Đại học Y khoa Hàn Quốc, người thực nghiệm dược thảo của Viện Lâm Sàng. Là người có tiếng trong giới y học Hàn Quốc, là một chuyên gia rất có thực lực. Hoàng Hun Yang dạy xong bài dược liệu cho học sinh, mang theo tài liệu vừa đi vào phòng làm việc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào, Hoàng Hun Yang vừa cầm một cốc nước đi lấy nước, vừa cất tiếng nói. Giáo sư Hoàng, có một số người tự xưng là người Trung Quốc, bạn của ông đến thăm. Một người đàn ông trẻ đeo kính đẩy cửa bước vào nói. Ồ, Tiểu Lưu, mời họ vào đi. Hoàng Hun Yang sửng sốt một chút rồi nói. Thực ra ông có bạn bè người Trung Quốc, nhưng chưa nhận được tin họ đến Hàn Quốc. Lẽ nào họ không nói một tiếng, mà đột nhiên lại tìm đến đây? Nhưng, khi nhìn thấy những người lạ này đứng trước mặt mình, ông mới khẳng định rằng, họ không phải là những người bạn của mình. Các anh là ai? Đến tìm tôi có việc gì? Hoàng Hun Yang nhìn họ cảnh giác hỏi, Tiểu Lưu đứng bên cửa vẫn không rời đi, điều này sẽ làm cho ông ấy không lo những người đó sẽ động thủ với ông ta. Vì chỉ cần Tiểu Lưu đứng ở cửa hô to một tiếng, thì sẽ có rất nhiều giáo viên chạy đến.
chúng tôi đến đây để khiêu chiến với ông, một người đàn ông trung niên với khí chất không tầm thường bước ra nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 400, khói lửa bốn phương, hạ. Khiêu chiến cái gì? Hoàng Hôn Yang mê mẩn hỏi. Y thuật cốc thiên phàm vừa cười vừa nói, lão cũng hơi xuồng xã nhìn quần áo của vị giáo sư già, thầm nghĩ ông già này vẫn còn rất biết cách ăn mặc, rất có phong cách Trung Quốc cổ điển truyền thống, trên tường treo bức không được hồ đồ, rất hợp thời. Y thuật, Hoàng Hôn Yang ngẩn người hỏi, xin lỗi, tôi rất bận, không có thì giờ. Bây giờ tôi có một số chuyện phải làm, cũng không tiện tiếp đãi các vị, tiểu lưu, phiền cậu tiến khách hộ giúp tôi. Các vị, mời, tiểu lưu đi vào làm động tác mời ra. Cốc thiên phàm không nhúc nhích, rất nhiều cao thủ chính khí môn đằng sau lão cũng không nhúc nhích. Chúng tôi đến từ Trung Quốc, thay mặt cho giới y học Trung Quốc thách thức với các cao thủ y học Hàn Quốc. Ông được gọi là Bách Thảo Vương, chúng ta hãy cọ sát trên lĩnh vực ông sở trường nhất. Cốc thiên phàm vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ông cũng có thể chọn những kỹ năng y thuật khác, chúng tôi cho tùy chọn. Các ông đến từ Trung Quốc, Hoàng Hôn Yang cau mày, hỏi. Đúng, Cốc thiên phàm gật đầu, chúng tôi chỉ có một mục đích, đánh bại các ông. Nói năng ngông cuồng. Không chỉ riêng ông, những danh y khác ở Thiết Châu cũng sẽ chấp nhận thách thức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh bại từng người một. Các anh quá cuồng vọng rồi. Hoàng Hôn Yang tức giận nói, anh cho là kế hoạch của các anh có thể thực hiện được không? Vì thế, ông nên đứng ra đánh bại chúng tôi. Cốc thiên phàm nói, người dân nước này tin ông đến vậy, cho ông nhiều vinh quang đến thế, lẽ nào ông lại không vì họ mà làm chút chuyện sao? Gân trên trán Hoàng Hôn Yang đập mạnh, nói, được, tôi chấp nhận lời thách đấu của các anh. Cốc thiên phàm gật đầu cười nói, nếu thua, thì phiền ông ký tên vào tờ giấy trắng này. Tôi sẽ làm thế, Hoàng Hôn Yang nói, nếu các anh thua thì sao? Tôi sẽ nhận thua, Cốc thiên phàm nói, tờ giấy trắng này cũng chỉ là để chứng minh các ông đã thua mà thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đến phòng thí nghiệm. Nửa tiếng sau, khi Cốc thiên phàm dẫn đội ra khỏi phòng thí nghiệm dược liệu trường Đại học Khoa Đông Y Hàn Quốc, trận đấu chỉ một số người biết này đã kết thúc. Môn chủ, trạm tiếp theo của chúng ta ở đâu? Vũ Ninh lên tiếng hỏi. Trạm tiếp theo là Học viện Đại Khâu, ở trường đó có một vị giáo sư rất am hiểu lĩnh vực châm cứu, để thể hiện sự tôn trọng với ông ấy chúng ta nên đến thăm hỏi. Cốc thiên phàm nhìn tờ giấy trên mặt ký Xin Hun Yang, cười nói, khi đến tôi đã đồng ý, tôi phải làm cho tờ giấy này đầy chữ ký. Thực sự là một thanh niên điên khùng, Vũ Ninh nhếch môi cười, người hắn gầy nhom, hai má hóp lại, cười lên là có vẻ hơi đáng sợ. Cái tên này không sai, tôi không thích hắn làm anh hùng, bởi anh hùng đều hạ màn bằng bi kịch. Tôi càng không thích hắn làm người có dã tâm thì tư lợi quá, hắn có lòng thương người lại có sự điên cuồng, người như vậy chẳng nhẽ còn không thể thành công sao? Đông y thực sự được cứu rồi. Đại phổ Hàn Quốc, trong nhà Shin Ki-si, bỗng có một đám con gái xinh đẹp đến trước mặt chào hỏi. Các cô là, Shin Ki-si nhìn vẻ mặt những người đẹp dáng vẻ châu Á nhưng lại có vẻ khác người Hàn Quốc này, hơi có chút ngạc nhiên. Chúng tôi đến thách đấu với ông, Mộc Hương cười nói, phiên dịch bên cạnh rất nhanh chóng dịch lời cô ấy nói cho Shin Ki-si. Thách đấu, Shin Ki-si cười, các vị cô nương, các cô muốn thách đấu gì với tôi? Y thuật, Mộc Hương cũng cười nói. Y thuật, đơn thuốc học, lẽ nào các cô hiểu được cái này sao? Sau thi đấu sẽ biết, chỉ có điều, nếu thua thì phiền lòng ký tên lên tờ giấy này. Nếu các cô thua thì sao? Chấp nhận một điều kiện của tôi. Shin Ki-si cười nói với vẻ mặt dâm tà, nhìn Mộc Hương úp mở. Chúng tôi cũng sẽ nhận thua với ông như thế, Mộc Hương nói. Ai, nếu chỉ có thế thì tôi không có hứng. Xem ra chẳng qua cũng thế mà. Chào cô, tôi sẽ không khách khí với cô, tôi sẽ khiến cô thua đến khó chịu. Các cô nói đi, thì thế nào? Tô Châu Hàn Quốk, nơi ở của đời sau thần Y Park Jin Jin, tại cổng của một tiểu viện phong cách cổ xưa, bỗng xuất hiện một đám đàn ông vận áo dài đen, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bọn họ đến thậm chí thu hút cả sự chú ý của cảnh sát, cố chạy đến hỏi một lượt. Chúng tôi đến thăm ông Park Min Huyên, phiên dịch giải thích mãi. Mãi đến lúc bà vợ ông Park Min Huyên ra mở cửa, cảnh sát mới thôi hỏi. Các ông đến thách đấu hả? Một phụ nữ mặc áo dài Hàn Quốc lên tiếng hỏi. Phiên dịch ngạc nhiên nhìn người phụ nữ rồi nói, đúng, chúng tôi đến tìm ông Park Min Huyên để bàn luận y thuật. Ông ấy biết rồi, đang đợi trong phòng, xin mời vào. Người phụ nữ nghiêng người sang một bên,
để cho mấy vị khách đột nhiên đến nhưng lại không hề gây bất ngờ cho họ vào. Thấy họ thực sự quen biết, hai viên cảnh sát kia mới rời đi. Có thể bên Hàn Quốc cho rằng Đông Y Trung Quốc thực sự đã rơi vào đáy vực. Họ rất tự tin với cuộc thi giữa hai nước lần này. Không chỉ có hành động đem đám nhà báo lên giọng phách lối đến đón ở phi trường, còn tổ chức họp báo nhằm vào cuộc thi y học truyền thống giữa Hàn Quốc và Trung Quốc lần này. Không thể phủ nhận, tiểu y vương Han Yang-min là con cưng của truyền thông Hàn Quốc, chỉ cần có hắn xuất hiện, tất cả báo giới truyền thông đều hướng mọi ống kính đến khuôn mặt điển trai của hắn, hơn nữa, phần lớn đề tài cũng đặt ra là nhằm vào hắn. Trong buổi họp báo, Han Yang-min hết sức đường hoàng, đồng thời tuyên bố sẽ thay mặt Hiệp hội Y học Hàn Quốc giành thắng lợi trong cuộc thi này. Trong khi Tần Lạc cũng tham dự họp báo lại khiêm tốn rất nhiều, ngược lại không có vẻ khí phách như lúc trả lời Park Chan-tae ở sân bay. Phần lớn thời gian hắn ngồi một chỗ, chỉ đến lúc có phóng viên chỉ đích danh hắn hỏi chuyện thì hắn mới trả lời lấy lệ vài câu, câu trả lời cũng trong quy củ, không thu hút chú ý của người khác, càng không khiến mình trở thành điểm nóng. Tần Lạc đang chuẩn bị kế hoạch hoa đà của hắn, nên cũng không muốn quá bộc lộ tài năng trong lúc này. Trái lại, hắn cảm thấy, lúc này Hàn Quốc càng phách lối càng tốt, khả năng tuyên truyền của giới truyền thông càng mạnh càng tốt. Khi hắn thu thập đủ ba tờ giấy đầy chữ ký thì thanh âm giáng xuống tai sẽ càng vang dội. Hắn luôn rất có kiên nhẫn. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tất cả thành viên của đoàn đại biểu Hàn Quốc và Trung Quốc đều lên xe đến đảo Jeju. Bọn họ sẽ ở trên đảo trong thời gian thi đấu. Đảo Jeju là nơi có nhiệt độ trung bình cao nhất, lượng mưa nhiều nhất Hàn Quốc, khí hậu ôn hòa ẩm ướt, phong cảnh tự nhiên do núi Hỏa Sơn hoạt động biến thành, khiến nó có danh hiệu Hawaii của Hàn Quốc, đương nhiên. Chỉ cần chỗ nào có nắng vàng và bãi cát đều tự xưng là Hawaii, nhưng Hawaii là Hawaii, đảo Jeju là đảo Jeju, mượn danh người khác là không có biểu hiện tự tin. Tôi cũng không cảm thấy đảo Jeju này không sánh được với Hawaii của Mỹ, Han Yang-min khi giảng giải về phong cảnh địa phương cũng đầy tự tin, có thể thấy tình yêu sâu nặng của hắn với đất nước này, thậm chí còn có chút cuồng nhiệt. Tần Lạc gật đầu cười, Hàn Quốc không phải là mượn bộ khung và tiếng tăm của Trung Quốc để phát triển sao? Han Yang-min như là không thấy thái độ của Tần Lạc, nhếch môi cười nói tiếp, đảo Jeju có ba nhiều, ba không và ba bảo. Ba nhiều là chỉ nhiều đá, nhiều gió, nhiều phụ nữ chiếm trên 50% tổng dân số trên đảo. Anh Tần, lẽ nào anh không thấy đây là nói rất thích hợp để đàn ông săn cái đẹp sao? Han Yang-min cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc, trong mắt có ý mà người đàn ông nào cũng có thể hiểu được. Không tồi, Tần Lạc nhìn Tô Tử bên cạnh một cái gật đầu cười. Han Yang-min nhìn Tô Tử, cười xin lỗi cô, tiếp tục đảm nhiệm nhân vật hướng dẫn viên, ba không là không trộm cắp, không cửa lớn, không ăn mày. Người dân đảo Jeju từ trước tới nay sống trên mảnh đất nghèo khó này, điều kiện sinh tồn khắc nghiệt khiến họ hình thành đạo đức tốt đẹp giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vậy không ai phải dựa vào cướp bóc, ăn xin để sống, đương nhiên cũng không có hàng xóm phải xây cổng lớn để phòng mình. Ba bảo là chỉ hải sản, thực vật và ngôn ngữ địa phương, đến lúc có thể tha hồ cảm nhận. Không đề cập đến thắng bại, chuyến đi Hàn Quốc này chắc chắn không khiến các ông thất vọng. Cảm ơn, chúng tôi sẽ từ từ cảm nhận, Tần Lạc gật đầu nói. Ông nội nghỉ dưỡng lão trên đảo Jeju này, rất lâu rồi không gặp khách. Lần này các ông tới nhất định ông sẽ xuất hiện, lần viếng thăm trước, ông còn nhắc đến anh, nói anh là nhân tài kiệt xuất mới nổi của Trung Quốc, rất tán thưởng anh. Tần Lạc biết ông mà Han Yang-min nói chính là Han Huyết, hậu nhân của Thánh Y Hàn Quốc Han Yun. Han Yun là một nhân vật truyền thuyết của Hàn Quốc. Hàn Quốc để ca ngợi công lao của ông ta, đã đầu tư xây riêng cho ông viện bảo tàng Han Yun, để nhân dân trong nước tưởng nhớ và truy điệu. Thời đại sau Han Huyết, cũng nhận được sự coi trọng của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc. Cuộc thi y học truyền thống giữa Hàn Quốc và Trung Quốc lần này, cũng do ông ta gật đầu đồng ý trước, chính phủ Trung Quốc mới ra sức thúc đẩy chuyện này. Cảm ơn sự yêu mến của ông Han, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến nhà hỏi thăm. Tần Lạc cười nói. Lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi Han Yang-min kêu lên. Hắn nói xin lỗi rồi lấy điện thoại ra khỏi túi. Khi hắn nghe xong lời của đối phương, trả lời ngắn gọn một câu, rồi dập máy. Sau đó, hắn quay người mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Lạc. Tần Lạc biết kế hoạch hoa đà đã bị lộ. Chuyện điên khùng như vậy, vốn cũng không chuẩn bị giấu người khác quá lâu. Không hổ là thần tượng của tôi. Han Yang-min cười nói. Từ trước tới giờ tôi chưa từng coi thường anh, nhưng mỗi lần hành sự vẫn khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Không tồi, đánh trả rất lợi hại. Nếu tôi là anh, tôi cũng xem xét làm thế này.
Chương 401, đánh. Cả nước khiếp sợ. Thầy thuốc Trung Quốc liên tục khiêu chiến 12 vị danh ý của chúng ta. Khương Hoán Ngân Thành Kim Thái đã thất bại, ai có thể ngăn cơn sóng dữ đây? Trung y kiêu căng, ngạo mạn, dùng biện pháp xa luân chiến vây công Hàn y. Đây rõ ràng là một âm mưu, phỏng vấn Kim Nhị Tả tiên sinh. Chỉ trong vòng một đêm hình như cả giới truyền thông Hàn Quốc đều biết chuyện này. Giới truyền thông Hàn Quốc dùng phương thức đưa tin đặc biệt của mình để giải thích cho sự kiện lần này. Lần này Trung y đến đây đã có sự chuẩn bị, lấy đông hiếp ít, đánh đúng vào điểm yếu của Hàn y. Điều đáng hận là Trung y còn thi triển mỹ nhân kế. Căn cứ vào thông tin của giới truyền thông đưa, một đội ngũ Trung y này thậm chí có cả một quân đoàn con gái. Tất cả thành viên của quân đoàn nữ này đều là những cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, tuổi ít nhất là 18, nhiều nhất cũng chỉ hơn 30 một chút. Khi các cô gái này khiêu chiến cùng đối thủ của mình, các cô hoặc đánh mắt, hay gửi một nụ hôn gió, hay vô tình lộ ra bắp đùi trắng nõn cùng với nhũ câu thăm thẳm. Tất cả các đối thủ đều bị các cô gái đó đánh bại, các cô đánh đâu thắng đó. Khi các cô đã mê hoặc đối thủ tới chết mệt thì chỉ còn một đòn đơn giản cũng chiến thắng. Bọn họ cho rằng Hàn Y không thể thua mà cũng không có khả năng thua. Hiện tại Hàn Y đã thua chứng minh trong đó có âm mưu gì đó. Vậy đó là vấn đề gì? Đúng rồi, trong đoàn của các người có phụ nữ, các người thi triển mỹ nhân kế, các người quyến rũ thành viên trong đoàn chúng tôi. Nếu không thế sao bọn họ có thể bại trận bởi một đám con gái óng à óng ẹo đây? Tần Lạc lật xem một chồng báo cao mà Tôn Sán mang tới, cười nói với Tô Tử, anh đã đoán trước bọn họ sẽ ngụy biện, tìm cớ che đậy thất bại thế nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì thắng lợi của mình thì dù bọn họ có nói dối tài tình thế nào đi nữa cũng ị lộ tẩy. Bây giờ chưa thua đã là sự khởi đầu tốt đẹp, Tô Tử ngồi trên xe lăn, đưa tay cọ tấm thảm để trên đầu gối của nàng. Đây đã là một thói quen nho của nàng. Thế nhưng tóm lại liệu đã là một lời cảnh cáo với những người chủ trương xóa bỏ Trung y trong nước một lời cảnh cáo chưa? Những ai nhân cơ hội Trung y đại thắng mà đứng ra hô hào sẽ bị miệng lưỡi của nhân dân dìm chết. Đang lúc nói chuyện thì chuông điện thoại di động của Tần Lạc vang lên. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên số của Minh Hạo, Tần Lạc cười nói với Tô Tử, xem ra trong nước đã biết tin rồi. Quả nhiên ngay khi Tần Lạc mới ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói sang sảng của Minh Hạo đã vang lên. Cậu quả thật làm cho người khác vừa mừng vừa lo thế nhưng tác phẩm lần này rất hay, quả thực rất xuất sắc, phong ba nổi lên khắp nơi, lòng người hả hê. Minh Họa cười nói. Trong nước nhận được tin tức nhanh như vậy sao? Tần Lạc cười hỏi. Đương nhiên, đúng là tin tức tôi quan trọng có tác dụng nhanh chóng. Báo chí Hàn Quốc vừa mới đăng, giới truyền thông trong nước đã lập tức đưa tin ngay. Mấy trang web lớn nhất cũng làm chuyên đề đưa tin về chuyện này, chuyện của mấy người đã trở thành đề tài nóng nhất trong nước. Tất cả những người viết bài đưa ra yêu cầu xóa bỏ Trung y đã lặng lẽ rút quân không kèn không trống. Có một vị giáo sư nổi tiếng đã lập tức quay bút phản chiến, tỏ vẻ ủng hộ Trung y. Tần Lạc, cậu phải chú ý an toàn. Bộ trưởng nói, cậu là quốc bảo của đất nước, không thể để có chuyện gì không may xảy ra với cậu. Nếu như cậu bức bách bọn họ quá, rất có thể sẽ có người bị kích động, không giữ được bình tĩnh. Yên tâm đi, tôi sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình. Tần Lạc nói. Hơn nữa ngoại trừ cuộc thi đấu cuối cùng và một số hoạt động do chính phủ chỉ định, chúng tôi sẽ không bị bắt buộc phải đi tới chỗ khác hay. Vậy là tốt rồi, tôi gọi điện cho cậu việc chính là để chúc mừng cậu. Thôi được, cậu bận nhiều chuyện, chúc cậu hát vang tiến mạnh. Trong khi niềm tin của dân chúng Hàn Quốc với bọn họ đã xuống tới mức thấp nhất, chỉ cần chúng ta thắng được trận đấu mang tính chất quốc gia này thì sẽ rất nhiều năm nữa Hàn y không thể ngẩng cao đầu trước mặt chúng ta. Tôi sẽ cố gắng, Tần Lạc nói. Hắn thực sự đã quyết định chủ ý đó nên mới thực hiện kế hoạch hoa đà là rút củi đa ý nồi. Minh Hào vừa mới ngắt điện thoại, chuông điện thoại di động của Tần Lạc lại vang lên. Lần này là thư ký mới của Thái Công Dân là Vệ Đông gọi tới. Ở vào vị trí hiện tại của Thái Công Dân đương nhiên ông không tiện đích thân gọi điện thoại cho Tần Lạc nói chuyện gì đó. Thế nhưng hậu Vệ Đông có thể thay mặt cho Bộ trưởng Thái bày tỏ sự thăm hỏi, động viên với Tần Lạc và những thành viên trong đoàn. Mặt khác hậu Vệ Đông đã tiết lộ cho Tần Lạc một tin tức gây xúc động lòng người nhất, Tổ chức Văn hóa và Giáo dục của Liên Hợp Quốc, Ủy ban Bảo vệ, Giữ gìn Di sản Văn hóa Phi vật thể đã xem xét và công nhận hạng mục đề nghị của Trung Quốc là châm cứu Trung y và kinh kịch vào danh mục những di sản văn hóa phi vật thể của loài người. Sau khi Tần Lạc nhận tiếp mấy cuộc điện thoại nữa thì không khí trong phòng mới trở nên yên tĩnh. Có phải châm cứu cùng kinh kịch đã được xếp là di sản văn hóa phi vật thể không?
Đúng vậy, Tần Lạc cười gật đầu. Cuối cùng chúng ta đã có thể lưu lại cái gì đó cho hậu thế. Hẳn là như vậy, anh đã rất cố gắng. Cái này không liên quan gì tới tôi. Tất cả là do sự cố gắng của mọi người. Tần Lạc khiêm nhường nói. Anh nói xem, bước tiếp theo bọn họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Ánh mắt Tô Tử vô cùng giảo hoạt. Tần Lạc hiểu được sự dí dỏm, thông minh lóe lên trong ánh mắt của nàng. Hắn nói, anh rất chờ mong vị thần thánh trong truyền thuyết kia có thể ra tay. Anh muốn khiêu chiến hậu nhân của Y Thánh Hàn Quốc sao? Đây chính là mục đích khi tới Hàn Quốc của anh. Ánh mắt Tần Lạc vô cùng cuồng nhiệt. Anh cảm thấy ông ấy là người như thế nào? Trong phòng trà, có một ông già mặc trang phục truyền thống màu xám trắng của Hàn Quốc đang ngồi, trong tay ông cầm một chồng báo chí Hàn Quốc mới xuất bản hôm nay. Một địch nhân rất đáng sợ. Hứa Đông Lâm rót trà vào chén cho ông mình nói. Trước kia cháu đã nghĩ như vậy, bây giờ cháu càng khẳng định suy nghĩ đó của mình. Khi lần đầu tiên cháu gặp anh ta, cháu cảm thấy hai chúng cháu rất giống nhau. Hứa Đông Lâm tay cầm chén trà nhớ lại tình cảnh khi hắn gặp Tần Lạc lần đầu tiên. Anh ta rất khiêm nhường, ánh mắt trong sáng, thái độ đối nhân xử thế luôn nhũn nhặn nhất trong lời nói của anh ta chứng minh đó chỉ là biểu hiện giả dối của anh ta. Nét mặt thơ ngây như cừu non nhung nội tâm là ẩn chứa một con mãnh hổ. Thực chất anh ta là một người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo. Kiêu ngạo giống như cháu vậy. Ừ, cháu tin tưởng cháu sẽ chiến thắng anh ta sao? Nếu như cháu không đủ tự tin thì ông sẽ ra tay giúp cháu. Ông già đặt chồng báo lên bàn trà, ông bưng chén trà uống, không chú ý tới biểu lộ tình cảm trên gương mặt Hứa Đông Lâm. Ông, chẳng lẽ ông muốn đích thân ra tay sao? Ông đã nghĩ rồi, dù sao anh ta cũng tới khiêu chiến với ông. Ông già nói, nhưng nếu cháu của ông có thể gánh vác phần trách nhiệm này vậy ông sẽ rất vui mừng. Ông, hãy giao cho cháu đi. Hứa Đông Lâm tự tin nói, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Cháu sẽ không để cho anh ta một mực gặp thuận lợi như vậy. Thôi được, nếu cháu đã nói như vậy, ông già đưa chén trà lên trước cánh mũi, giọng nói vô cùng nghiêm túc, vậy ông kính nhờ cháu. Trong khu rừng rậm, ở chỗ mà ánh nắng mặt trời không chiếu tới có một đám đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất, dưới tảng cây, kiên nhẫn chờ đợi gì đó. Trên trán của những người đó đều quấn một lá cờ thái cực của Hàn Quốc, trong tay bọn họ là các loại vũ khí như côn, gậy đánh bóng chảy, ánh mắt chăm chú xen lẫn lo lắng nhìn một ngôi biệt thự nhỏ cách đó không xa. Đã ra chưa? Một gã đầu đinh lên tiếng hỏi. Anh Hạo Hạo, vẫn chưa thấy nhưng em cam đoan em đã thấy bọn chúng đi vào trong đó. Tốt lắm, chúng ta cứ chờ. Gã đó nói, tất cả mọi người hãy tắt hết tàn thuốc trong tay đi, đừng để cho bọn chúng ngửi thấy bất kỳ mùi gì. Anh, không thể nào. Chẳng lẽ từ đó tới đây xa như vậy, mũi bọn chúng là mũi chó hết sao? Mũi của con chó cũng không thể ngửi thấy mùi thuốc ở vị trí xa như này. Một gã thanh niên trẻ tuổi tóc dài bất mãn lầm bầm nói, trên tay gã đang cầm một điếu thuốc lá cháy dở. Câm miệng, tao bảo mày tắt thì mày hãy tắt đi. Gã đầu đinh không nhịn được nói, đến lúc nào mà tới lượt mày nói hả? Đồ sấp láo. Gã thanh niên tóc dài dù không vui nhưng bị mấy người khác hầm hầm tức giận chừng mắt nhìn nên hắn đành phải tắt điếu thuốc. Một lát sau một nhóm đàn ông mặc trường bào đen từ trong biệt thự này đi ra. Trước ngực của đám người này đều có thêu dao giải phẫu đan chéo nhau cùng với hình đầu lâu. Những người này chính là người của quỷ y phái được Tần Lạc phái ra ngoài chinh chiến xung quanh. Người cầm đầu nhóm quỷ y phái này là Âu Dương Mẫn, cùng với mấy người khác đều là tinh anh của quỷ y phái. Âu Dương Lâm cũng có mặt trong nhóm đại biểu quỷ y phái, có điều hắn đi cuối cùng, giữ một khoảng cách khá xa so với huynh đệ đồng môn của mình. Hành động của chúng ta đã khiến cho giới truyền thông Hàn Quốc chú ý, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Một người đàn ông trung niên có gương mặt dài lên tiếng. Quả thật bốn phía xung quanh bọn họ có rất nhiều người đang lén lút theo dõi. Có cả những top người tụm 5, tụm 3, chụp ảnh bọn họ từ xa. Âu Đu Ân Lâm móc từ trong túi ra một tấm thẻ trên đó có ghi một danh sách và nói, tổng cộng 9 vị. Nói cách khác chúng ta đã chiến thắng 9 cao thủ Hàn y thế nhưng tôi nghĩ chính khí môn và Bồ Tát môn còn chiến thắng nhiều đối thủ hơn chúng ta. Lần đại hội đấu y lần trước chúng ta thua, lần này chúng ta tuyệt đối không thể thua nữa. Lời nói của Âu Dương Mẫn nhận được sự đồng tình của các thành viên quỷ y phái. Lần trước ở trong nước bọn họ đã thua, lần này ra nước ngoài, chẳng lẽ quỷ y phái vẫn thua hai pháo đó sao? Tôi không phục. Đây chính là tiếng nói từ tâm can của những đệ tử quỷ y phái. Bọn họ móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó có ghi danh sách các thầy thuốc danh tiếng nhất trong vùng. Trước khi tới đây,
Tần Lạc đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ cho bọn họ. Họ nhanh chóng xác định được mục tiêu cho trận khiêu chiến tiếp theo. Đột nhiên đúng lúc đó một đám thanh niên tay cầm gậy bóng chày, đầu quấn quốc kỳ Hàn Quốc từ trong rừng cây đi ra đứng chắn trước mặt bọn họ. Gã đầu đinh vung cây gậy bóng chày, hắn nhăn mặt gào lên bằng tiếng Hàn, vì nền y học Hàn Quốc, chúng ta hãy đánh cho chúng một trận. Đánh chết bọn đại biểu Trung Quốc đi. Đánh chết bọn chúng. Người phiên dịch đi theo quỷ y phái rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn la lớn, chạy mau, mọi người hãy chạy mau. Vừa nói hắn vừa giang tay chắn phía trước, sau đó hắn dùng tiếng Hàn nói với những thanh niên đang xôn tới với vẻ hung tợn, các anh không thể đánh người. Các anh không thể đánh người. Đây là hành vi trái pháp luật vì bọn họ chỉ luận bàn mang tính chất hữu nghị. Đám người kia không dừng lại, thậm chí tốc độ xông tới không vì thế mà chậm lại. Gã đầu đinh vung cao cây gậy bóng chày trong tay, sau đó hung dữ đánh vào cổ người phiên dịch. Bịch! Tiếng va chạm giữa cây gậy và da thịt vang lên, sau đó người phiên dịch ngã phịch xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Đánh! Gã đầu đinh chỉ gậy bóng chày về hướng những người quỷ y phái vừa chạy trốn la lên. Chương 402, bị đánh. Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Mẫn chính là chạy trốn. Hắn không muốn so đo với mấy thanh niên nóng đầu đó. Đứng lại tính toán với loại người như thế này chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Nếu có bất kỳ chuyện gì, đơn giản cứ phản ánh với quan chức chính phủ để bọn họ giải quyết thỏa đáng. Sau khi Âu Dương Mẫn chạy được hai bước, hắn mới nhớ tới vừa lúc trước người phiên dịch đã tiến lên trước chặn những thanh niên bạo lực đó lại. Nếu như những thanh niên bạo lực này hoàn toàn mất đi lý trí vậy thì người phiên dịch đã gặp nguy hiểm. Âu Dương Mẫn quay người liếc nhìn, hắn thấy người phiên dịch ngã sóng xoài trên mặt đất, không nhúc nhích. Trên mặt nền xi măng, có vết máu đỏ sậm, không ngừng lan rộng ra. Vì chỉ là vội vàng liếc nhìn nên Âu Dương Mẫn không nhìn rõ tình hình, hắn cứ tưởng người phiên dịch đã bị làm hại. Âu Dương Mẫn vốn là một người vô cùng lãnh đạm, có lẽ tính cách của hắn có liên quan tới phong cách làm việc của quỷ y phái. Lúc trước hắn cư xử với người phiên dịch không niềm nở cho lắm. Hắn chỉ coi người đó đơn giản là một người phiên dịch mà thôi. Nhưng ngay lúc này Âu Dương Mẫn lại vô cùng phẫn nộ. Nhiệt huyết trong cơ thể hắn chạy thẳng lên não làm cho bản tính của hắn bộc phát. Đối với người không quen biết tha hương nơi đất khách quê người, đồng bào của mình bị người khác đánh, liệu bọn họ có thể không đồng lòng không? Người tha hương bị khinh rẻ, cũng chính bởi vì tha hương nơi đất khách quê người, sự phẫn nộ trong lòng bọn họ cũng vô cùng mãnh liệt. Âu Dương Lâm, mau gọi điện cho Tần Lạc. Âu Dương Mẫn hô to với Âu Dương Lâm đang bỏ chạy trước nhất. Bởi vì Âu Dương Lâm đi sau cùng trong nhóm người quỷ y phái nên khi sự việc bạo lực bùng phát, hắn là người lùi đi trước nhất, đương nhiên bây giờ hắn là người chạy trốn nhanh nhất. Những người không có công phu lui lại phía sau, những người có công phu theo tôi xông lên. Hai mắt Âu Dương Mẫn vằn lên, hắn hét lớn, ngay khi hắn đang nói gã đầu một phân đã tiến tới trước mặt gã. Mày chết đi, con chó Trung Quốc. Gã đầu đinh không thể ngờ người Trung Quốc này lại dám quay lại tấn công gã. Gã vung cao cây gậy, hung hăng đập vào đầu Âu Dương Mẫn. Bịch! Cây gậy giơ cao lên không trung nhưng không thể hạ xuống bởi vì không biết Âu Dương Mẫn làm thế nào, thân thể hắn tiến lên một bước, tay của hắn đã nắm chặt tay cầm gậy của gã đầu đinh. Cả hai người đều gắng sức, một người dùng sức cố gắng đẩy cây gậy lên đánh xuống, cuối cùng trở thành thế giằng co. Một gã thanh niên Hàn Quốc khác tưởng rằng mình đã có cơ hội tốt. Gã chạy vòng ra sau lưng Âu Dương Mẫn rồi gã vung gậy lên gắng sức đập vào lưng Âu Dương Mẫn. Loảng xoảng. Âu Dương Mẫn như là có con mắt thứ ba ở sau lưng, hắn vung chân đá ngược lại sau, đá bay cây gậy của gã thanh niên đó ra ngoài. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những thành viên quỷ y phái khác cũng quay người lại. Một đám người sắc mặt âm lạnh, tàn nhẫn, giống như lang, như hổ tấn công những thanh niên cầm gậy. Quỷ y phái cũng là một trong những môn phái cổ xưa nhất ở Trung Quốc. Truyền thừa nhiều đời, lấy y thuật làm tôn chỉ của phái, thế nhưng một môn phái tồn tại lâu đời như vậy, chung quy cũng phải có những bí mật gì đó mà người ngoài không biết. Ví dụ như công phu. Nhị môn, nhất phái khi bàn luận về y thuật, chưa bao giờ luận bàn về công phu, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn không biết công phu. Bọn họ chỉ du rú ở nhà, chỉ có đệ tử ngoại môn hay người được phái cử ra ngoài làm việc mới có cơ hội đi ra ngoài. Những người khác khi ở nhà học tập y thuật thì cũng kiêm tu thân thể. Có thể lấy Tần gia làm ví dụ, vì Tần gia am hiểu sâu sắc thuật dưỡng sinh nên khi còn trẻ ông đã bắt đầu tập luyện dưỡng sinh cùng với Thiểu Thái Cực.
Sau khi Tần Lạc có được đạo gia thập nhị đoạn cảm, Tần lão gia cùng Tần Minh đã chết cũng luyện tập theo phương pháp dưỡng sinh, rèn thể chất của đạo gia. Nói cách khác, ba người đàn ông của Tần gia đều có ít hay nhiều công phu. Ít nhất là tố chất sức khỏe của bọn họ tốt hơn khá nhiều so với người bình thường. Bọn họ điên cuồng đánh lại làm cho đám thanh niên cậy nhà, tay cầm gậy gộc kêu cha gọi mẹ, chật vật chống đỡ không xong. Mắt Âu Dương Mẫn nhìn bốn xung quanh, tai hắn nghe tám hướng, hắn nhìn thấy người bên mình đã ổn định lại cục diện thì mới có tâm trạng chơi đùa mấy chiêu với gã đầu đinh. Gã này dĩ nhiên cũng biết triệt quyền đạo, hơn nữa khả năng của gã rất khá. Gã ra chiêu nhanh gọn, sắc bén, lực sát thương rất mạnh mẽ, thật ra cũng khiến Âu Dương Mẫn có cảm giác phấn khích muốn làm thử. Đã rất nhiều năm rồi hắn có rất ít cơ hội đánh nhau. Không ngờ vẫn còn đánh khá tốt, nhưng một khi tính bạo lực ma quỷ đã bộc phát thì rất khó để hắn dừng lại. Gã đầu đinh đã đánh mất gậy, gã không ngừng vươn tay ra thăm dò muốn túm bắt lấy quần áo của Âu Dương Mẫn, chuẩn bị ném hắn qua vai. Thế nhưng gã đàn ông mặc trường bào đen này lại giống như một con cá trơn tuột. Mỗi một lần gã đánh tới trước, thân hình của hắn lại biến mất. Có một vài lần rõ ràng gã đã chạm được vào quần áo của hắn, khi gã nắm chặt tay lại thì cái góc áo đó lại biến mất khỏi lòng bàn tay gã. Âu Dương Mẫn lại một lần nữa di chuyển, nhưng lần này chân trái và chân phải của hắn không phối hợp nhịp nhàng với nhau, giống như là hắn không cẩn thận nên bị vặn người. Gã đầu đinh không hề nghi ngờ có dối trá trong đó, gã vô cùng mừng rỡ đánh tới. Nhưng lúc này thân thể Âu Dương Mẫn đang nghiêng ngả sắp ngã đột nhiên lấy lại thăng bằng, hắn cười khẩy đợi gã đầu đinh đánh tới gần. Gã đầu đinh biết là mình đã bị lừa nhưng thân thể gã không kịp có phản ứng. Bịch! Nắm tay của Âu Dương Mẫn giơ lên vô cùng kỳ lạ, sau đó một quyền đánh mạnh vào hốc mắt của gã đầu đinh. Con người gã vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Gã đầu đinh gào lên một tiếng, thân thể gã lảo đảo lui lại sau rồi gã ngồi trên mặt đất. Tụ tập cách đó không xa, tâm trạng khi trước của các phóng viên truyền thông rất hưng phấn. Bọn họ có cảm giác đã tìm được một cái tít cho bài báo xuất bản ngày mai. Những thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết phản kháng thầy thuốc Trung Quốc, hành vi không đúng như tấm lòng yêu nước thì rất đáng khen. Một cái tít như vậy liệu có phải là quá kích động không? Thế nhưng sau khi bọn họ chứng kiến những thanh niên nhiệt huyết yêu nước của mình bị đánh chạy trốn thục mạng giống như cẩu, hơn nữa còn có người bị đánh vỡ con ngươi thì bọn họ vô cùng nôn nóng. Mau dừng tay, mọi người mau dừng tay lại. Không được đánh nhau nữa. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau tôi sẽ báo cảnh sát. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Sao có thể khinh người như vậy? Người Trung Quốc đánh nhiều ơi. Mau, có ai không? Người Trung Quốc đánh người. Còn có phóng viên giơ camera chụp ảnh liên hồi, toàn bộ những gương mặt dữ tợn khi đánh người của đám thầy thuốc Trung Quốc kia đã được ghi vào ống kính. Đây sẽ là bằng chứng rành rành để chứng minh nỗi sỉ nhục chúng gây ra. Chỉ cần đem những bức ảnh chụp này đăng lên báo chí thì những người Trung Quốc này tới tham gia thi đấu cũng không thể không chết đuối vì nước miếng của toàn dân tộc Hàn Quốc. Càn quấy. Tiếp tục càn quấy. Để xem các người có thể dùng sức lực của một người đối đầu với một sức lực của cả một đất nước hay không. Cảnh sát còn chưa đến, cuộc chiến đã kết thúc. Đám thanh niên yêu nước vốn đi vây đánh người khác bây giờ bị đánh nằm trên mặt đất rên rỉ. Con mắt của gã đầu đinh, thủ lĩnh của cái nhóm côn đồ kia bị một quyền của Âu Dương Mẫn đánh nát. Tay gã che hốc mắt, nằm trên mặt đất la hét, máu từ cái ngón tay gã không ngừng trào ra, hơn nữa còn nhỏ vào mặt gã. Âu Dương Mẫn bước nhanh tới chỗ người phiên dịch, hắn dùng ngón tay kiểm tra hơi thở, nhận thấy tim người phiên dịch vẫn đập và còn hô hấp, hắn biết người phiên dịch chỉ bị ngất, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng thì mới thấy yên lòng. Hãy bao vây đám người Trung Quốc này, đừng để bọn chúng bỏ trốn. Một phóng viên hô to. Đúng, nợ máu trả bằng máu, không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Đánh, đánh chết bọn chúng. Âu Dương Mẫn quát to một tiếng, sau đó hắn chỉ tay vào một gã phóng viên nói. Cho dù vào bất kỳ lúc nào cũng đừng nghĩ tới việc coi thường người Trung Quốc. Các anh muốn khai chiến, tôi sẽ không tiếc thân xác này đón tiếp các anh. Kỳ thật đại đa số phóng viên này không hiểu tiếng Trung Quốc nên không biết Âu Dương Mẫn quát cái gì. Thế nhưng khí phách của hắn làm người khác khiếp sợ, không có bất kỳ một ai dám kích động gây xích mích với hắn. Cũng không còn ai dám nói nữa, chỉ có tiếng kêu la, rên rỉ của những người bị thương đang nằm trên mặt đất cùng với mùi máu tươi nồng nặc. Trên con đường hạnh hoa nho nhỏ quang cảnh giống như là bãi chiến trường sau trận đánh của hai bên quân đội. Mây đen kéo tới, bầu không khí vô cùng thê thảm. Bên đầu đường vang lên tiếng giày da nện xuống nền đường, rốt cuộc những cảnh sát chậm trễ đã tới.
Hứa Đông Lâm đang cùng ông của mình thảo luận về tình hình cuộc thi đấu thì điện thoại di động trong túi hắn lại đổ chuông, hắn cười xin lỗi ông mình, ông, cháu nghe điện đã. Ông biết cháu bận, cứ nghe đi ông không xa đấu thế nhưng ông không đồng ý thái độ cư xử với phụ nữ như vậy. Một người đàn ông chỉ chung thủy với một người phụ nữ. Hứa Nhược nói, ông, cháu biết rồi. Hứa Đông Lâm bất đắc dĩ nói, nếu người khác chỉ trích cuộc sống tình cảm của anh ta có thể không thèm để ý nhưng đây là người ông anh ta hằng kính trọng nhất, anh ta cũng đành phải đồng ý lấy lệ. Hứa Đông Lâm đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại. Cái gì? Hứa Đông Lâm kinh hãi kêu lên, điều anh nói là thật ư? Đúng vậy, chúng tôi đã xác định được tin tức, có một nhóm thanh niên yêu nước xảy ra xung đột với nhóm thầy thuốc đó. Người của chúng ta đã bị thương rất nặng. Lũ thầy thuốc này, giọng nói của Hứa Đông Lâm mất bình tĩnh, hắn kích động buông ra một câu chửi. Con mẹ nó đây là chuyện gì vậy? Không phải là muốn gây phiền phức cho mình sao? Nếu loại chuyện như này xử lý không tốt, có thể sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước. Tới khi đó hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Bên bọn họ có một người phiên dịch bị thương, người đàn ông trong điện thoại nói. Nhưng đã đưa vào viện rồi, tạm thời vẫn chưa biết kết quả kiểm tra. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi những thông tin tiếp theo. Nguyên nhân của chuyện này là gì? Hứa Đông Lâm hỏi. Một nhóm thanh niên yêu nước phản đối hành vi dối trá của những thầy thuốc Trung Quốc, bị bọn họ đánh. Anh muốn gạt ngay cả tôi sao? Giọng nói của Hứa Đông Lâm không còn giữ vẻ bình thường được, khá gay gắt. Người trên điện thoại trần chờ một lát rồi anh ta nói khẽ, đám người Trung Quốc thích gây chuyện kia đi khiêu chiến với thầy thuốc Triệu Đông Hải khi từ nhà thầy thuốc Triệu Đông Hải ra thì đột nhiên bị một đám người vây đánh. Hứa Đông Lâm cau mày nói, bây giờ tất cả phải giữ bình tĩnh để giải quyết. Tất cả những người biết chuyện đều phải thống nhất câu trả lời. Chúng ta không thể gánh chịu trách nhiệm của chuyện này. Dạ, tôi hiểu. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Sau khi điều tra cụ thể tình hình người bị thương của hai bên hãy gọi điện báo tôi biết. Ngay sau khi Hứa Đông Lâm nói xong hắn liền ngắt điện thoại. Ông, cháu có chuyện cần phải ra ngoài. Hứa Đông Lâm quay người, hắn mỉm cười nói với ông mình. Có chuyện gì? Hứa Nhược hỏi. Ông cứ yên tâm cháu sẽ giải quyết. Hứa Đông Lâm đi ra cửa và đổi giày. Xem ra mình phải tới nói chuyện với người đàn ông đó. Chắc hẳn lúc này anh ta cũng đã biết tin. Chương 403, sau lưng có quỷ thượng. Quả thật Tần Lạc cũng đã biết tin. Sau khi giúp Tô Tử có một giấc ngủ chưa thoải mái, khi nàng ngủ dậy, hắn đang châm cứu ở huyệt bắp chân cho nàng thì chuông điện thoại di động để trên bàn đột nhiên reo lên. Khi Tần Lạc nhìn thấy số của Âu Dương Lâm hiện lên trên màn hình điện thoại thì hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bởi vì từ sau khi Âu Dương Lâm gặp phải sự thất bại cùng với sự sỉ nhục quỳ gối hắn ta rất ít khi nói chuyện với người khác, lại càng ít khi chủ động gọi điện cho một người nào đó. Nếu có bất kỳ chuyện gì thì đều do Tần Lạc chủ động gọi điện cho hắn. Một thời gian dài từ đó tới nay đây là lần đầu tiên Âu Dương Lâm chủ động gọi điện cho Tần Lạc. Có chuyện gì đó? Tần Lạc hỏi. Có người tấn công chúng tôi, giọng nói của Âu Dương Lâm rất lạnh, ngầm sát khí giết người. Bọn người nào? Sắc mặt Tần Lạc trầm xuống, hắn vội vàng rút ngân châm ra khỏi đùi Tô Tử, chăm chú nghe điện thoại của Âu Dương Lâm. Một đám thanh niên Hàn Quốc, bọn chúng quấn quốc kỳ quanh đầu, tay chúng cầm hung khí, Âu Dương Lâm nói. Có ai bị thương không? Tần Lạc sốt ruột hỏi. Người phiên dịch bị thương, không biết thương thế ra sao, Âu Dương Lâm còn nói thêm, người của chúng ta đã quay lại đánh trả. Bọn chúng chắc chắn không phải đối thủ của chúng tôi. Có rất nhiều phóng viên đang đứng bên cạnh chụp ảnh. Tần Lạc hít một hơi thật sâu, giọng nói hắn cũng thay đổi. Hắn nói vẻ tàn nhẫn, trước tiên hãy bảo vệ bản thân mình, không được để bị thương rồi chờ cảnh sát tới. Tôi sẽ lập tức liên lạc với đại sứ quán, bọn họ sẽ nghĩ cách giải quyết. Hiện tại các anh đang ở đâu? Chúng tôi đang ở Dương Đảo. Âu Dương Lâm nhìn quanh một lát rồi nói tiếp, mọi chuyện đã kết thúc. Tần Lạc thầm nghĩ lần tập kích lần này chắc chỉ do mấy thanh niên quá khích gây ra. Lần này hẳn bọn chúng đã không chuẩn bị một sự tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là hắn buồn bực thầm nghĩ một lúc nào đó phải nghĩ cách phát tiết một phen. Tranh luận mà không đánh, bọn chúng lại vẫn cứ tưởng Trung Quốc bây giờ vẫn là Trung Quốc của hơn trăm năm trước sao. Kẻ sĩ không thể bị giết, càng không thể bị lăng nhục. Người Trung Quốc không phải dễ bị khinh nhờn như vậy. Cảnh sát tới. Âu Dương Lâm nói thêm. Ừ, Tần Lạc nói, không được phản kháng. Cứ theo bọn họ đi. Đã rõ, Âu Dương Lâm nói xong thì hắn ngắt điện thoại.
Vừa nói chuyện với Âu Dương Lâm xong thì chuông điện thoại của Tần Lạc lại vang lên. Lần này là số của một người lạ gọi tới. Xin chào, đó có phải là Tần Lạc tiên sinh không? Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong điện thoại. Người đàn ông nói tiếng Trung Quốc chuẩn mực, âm điệu cho thấy là người ở Yến Kinh. Anh là ai? Tần Lạc hỏi. Tôi là Lý Nguyên Chiêu, nhân viên sự vụ của Đại sứ quán ở Hàn Quốc. Người đàn ông nói, tôi gọi điện tới là muốn xin lỗi anh. Anh chắc chắn đã biết chuyện xảy ra hôm nay rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Trước đó tôi đã gọi điện cho nhân viên của các anh, mời các anh hỗ trợ bảo vệ an toàn cho các thầy thuốc. Tần Lạc nói vẻ không hài lòng. Tại sao các anh không xuất hiện? Tần tiên sinh, xin anh không nên hiểu lầm. Tôi gọi điện thoại là để giải thích với anh việc đó. Lý Nguyên Chiêu nói, nhân viên nghiệp vụ của chúng tôi vẫn ở sau bảo vệ cho bọn họ nhưng chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Rất đột ngột nên nhân viên nghiệp vụ của chúng tôi không kịp thời xuất hiện ngăn cản chuyện đó. Đợi khi xung đột của hai bên kết thúc thì sự xuất hiện của nhân viên nghiệp vụ sẽ không còn thích hợp nữa. Hơn nữa người của chúng ta cũng không bị tổn hại gì. Tại sao lại không phù hợp? Tần Lạc hỏi. Dù sao đây cũng là Hàn Quốc, nhân viên nghiệp vụ xuất hiện trợ giúp cuộc ẩu đả với dân chúng Hàn Quốc sẽ khiến cho xảy ra những tranh cãi ngoại giao, hơn nữa còn có rất nhiều phóng viên truyền thông ở đó chụp ảnh. Lúc này bọn họ xuất hiện quả thật không tiện. Tâm trạng Tần Lạc rất buồn bực, hắn có cảm giác như bị lừa gạt. Bọn họ đã không muốn ra tay, hắn cũng không thể có chỉ trích gì. Dù sao ngoại giao không phải là chuyện đơn giản, một thầy thuốc nhỏ bé như hắn không thể nào vung tay múa chân với đại sứ quán được. Tôi hy vọng các anh có thể cố gắng thi hành chức trách bảo vệ người dân của đất nước một cách tốt nhất, Tần Lạc nói. Hắn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng nhưng giọng nói của hắn vẫn có chút gay gắt, ẩn chứa sự chỉ trích cùng đả kích. Đương nhiên đây chính là trách nhiệm của chúng tôi. Lý Nguyên Chiêu không tức giận, ông ta cười ha hả nói. Chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người dân của chúng ta. Chúng tôi nhất định không cho phép người dân của đất nước mình bị xúc phạm một cách bạo lực như vậy. Đại sứ quán đã chính thức gửi thông điệp tới chính phủ Hàn Quốc, yêu cầu bọn họ phải nghiêm trị bọn hung thủ, trả lại công bằng cho người dân và đất nước chúng ta. Tần Lạc thầm kinh hãi. Đứng ở lập trường của hắn chỉ muốn cam đoan những người của hắn sẽ không bị tổn thương gì nhưng những chính trị gia lõi đời này lại có khứu giác rất nhạy cảm chuyển nó sang một chiều hướng khác. Bọn họ nhất định biến đổi nó để mang lại lợi ích lớn nhất, dựa vào việc này để đạt được cái mà họ muốn nhất. Thế nhưng cho dù là như thế nào đi nữa, bảo vệ sự an toàn cho người dân mới là nhiệm vụ hàng đầu. Bây giờ các anh chuẩn bị làm gì? Tần Lạc hỏi. Chúng tôi đang chờ bên Hàn Quốc đưa ra một lời giải thích thuyết phục. Lý Nguyên Chiêu cười nói. Trước đó, các anh cần phải giữ được sự tỉnh táo của mình. Tôi biết làm như thế nào, Tần Lạc nói. Tần tiên sinh, sau khi anh quay lại Yến Kinh hãy vấn an tiểu thư Cửu Cửu giúp tôi. Lý Nguyên Chiêu đột nhiên nói. Ban đầu Tần Lạc sửng sốt sau hắn nói, tôi sẽ. Tôi nghĩ bây giờ Tần tiên sinh chắc chắn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, tôi không quấy rầy tiên sinh nữa. Một lúc nào đó tôi sẽ đích thân tới thăm tiên sinh. Lý Nguyên Chiêu khách sáo nói. Được, Tần Lạc nói, khó trách người đời nói, Yến Kinh là nơi sông sâu biển cả, là nơi cạm bẫy lửa gạt lẫn nhau, không một ai có thể nắm vững con át chủ bài của đối phương. Một khi Lý Nguyên Chiêu nhắc tới Vương Cửu Cửu vậy khẳng định mối quan hệ của ông ta với gia đình Vương Cửu Cửu hoàn toàn không đơn giản. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tần Lạc thấy vẻ mặt ân cần của Tô Tử đang nhìn mình hắn liền nói, người của quỷ y phái bị tấn công. Tình hình bây giờ thế nào? Tô Tử bình tĩnh hỏi. Trong lúc Tần Lạc nói chuyện điện thoại, nàng cũng đã nghe loáng thoáng sự việc. Cục điện bây giờ vẫn chưa rõ ràng, vẫn phải chờ đối phương ra chiêu trước. Tần Lạc cười nhạt nói, bọn họ đương nhiên muốn trốn tránh trách nhiệm. Bọn họ am hiểu nhất chuyện này. Thế còn anh thì sao? Anh muốn làm gì? Tô Tử cười hỏi, bàn tay nàng cầm lấy tay Tần Lạc. Tần Lạc lập tức có cảm giác sự tức giận trong lòng hắn đã tiêu tan rất nhiều khi bàn tay nhỏ bé của Tô Tử nắm lấy tay hắn. Anh biết bọn họ không phục, Tần Lạc nói, vậy phải làm cho bọn họ hoàn toàn tâm phục. Tô Tử đang định nói thì bất chợt lại vang lên tiếng chuông cửa. Xem ra bọn họ đã tới, Tần Lạc cười nói, anh ra ngoài xem một chút. Khi Tần Lạc ra mở cửa thì thấy một mình Hứa Đông Lâm đứng trước cửa. Vẻ tươi cười thường trực trên gương mặt Hứa Đông Lâm đã biến mất, anh ta bình tĩnh nhìn Tần Lạc nói, tôi có thể vào trong nói chuyện không? Mời vào, nói xong, Tần Lạc nghiêng người lui sang một bên. Tôi nghĩ, anh biết sự việc xảy ra ngày hôm nay. Hứa Đông Lâm nói,
Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc vì chuyện này, Hứa Đông Lâm nói vẻ áy náy. Có một số người thực sự quá kích động. Quả thật chỉ những người hoang dại mới có thể làm ra những chuyện này. Tần Lạc nói vẻ tán thành. Đánh người ngay giữa đường, hơn nữa là đánh bạn bè quốc tế tới Hàn Quốc tham dự một cuộc thi. Những chuyện này những người có văn hóa không bao giờ làm. Tần Lạc, xin đừng kích động. Hứa Đông Lâm nhìn Tần Lạc nói, chuyện này cả hai bên đều có cái sai. Bây giờ tôi tới đây chính là muốn thương lượng với anh cách giải quyết vấn đề này. Dù sao đối với cả hai chúng ta mà nói chuyện này hoàn toàn không vinh dự gì. Cả hai đều có sai lầm sao? Tần Lạc cười hỏi, tôi rất muốn biết đoàn đại biểu thầy thuốc của chúng tôi sai ở chỗ nào. Có phải chỉ vì bọn họ đã chiến thắng các thầy thuốc của các anh nên đã bị một số người của các anh không cam lòng trả thù phải không? Tôi nghĩ không phải anh không hiểu chân tướng của sự việc. Hứa Đông Lâm vẫn không tức giận, anh ta nói vẻ nghiêm túc, những thanh niên Hàn Quốc này chỉ hơi quá khích một chút, bọn họ bị giới truyền thông lừa gạt, tưởng rằng các thầy thuốc Trung Quốc các anh dùng thủ đoạn dối trá để chiến thắng nên mới tổ chức ra mấy người tới kháng nghị nhưng cuối cùng lại xảy ra loạn đả. Toàn bộ 11 thanh niên phải nằm viện, có một người bị đập nát một bên con ngươi, rất có khả năng sẽ bị mù. Việc này đối với chúng ta mà nói thì chỉ là một tai nạn. Tôi nhận được những thông tin không phải như vậy. Tần Lạc đưa bằng chứng ra đấu lý, khi đoàn người của chúng tôi đi khiêu chiến với một danh y của các anh. Sau khi xong việc ra về, ra tới cổng thì bất ngờ bị một đám côn đồ tập kích. Mấy tên côn đồ đó quấn cờ Hàn Quốc trên đầu, tay cầm hung khí xông tới đánh đập các thành viên trong đoàn chúng tôi nhưng bọn chúng đã hoàn toàn không biết một việc đó là các thành viên trong đoàn chúng tôi không chỉ tinh thông y thuật mà võ công còn giỏi hơn rất nhiều. Tần Lạc lạnh lùng nhìn Hứa Đông Lâm nói. Chẳng lẽ pháp luật Hàn Quốc các anh có quy định như vậy sao? Khi bị người khác đánh thì không thể đánh trả ư? Một khi đánh trả thì trách nhiệm người đánh trả phải gánh sao? Hay có thể nói sinh mạng của người Trung Quốc rất rẻ mạt, để mặc cho các anh có thể mắng, có thể đánh và không được đánh trả sao? Tôi nghĩ anh đã xuyên tạc nguyên nhân của sự việc lần này. Hứa Đông Lâm cười nói, phóng viên có mặt ở hiện trường đã chụp được rất nhiều bức ảnh. Những bức ảnh này bộc lộ rõ chân tướng của sự việc. Những phóng viên truyền thông này là người của ai? Tần Lạc hỏi, bọn họ phát ngôn thay cho ai? Chỉ có lương tri mới là chân lý mà bọn họ hết lòng tuân theo. Bọn họ chỉ biết nói lên sự thật. Anh tin bọn họ sao? Không tin, Hứa Đông Lâm lắc đầu nói, nhưng dân chúng sẽ tin ngay sau khi họ xem những bức ảnh này. Ý của anh là các anh sẽ không chịu trách nhiệm về sự việc lần này? Tần Lạc hỏi thẳng thừng. Chúng tôi tự nguyện gánh chịu trách nhiệm trước đất nước mình. Hứa Đông Lâm nói, sự kiện lần này vốn không phải là của chúng tôi, hơn nữa theo số lượng người bị thương cùng với nguyên nhân của sự việc chúng tôi mới là người bị hại. Tôi thừa nhận những thanh niên đó cũng hơi quá khích nhưng cũng chỉ vì có thế mà người các anh đã đánh bọn họ đến tàn phế thì quá tàn nhẫn. Hắn nói tới đây là đã rõ ràng tất cả. Hai người không thèm nói với nhau câu nào nữa, ánh mắt chằm chằm nhìn nhau. Hứa Nhược Tiên sinh nghĩ thế nào về sự việc lần này? Tần Lạc hỏi. Ông tôi không biết chuyện này, Hứa Đông Lâm nói, ông đã lớn tuổi, không nên để ông xúc động. Vậy rất đáng tiếc, Tần Lạc nói vẻ tiếc nuối, tôi tới Hàn Quốc với mục đích chủ yếu là khiêu chiến ông ấy. Chẳng lẽ ông ấy già tới mức ngay cả cây châm cũng không cầm được sao? Chương 404, sau lưng có quỷ hạ. Cuối cùng mắt Hứa Đông Lâm đã hiện ra vẻ tàn khốc, không bằng bạc, sắc nhọn như ngân châm nhưng có thêm đâm thấu tim con người. Anh đã sỉ nhục một người giá đáng kính trọng sao? Hứa Đông Lâm nói, tôi chỉ tôn trọng có hai người. Một người là ông tôi, một người chính là anh. Con người ai cũng trở nên già nua, đó chính là số mệnh. Tần Lạc cười híp mắt nói, chúng ta cũng vậy, đó chính là mục đích chủ yếu của tôi khi tới Hàn Quốc. Tôi rất tiếc về tình trạng của ông ấy, điều này cũng vượt qua dự tính của tôi. Anh không được nói ông tôi như vậy vì như vậy địa vị của anh trong lòng tôi sẽ giảm sút. Tôi không thể vì anh tôn trọng tôi mà giấu ở trong lòng không nói ra. Những chuyện vốn cần phải làm thì không nên ngừng lại, không làm. Nếu như các anh có thể gánh chịu trách nhiệm hành động muốn buồn nôn đó, tôi sẽ bày tỏ sự tôn trọng với các anh. Nếu các anh không thể, chúng ta chỉ còn có thể lựa chọn chính hành động của bản thân mình. Giọng nói Tần Lạc vô cùng nghiêm khắc, máu của chúng tôi không thể chảy vô ích. Có phải anh đang hiểu lầm vấn đề không? Phải là máu người Hàn Quốc chảy mới đúng chứ? Vậy mới đáng đời bọn chúng. Hứa Đông Lâm nở một nụ cười. Một nụ cười rất trắng trợn, không kiêng nể gì hết. Rất thú vị, thật sự thú vị, Hứa Đông Lâm nói.
vậy chúng ta đều sẽ dùng thủ đoạn. Theo như tôi được biết, ngay khi các thành viên trong phái đoàn của anh xung đột với các thanh niên của chúng tôi có không ít phóng viên cũng ở đó. Bọn họ đã chụp được không ít bức ảnh các thầy thuốc Trung Quốc có hành động tàn bạo. Một phóng viên còn chụp được ảnh của một thanh niên Hàn Quốc. Một khi bức ảnh đó được tung lên báo chí, có phải sẽ rất ảnh hưởng tới các anh không? Tới khi đó tất cả dân chúng Hàn Quốc bị kích động, chính phủ Hàn Quốc nhất định cũng không thể ngồi yên. Sở trường của các anh là đổi trắng thay đen. Tần Lạc nói, chúng tôi sẽ dùng phương pháp của chính mình để dân chúng biết chân tướng của sự việc, không chỉ có người dân Trung Quốc mà còn cả người dân Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc chỉ biết nghe chúng tôi mà thôi. Không nhất định như vậy. Hứa Đông Lâm cười gật đầu nói, như vậy thương thuyết của chúng ta chấm dứt tuy không vừa ý nhưng thái độ của mỗi người chúng ta đã rất rõ ràng. Không tiễn. Hứa Đông Lâm gật đầu với Tần Lạc, hắn mỉm cười chào Tô Tử rất nhã nhặn sau đó mới quay người đi ra khỏi phòng. Ngay bàn tay Hứa Đông Lâm cầm chuôi cửa, chuẩn bị mở ra thì hắn đứng lại nói, mặc dù ông tôi không thể xuất trận đấu với anh nhưng tôi chấp nhận lời khiêu chiến của anh. T. Chỉ mong anh sẽ không làm người khác thất vọng. Chắc chắn là không. Bịch. Sau khi làm tiếng cánh cửa khẽ vang lên, Hứa Đông Lâm rời khỏi phòng của hai người Tần Lạc. Hình như anh ta rất tức giận. Tô Tử nhìn tấm bảng không quấy giày treo trên cánh cửa vẫn đang lung lay, nói nhỏ. Anh cũng rất tức giận. Tần Lạc cười nói. Anh chuẩn bị làm gì? Khiêu chiến. Tần Lạc cười, hắn nhếch miệng nói, tiếp tục khiêu chiến. Bọn họ không muốn chúng ta làm cái gì, anh nhất định sẽ làm cái đó. Đây là tự do của chúng ta. Em ủng hộ anh, Tô Tử nói, em sẽ bảo mấy người Mộc Hương tiếp tục mở rộng phạm vi khiêu chiến. Nếu như chúng ta có thể làm cho giới truyền thông theo dõi, đưa tin thì mọi chuyện càng thêm ồn ào. Đúng vậy, không thể để cho giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin thiên lệch. Anh sẽ liên lạc với trong nước để cho một số cơ quan báo chí trong nước thường trú ở đây tham gia đưa tin sự kiện lần này. Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, hãy chú ý bảo vệ an toàn cho các cô ấy. Anh không nên coi thường con gái chúng em, Tô Tử vinh mặt nói. Em sẽ để bọn họ ra ngoài tiếp xúc với thế giới xung quanh từ rất lâu rồi, khả năng xử lý của bọn họ rất tốt. Với thực lực của bản thân, bọn họ thừa sức bảo vệ mình. Tốt lắm, Tần Lạc cười, giống như một con hồ ly giảo hoạt mới lừa được một con quạ đen béo ngậy. Truyền thông Hàn Quốc bôi nhỏ các cô ấy. Bảo các cô ấy dùng nhan sắc của mình để chiến thắng, chắc chắn tâm trạng các cô ấy cũng rất bực bội, vậy hãy càng điên cuồng hơn nữa, dùng thực lực của chính mình làm bọn họ câm miệng. Em sẽ nói với bọn họ. Nhìn thấy mà giật mình, thầy thuốc Trung Quốc hành hung người Hàn Quốc trên đường. Nhân chứng ở bệnh viện Đại Minh, Hàn Canh Nhị vỡ mắt trái, bị mù. Phải nghiêm trị hung thủ, nợ máu phải trả bằng máu. Rất nhiều học sinh tuần hành phản đối, yêu cầu chính phủ bắt giữ đám hung thủ. Một loạt các tiêu đề kích động, sặc mùi máu tanh, tàn nhẫn, oan ức là lòng người bừng bừng căm phẫn, rơi lệ rồi lại làm người ta rơi lệ khi nhớ tới chuyện đó. Không chỉ một số út tờ báo nhỏ ở Hàn Quốc mà cả những tờ báo lớn, phương tiện truyền thông lớn cũng đưa tin rầm rộ chuyện nhóm thanh niên kháng nghị với các thầy thuốc Trung Quốc bị đánh. Một tờ báo ngày còn lần lượt đăng từng bức ảnh một rất có sức thuyết phục chứng minh sự thật của chuyện đó. Trong đó bức ảnh sử dụng thường xuyên nhất chính là bức chụp cảnh Âu Dưỡng Mẫn vung tay đấm nát con người trái một thanh niên Hàn Quốc. Gương mặt đầm đìa máu, cùng với cảnh máu bắn tung tóe. Vẻ mặt dữ tợn của Âu Dương Mẫn khi hành hung với vẻ mặt đau đớn của Hàn Canh Nhị tạo ra sự tương phản khủng khiếp, một lần nữa đánh trúng tâm can, nhiệt huyết và tình cảm của dân chúng Hàn Quốc. Âu Dương Mẫn trở thành một người nổi tiếng ở Hàn Quốc. Có người giơ ảnh chụp hắn lên đứng đốt ở giữa phố. Có người còn làm một hình người rơm để cho dân chúng Hàn Quốc mặc sức đâm kim vào. Một ông chủ của cửa hàng bán đồ chơi đã vẽ hình Âu Dương Mẫn lên mặt quả bóng của trò chơi làm doanh thu của cửa hàng tăng vọt lên mười mấy lần. Đồ tể, chó điên, tên dã man và mấy cái biệt hiệu khó nghe khác cũng được đặt cho Âu Dương Mẫn. Phản ứng trước nhất là sinh viên Đại học Hàn Quốc, bọn họ lập tức tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn. Đội ngũ tham gia tuần hành càng lúc càng đông. Chỉ trong có mấy giờ đã đạt tới số lượng hơn 10 vạn người. Một số người khác đã ngửi thấy cơ hội tốt thông qua sự kiện này. Diễn viên điện ảnh không nổi tiếng cho lắm Hà Chí Năng trong một cuộc trả lời phỏng vấn của giới truyền thông đã phẫn nộ nói. Nếu như không nghiêm trị các hung thủ đánh người, tôi sẽ từ chối việc đóng phim ở Trung Quốc. Tôi tình nguyện vứt bỏ thị trường Trung Quốc để bày tỏ thái độ của tôi. Đương nhiên cũng có nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Hàn Quốc, mặt đẫm lệ nói. Xin mọi người hãy đòi lại công bằng cho những người thanh niên của chúng ta.
thanh niên Hàn Quốc chúng ta hiền lành, bọn họ chỉ muốn bày tỏ ý nghĩ của mình, bọn họ không sai chút nào. Bọn họ không đáng bị đánh đập như vậy. Một số quan chức chính phủ Hàn Quốc cũng công khai tuyên bố rằng bọn họ rất tức giận, phẫn nộ với chuyện này. Bọn họ yêu cầu chính phủ hãy mang lại sự công bằng cho người dân của mình. Phía chính phủ Hàn Quốc cũng chính thức mở một cuộc họp báo. Bọn họ nói đã chính thức làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc, bọn họ sẽ nghiêm khắc xử lý những hung thủ hành hung người, không vì hung thủ là người của nước bạn mà có động thái giảm nhẹ tội. Những đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh đồng cỏ. Huống chi sự việc lần này vốn không phải là chuyện nhỏ đã khiến cho đông đảo dân chúng Hàn Quốc chú ý. Ngay cả những cụ bà sống ở vùng nông thôn Hàn Quốc vừa làm dưa chua vừa mắng chửi. Lũ Trung Quốc giết người. Sự việc càng lúc càng diễn ra khốc liệt, phía Hàn Quốc nhiều lần ra chiêu, phía Trung Quốc ngược lại rất trầm lặng. Có vẻ như phía Trung Quốc đã đối lý nên không dám lên tiếng phản bác. Sự thật là như thế sao? Tần Lạc biết câu trả lời. Đại sứ quán cũng biết câu trả lời. Bọn họ đang chờ đợi. Bọn họ chờ đợi trận mưa gió này càng thêm mãnh liệt, lợi ích mà bọn họ thu được từ sự kiện này càng lớn hơn nữa. Nhịp trống sục sôi, khúc nhạc cổ điển, ẩn chứa tình cảm sâu đậm chân thành làm cho ngôi biệt thự mang dáng dấp vương giả tràn ngập bầu không khí tiêu điều. Cửa sổ trong phòng đóng chặt, bên trong phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu theo khe hở của cánh cửa sổ bằng gỗ lim mới cho người ta biết bây giờ vẫn còn là ban ngày. Một người phụ nữ ngồi nghiêng, tựa đầu vào ghế salon. Mồm người đó ngậm một điếu xì gà to, ánh lửa đầu điếu xì gà bập bùng sáng tối, soi sáng đôi môi gợi cảm màu tím. Móng tay của người phụ nữ đó thon dài nhưng hoàn toàn nhuộm đen nhánh, màu đen đó rất hợp với màu đen của căn phòng tạo nên một hình ảnh rất quỷ dị. Chiếc sườn xám Trung Quốc xẻ tà màu tím, xẻ tà đến tận giữa hai đùi, khi cô ta ngồi xuống, hai mảnh vải che đùi rơi xuống làm lộ ra bắp đùi trắng mịn. Tay phải cô ta để trên đùi, gõ nhịp theo tiết tấu của bài quân nhạc. Ngón tay cô ta làm thành một đường cong ở độ cong lớn. Hiển nhiên cách thưởng thức âm nhạc như vậy làm cô ta rất khoái cảm. Két! Cánh cửa gỗ của căn phòng được đẩy ra. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, mặc một bộ Âu phục màu đen đi vào trong phòng. Người đàn ông cao, rất đẹp trai, một gương mặt đẹp điển hình theo tiêu chuẩn của nước Anh, nghiêm túc, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Phu nhân người đàn ông cung kính đứng trước mặt người phụ nữ, khẽ gọi. Người phụ nữ phất tay ngăn lại sau đó tiếp tục hưởng thụ khúc nhạc đó. Sau khi khúc nhạc đó kết thúc, người phụ nữ nhắm mắt lại khoan khoái cảm nhận hương vị của nó. Đẹp, cảm thấy khúc nhạc này thế nào? Đây là khúc nhạc nữ hoàng Elizabeth thích nhất, người phụ nữ ngẩng đầu hỏi, trong khi nói cô ta thở ra một màn khói xì gà. Rất hay, thưa phu nhân. Sắc mặt người đàn ông vẫn như thường. Mặc dù anh ta đang ca ngợi nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng nghiêm túc. Nói đi, mọi chuyện tiến hành như thế nào? Người phụ nữ hỏi. Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Sau khi người Hàn Quốc và người Trung Quốc trải qua sự kiện xung đột đó đang đấu lý dữ dội với nhau, bọn họ đều chỉ trích sai lầm của nhau, không ai nguyện ý gánh chịu trách nhiệm của chuyện đó. Đây là điều mà chúng ta đều mong muốn xảy ra. Người đàn ông nói ngắn gọn. Hắn biết người phụ nữ trước mặt hắn không phải là người thích nghe chuyện tào lao. Nếu đã như vậy thì anh tới đây làm gì? Người phụ nữ nghiêng người hỏi gã đàn ông. Chúng ta có cần giết chết người Hàn Quốc đó không? Đẹp hỏi, hắn chính là người tổ chức vụ xung đột đó. Hắn là đối tượng quan trọng. Giết chết ư, người phụ nữ lắc đầu nói, làm như vậy là đánh rắn động cỏ. Tôi không muốn để người khác biết chuyện đó là một âm mưu. Ít nhất tới lúc này tôi chưa thể chính thức lộ diện đối đầu với bọn chúng, làm như vậy thì ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi. Người phụ nữ này có vẻ nghiện thuốc, sau khi hít một hơi xì gà dài, cô ta đột nhiên đứng lên. Dáng vóc cô ta cao, chân dài, mái tóc vàng bập bềnh, cổ cao, dáng vẻ quý phái. Tôi nghĩ anh sẽ không tới mức ngu xuẩn tiết lộ cho hắn nhiều chuyện chứ. Không có, tôi không tiếp xúc với hắn ta, tôi chỉ cho đám đàn em kích động để hắn dẫn người đi gây chuyện. Người đàn ông vội vàng phủ nhận, đương nhiên vì kế hoạch lần này mà tôi đã bỏ ra một ít tiền để thuê người. Bọn chúng còn có hai nhóm lưu động đi khiêu chiến ở xung quanh, đúng không? Đúng vậy. Với cơn thịnh nộ của người Hàn Quốc, bất kỳ hình thức trả thù nào đều có thể hiểu được. Phu nhân, tôi biết cần phải làm gì. Hãy đi thôi, người phụ nữ khoát tay nói. Chương 405, lật cờ. Tần Lạc bảo chúng ta hết sức giữ bình tĩnh. Âu Dương Lâm nói. Tần Lạc là ai nào? Anh ta là cái quái gì mà ra lệnh cho chúng ta?
chúng ta bị người khác tấn công, không phải là anh ta bị đả thương. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Tại sao anh ta không tới cứu chúng ta? Một ông già của quý y phái giận dữ nói. Anh ta đang nghĩ cách, Âu Dương Lâm vẫn không tức giận, hắn bình tĩnh nói. Anh ta nghĩ cách gì? Không phải chúng ta vẫn còn bị nhốt ở trong bệnh viện này sao? Chúng ta tới đất nước quái quỷ này làm gì? Chúng ta làm việc này vì cái gì? Là vì Trung y Trung Quốc, Âu Dương Lâm nói. Ngươi, ngươi đang nói thay cho ai vậy? Rốt cuộc ngươi có phải là người của quý y phái không? Không phải. Âu Dương Mẫn nhìn thấy cháu mình xảy ra tranh cãi với trưởng lão trong phái bèn lên tiếng, thôi, hai người không được gây ồn ào nữa. Bây giờ là lúc nào mà còn nói những chuyện lăng nhăng đó? Vậy ngươi nói đi bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Ông già đó đẩy vấn đề sang Âu Dương Mẫn. Âu Dương Mẫn bất đắc dĩ phải suy nghĩ. Ở một đất nước xa lạ này gây cho hắn một cảm giác thất bại không thể dùng uy thế áp đặt lên người khác. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi. Tần Lạc là người đáng tin cậy, anh ta không thể bỏ mặc chúng ta, còn có cả đại sứ quán nữa, nhất định bọn họ đã nhận được tin. Bọn họ nhất định sẽ cứu chúng ta ra. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng đập cửa này chỉ mang tính chất nghi lễ, ngay khi người bên trong còn chưa lên tiếng, cánh cửa phòng đã nhanh chóng bị bên ngoài mở ra. Mang đi, một viên cảnh sát Hàn Quốc trong bộ đồng phục cảnh sát nhìn lướt qua những thầy thuốc Trung Quốc đang tụ tập trong phòng lên tiếng. Rầm. Một đám cảnh sát trẻ ồn ào tiến vọt vào trong, với ý định bắt giữ những người Trung Quốc hung bạo ở Hàn Quốc. Các anh dựa vào cái gì mà bắt người? Âu Dương Mẫn tức giận quát lên. Hiện thời người phiên dịch bị thương vẫn phải nằm viện, không thể tiếp tục công việc của mình. Hắn cũng không biết những cảnh sát này có hiểu lời hắn nói hay không nhưng hắn vẫn phải đứng ra phản đối. Các anh phạm pháp đương nhiên phải bị pháp luật trừng trị. Một nữ cảnh sát xinh đẹp, lạnh lùng khinh bỉ nói, lũ khỉ dã man. Ngôn ngữ của cô ta chính là tiếng Trung Quốc, hơn nữa còn là tiếng Trung Quốc chuẩn. Hơn nữa câu chửi mắng cuối cùng của cô ta người khác nghe thấy vô cùng chói tai. Cô là người Trung Quốc hả? Âu Dương Lâm ngẩng phát đầu lên, sắc mặt giận dữ nhìn nữ cảnh sát kia. Tôi thèm vào làm người Trung Quốc, người phụ nữ khinh thường nói. Trước kia tên tôi là Lưu Diễm, bây giờ tên tôi là Khuông Ngân Chấn. Âu Dương Lâm nổi giận. Âu Dương Lâm ra tay. Trong nháy mắt ngay khi mọi người còn chưa kịp có phản ứng, Âu Dương Lâm đã tiến tới trước mặt nữ cảnh sát đó một cách kỳ lạ. Binh! Tiếng bạt tai vang lên. Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn người. Tất cả những người này hoàn toàn không ngờ gã thanh niên này lại dám ra tay đánh người ngay trước mặt cảnh sát. Hơn nữa người gã đánh lại là cảnh sát tới bắt người. Bọn họ càng không ngờ động tác của gã lại nhanh như vậy, không một ai kịp phản ứng. Thậm chí có hai cảnh sát nam đứng trước mặt Âu Dương Lâm hoàn toàn không hiểu sao gã có thể vượt qua mặt cả hai tiến tới trước mặt Khương Ngân Trâm. Bắt lấy gã, hãy tra khảo gã. Một người nào đó kêu lên. Sắc mặt của mấy nhân viên cảnh sát nam phẫn nộ cộng thêm có vẻ xấu hổ, cùng nhau nhào tới chỗ Âu Dương Lâm. Binh! Âu Dương Lâm lại một lần nữa ra tay, tát vào má bên kia của Khương Ngân Trâm. Tát xong Âu Dương Lâm thản nhiên đứng tại chỗ để mặc cho mấy gã cảnh sát thái độ như lang như hổ xông tới khóa hắn lại, không cho nhúc nhích. A! À, lúc này Khương Ngân Trâm mới kịp có phản ứng, cô ta gào lên một tiếng rồi nhào tới muốn cào mặt Âu Dương Lâm. Không được để cô ấy ra tay, giữ lấy cô ấy, không để cô ấy ra tay. Viên chỉ huy cảnh sát kêu lên, nếu như để cho gã thầy thuốc Trung Quốc đó có các vết thương trên mặt, ngày mai lập tức các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin. Khi đó bọn họ sẽ rơi vào thế bị động. Âu Dương Lâm lạnh lùng nhìn nữ cảnh sát sau đó hắn bị mấy nhân viên cảnh sát áp giải ra ngoài. Những người quý y phái khác cũng bị dẫn đi, lần lượt đi tới hướng cổng chính của bệnh viện. Dân chúng Hàn Quốc và các phóng viên tụ tập ở bên ngoài nhìn thấy rốt cuộc chính phủ của bọn họ cũng ra mặt bắt người, bọn họ không ngớt trầm trồ khen ngợi, vỗ tay như sấm động. Đánh chết bọn chúng, đánh chết bọn chúng. Bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu. Hãy trả lại công bằng cho tôi. Chúng tôi muốn sự công bằng. Thưa các khán giả truyền hình, tôi là Kim Điều phóng viên truyền hình. Bây giờ tôi đang đứng đưa tin cho các bạn ở ngay Bệnh viện Đại Minh. Rốt cuộc vụ án các thầy thuốc Trung Quốc hành hung người giữa đường đã có tiến triển. Chính phủ cuối cùng cũng đã áp dụng các biện pháp xử lý sau khi quảng đại quần chúng đã khẩn khoản yêu cầu cùng phản đối. Tần Lạc lặng lẽ tắt EV sau đó hắn cầm điện thoại di động ở trên bàn. Sau một hồi tìm kiếm hắn bấm số gọi. Tần tiên sinh, không thể ngồi yên hả? Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sang sảng của Lý Nguyên Chiêu.
Đúng vậy, Tần Lạc nói, tôi không cần biết các anh sử dụng biện pháp gì thế nhưng tôi hy vọng các anh hãy lập tức đứng ra giải quyết sự việc này, mang sự công bằng cho các thầy thuốc của tôi. Lý Nguyên Chiêu im lặng hồi lâu rồi nói, bây giờ vẫn không phải là thời cơ thích hợp nhất. Tôi biết, tôi không muốn kéo dài nữa. Tôi không muốn dùng nhân cách và danh dự của bọn họ để đổi lấy các lợi ích. Bọn họ vô tội, không thể bị đối xử như tù nhân. Bọn họ do tôi đưa tới đây, tôi nhất định phải mang theo bọn họ quay về. Anh hẳn cũng biết bây giờ bọn họ là tù nhân, đợi khi chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện thì bọn họ chính là anh hùng trong lòng người Trung Quốc, bọn họ chỉ tạm thời chịu oan ức thôi mà. Không được, bây giờ, Tần Lạc dứt khoát nói, người quý y phái tình nguyện xuống núi là do hắn tự mình đi thuyết phục. Người là do hắn đưa tới, cái kế hoạch hoa đà đó cũng do bản thân Tần Lạc vạch ra, bọn họ chỉ là người thực thi. Ngay khi Tần Lạc nhìn thấy mấy người Âu Dương Lâm bị cảnh sát dẫn đi, rất nhiều dân chúng Hàn Quốc không hiểu rõ tình hình hoan hô mừng rỡ, vỗ tay kêu gào, trái tim hắn như bị một vật nhọn đâm vào. Hắn không thể đợi nữa, không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Thôi được, cuối cùng Lý Nguyên Chiêu cũng phải khuất phục, 6 giờ tối nay sẽ có một cuộc họp báo ở Đại sứ quán. Chúng ta sẽ để cho dân chúng Hàn Quốc biết rõ chân tướng sự việc. Tốt lắm, tôi sẽ tới đó, Tần Lạc nói. Phía Trung Quốc không còn giữ sự yên lặng như trước nữa. Đột nhiên Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức một cuộc họp báo với giới truyền thông. Ngay khi tin tức đó truyền ra đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài Hàn Quốc. Không chỉ có giới truyền thông Hàn Quốc, truyền thông Trung Quốc ngay cả một số hãng truyền thông nước ngoài cũng cử phóng viên tham dự cuộc họp báo. Việc y học cổ truyền Hàn Quốc và Trung Quốc phân tranh đã thu hút sự chú ý của không ít giới truyền thông phương Tây. Trên báo chí phương Tây cũng đã đưa tin về sự kiện này. Tần Lạc không đi cùng với Tô Tử, hắn và Tô Sán bí mật rời khỏi khách sạn, bắt taxi đi tới đại sứ quán. Sau khi Tần Lạc gọi điện thoại, nhân viên sứ quán lần trước ra sân bay đón mọi người đi ra ngoài đón Tần Lạc. Buổi họp báo sẽ tổ chức ở phòng họp, có hơn 200 phóng viên sẽ tham dự. Người đàn ông thì thào vào tai Tần Lạc giải thích. Tần Lạc gật đầu, hắn bước vào phòng họp, tìm một góc khuất không ai chú ý ngồi xuống. 5 giờ 59 phút, một đám người đi giày tây xuất hiện. Người đi đầu đám người đó là một người đàn ông trung niên đeo kính, dáng vẻ nho nhã. Gương mặt ông ta nghiêm nghị, ánh mắt không chớp đi thẳng tới bàn chủ tọa. Ông ta đưa mắt nhìn toàn hội trường và nói, các bạn phóng viên, xin chào, tôi là Lý Nguyên Chiêu, nhân viên sự vụ của Đại sứ quán. Tôi đại diện cho Đại sứ quán Trung Quốc làm rõ với mọi người chuyện xung đột giữa các thầy thuốc Trung Quốc và thanh niên Hàn Quốc. Trước hết tôi muốn mọi người hãy xem kỹ một đoạn băng video. Tôi nghĩ sau khi xem xong đoạn băng này, mọi người sẽ hiểu chính xác hơn về vấn đề này. Lý Nguyên Chiêu quay đầu sang bên cạnh gật khẽ, ngay lập tức có nhân viên đi tới mở máy chiếu trong phòng hội nghị. Chương 406, Thế cục đảo ngược. Khi máy chiếu bắt đầu chạy, hình ảnh xuất hiện trên màn hình là hình dáng của những người quý y phái. Người đi đầu chính là Âu Dương Mẫn, bị người dân Hàn Quốc sỉ nhục là đồ phu, súc sinh, chó điên. Mặc dù vẻ mặt của hắn lãnh đạm nhưng rất bình tĩnh, hắn đang nói gì đó với đồng nghiệp của mình. Trong tay hắn đang cầm một cuốn sổ ghi chép một danh sách với những cái tên. Đây chính là cuốn sổ đen mà giới Hàn y nghe tới đã sợ vỡ mật. Chuyện, hình ảnh trôi đi rất nhanh, sau đó chuyển tới phía bên kia đường hạnh hoa. Đột nhiên trên màn hình hiện lên một đám thanh niên Hàn Quốc mặt mày dữ tợn, thái độ hung bạo. Trên đầu những người này quấn quốc kỳ Hàn Quốc, trong tay những người đó cầm hung khí, có cả gậy đánh bón chày và những ống tuyết. Vẻ mặt hung ác của những người đó nhìn chằm chằm vào những người của quý y phái trước mặt, giống như bọn họ đang quan sát những con mồi chờ đợi đã lâu. Tiếp theo một gã thủ lĩnh đầu đinh vung cây gậy bóng chày trong tay rồi hắn xông lên trước tiên, những gã đàn em còn lại cũng gào lên rồi xông tới trước. Người phiên dịch Trung Quốc đeo kính kêu lên một câu gì đó, anh ta giang hai tay có ý định ngăn cản những tên côn đồ đó hành hung. Nhưng lời khuyên của anh ta không có tác dụng, gã côn đồ hai mắt phằn đỏ căn bản là không để tâm tới lời khuyên nhủ của người phiên dịch. Bịch, gã đàn ông đầu đinh vung cây gậy bóng chày đánh vào đầu người phiên dịch. Người phiên dịch lảo đảo rồi ngã vật xuống đất. Hả? Ồ! Rất nhiều nữ phóng viên hoảng sợ kêu lên, ngược lại những phóng viên nam hít một hơi thật sâu. Có vẻ như mọi người nghe tiếng đầu người phiên dịch đó bị đập bể. Đôi kính của người phiên dịch bắn tung đi, quay cuồng trong không trung sau đó rơi xuống nát vụn. Máu tươi từ trán người phiên dịch trào ra nhuộm đỏ mặt đất,
giống như nền xi măng đột nhiên nứt ra và một đóa hoa màu đỏ xuất hiện. Tiếp theo trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh Âu Dương Mẫn, hắn giận dữ quát to một tiếng, cũng không ai nghe rõ hắn quát cái gì rồi hắn dẫn người của mình quay lại cứu đồng bào của mình. Sau đó hai bên ác đấu với nhau, sức chiến đấu của những người đàn ông gầy còm mặc áo bào đen rất khủng khiếp. Các phóng viên hoàn toàn được mở rộng tầm mắt với công phu thần kỳ của Trung Quốc. Một gã thanh niên Hàn Quốc tay cầm ống tuyết đập vỡ bả vai của một đệ tử Quý Y phái, người đệ tử đó kiên cường chịu cú đánh, vung tay đấm nát mặt mũi gã thanh niên Hàn Quốc đó. Một gã thanh niên khác tay cầm gậy gỗ tung chân đá nhưng lại bị một người thầy thuốc Quý Y phái thoạt nhìn tuổi có thể tương xứng với ông của gã thanh niên đó nhảy lên đá bay ngược trở lại. Gã đàn ông đầu đinh vung cây gậy đánh bóng chày, gương mặt tức giận hung ác đánh vào mặt Âu Dương Mẫn. Nếu như Âu Dương Mẫn để gã đánh chúng thì tất nhiên hắn sẽ rơi vào thảm cảnh máu bắn tung tóe giống như người phiên dịch thế nhưng một gậy đó không thể nào đánh xuống được ngược lại Âu Dương Mẫn vung tay đấm vào mắt của gã thanh niên đầu đinh đó. Sự kiện thầy thuốc Trung Quốc đánh vỡ con người mắt của thanh niên Hàn Quốc đã bị giới truyền thông Hàn Quốc cố ý thổi phồng, giống như một que diêm là thổi bung lên ngọn lửa phản kháng, sự phẫn nộ của dân chúng Hàn Quốc. Rất nhiều người dân Hàn Quốc đã đổ ra đường kêu gào chính phủ Hàn Quốc bắt giữ hung thủ, mang lại sự công bằng cho người thanh niên yêu nước đáng thương ấy. Ngược lại Âu Dương Mẫn lại giống như một dã thú đội lốt người. Ảnh chụp một quyền đánh vỡ mắt của gã đầu đinh đã được giới truyền thông Hàn Quốc liên tục đăng lên, coi như đó là chứng cứ xác thực nhất để người dân và chính phủ Hàn Quốc lên án các thầy thuốc Trung Quốc. Nhưng lúc này hiện trường thực sự của vụ việc được quay lại mới xuất hiện trước mắt mọi người. Những hình ảnh không một tiếng động xuất hiện liên tục cho tới tận khi cảnh sát Hàn Quốc xuất hiện thì đoạn băng đó mới kết thúc. Khắp phòng hội nghị vô cùng tĩnh lặng. Có vẻ như mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần, ai nấy đều ngồi thử cả ra trong phòng. Giới truyền thông Hàn Quốc hoàn toàn không ngờ chân tướng của sự việc lại như vậy. Tất cả là do những thanh niên Hàn Quốc quá khích đó khiêu khích cùng tấn công trước, hơn nữa lại còn đả thương người phiên dịch nên những thầy thuốc Trung Quốc mới bắt buộc đánh trả lại. Gã thanh niên Hàn Quốc đầu đinh, người bị đánh vỡ con ngươi được rất nhiều người dân Hàn Quốc đồng cảm hóa ra lại là kẻ chủ mưu, lãnh đạo màn khiêu khích đó. Nhưng một khi đã như vậy thì những lời nhục mạ cùng chỉ trích với những thầy thuốc Trung Quốc từ trước tới nay là gì? Bọn họ có thể thay đổi thái độ một phát 90 độ không đây? Ngay lúc này toàn bộ giới truyền thông Hàn Quốc trong phòng không sao phản bác được. Tất cả thất thanh, hoảng hốt. Giới truyền thông nước ngoài vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thực sự không ngờ sự kiện trả thù lại hung ác như vậy. Những thanh niên Hàn Quốc quấn quốc kỳ trên đầu, tay cầm hung khí rõ ràng là đã có chuẩn bị trước. Liệu những người có thể được coi là những thanh niên nhiệt huyết yêu nước không? Cảnh bọn họ một gậy đánh ngã người phiên dịch Trung Quốc trông giống với những phần tử xã hội đen không điều ác nào không dám làm hơn. Chẳng lẽ sự kình địch ác liệt của nền y học truyền thống hai nước đã dẫn đến tình trạng này rồi sao? Sau khi sự kinh ngạc trôi qua thì tới sự vui mừng. Bọn họ rất vui khi nhìn thấy cục diện này. Chương 407, dùng sức một người đấu với nền y học của một quốc gia. Trường bào màu xanh, giày vải màu đen, gương mặt thanh tú nhưng cương nghị, hàng mi mảnh, đen nhánh. Đôi môi mỏng nhếch lên làm cho người khác có cảm giác nghiêm túc mà giận dữ. Bước đi bình thản, không thể được coi như là long hành hổ bộ nhưng cũng cực kỳ có khí thế làm cho người khác có cảm giác người này có nghị lực, trầm tĩnh cũng như sự quyết đoán. Trong những phóng viên của giới truyền thông ở đây có người biết Tần Lạc, hiểu rằng với tính cách của hắn, nhất định sẽ xảy ra một chuyện vô cùng trọng đại. Rất nhiều người không biết Tần Lạc nhưng hắn đã dám đứng lên bảo ngừng có nghĩa là sắp có sự kiện trọng đại xảy ra. Lại có một thông tin động trời nào nữa chăng? Đây là suy nghĩ trong lòng mỗi người, ngay cả với những phóng viên người Trung Quốc trên gương mặt của mình vẫn còn vương những giọt nước mắt, trong nội tâm mình vẫn còn vô cùng căm phẫn thì cũng có những suy nghĩ như vậy. Tin tức chính là tính mạng của các phóng viên. Ai cũng muốn trở thành một phóng viên xuất sắc nhất, có được tin tức nhanh hơn đồng nghiệp của mình một bước. Lý Nguyên Chiêu nhìn Tần Lạc đang đi lên, vẻ mặt ông ta không chút cảm xúc nhưng trong lòng thầm vui mừng. Người thanh niên này có chút đặc biệt với vương gia, quả thật người này cũng là một người thú vị. Bởi vì mối quan hệ của Tần Lạc với Vương Cửu Cửu, hắn lại dẫn đầu phái đoàn thầy thuốc Trung Quốc tới Hàn Quốc nên Lý Nguyên Chiêu đã cử người điều tra thông tin về Tần Lạc. Không tra thì không thể biết, tra ra thì giật mình kinh hãi. Ông ta không ngờ người thanh niên nhỏ bé này đã làm ra nhiều chuyện động trời như vậy. Hơn nữa hình như sau lưng hắn còn có một thế lực vô cùng hùng mạnh chống đỡ. Là một thành viên chủ chốt của vương phái, đương nhiên Lý Nguyên Chiêu biết vương phái không chính thức thu nạp Tần Lạc,
hay nói cách khác Vương phái vẫn chưa chính thức sử dụng sức mạnh của mình để ủng hộ Tần Lạc, vậy còn có một thế lực khác sao? Rốt cuộc đó là thế lực nào, bởi vì đang ở bên Hàn Quốc xa xôi nên tạm thời Lý Nguyên Chiêu vẫn không biết, mà ông ta cũng không muốn biết. Không cần cố gắng lấy lòng nhưng ít nhất cũng không thể để Tần Lạc có ấn tượng xấu. Đây cũng chính là nguyên nhân Lý Nguyên Chiêu chịu khuất phục với thái độ cương quyết của Tần Lạc dù ông ta biết giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để tổ chức họp báo. Lý Nguyên Chiêu nhìn Tần Lạc chằm chằm nhưng Tần Lạc xem ra không để ý tới Lý Nguyên Chiêu. Tần Lạc chỉ tiến lên phía trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn về trước. Hình như trên thế giới này không có gì là hấp dẫn hơn con đường đi của hắn. Tần Lạc không nói bất kỳ lời nào với Lý Nguyên Chiêu, thậm chí ánh mắt nhìn nhau cũng không có. Tần Lạc đi thẳng tới bàn chủ tọa, Lý Nguyên Chiêu hiểu ý liền đứng dậy nhường chỗ cho Tần Lạc. Ông ta biết Tần Lạc muốn bắt đầu phản công. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Không cho hắn cơ hội đã phát tiết tâm trạng của mình liệu hắn có đồng ý bỏ qua không? Tôi là Tần Lạc, Tần trong Tần Thủy Hoàng, Lạc trong Lạc Thủy. Tần Lạc chậm rãi bắt đầu, hắn đang giới thiệu bản thân mình. Lần này tôi tới Hàn Quốc với tư cách là trưởng đoàn đoàn đại biểu thầy thuốc Trung Quốc tham gia cuộc thi đấu y học cổ truyền giữa hai nước. Tôi cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi đã xảy ra chuyện đó. Tôi cảm thấy rất buồn. Hành vi của những kẻ côn đồ đó rất đáng buồn. Sau đó ánh mắt Tần Lạc vụt trở nên vô cùng sắc bén, giọng nói của hắn cũng trở nên gay gắt, nội dung ngầm mang sự tức giận, tại sao bọn người đó lại làm như vậy? Bởi vì bọn họ đã không chịu nổi khi bị thua sao? Tần Lạc hỏi. Nếu nói như vậy vì sao phía Hàn Quốc còn gửi công hàm tới chính phủ Trung Quốc mời chúng tôi tham gia trận đấu đánh nhờ này? Nếu như bọn họ ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần đánh bị thương thành viên của đoàn đại biểu thầy thuốc Trung Quốc là chúng tôi sẽ không tiếp tục khiêu chiến nữa là bọn họ đã sai lầm. Lần này tôi sẽ phái 3 đội đi ra ngoài khiêu chiến với các thầy thuốc danh tiếng nhất của Hàn Quốc. Bây giờ một đội đang ở Thiết Châu, một đội đang ở Tô Châu, còn một đội đang ở trong cục cảnh sát của quý vị. Thứ nhất, tôi sẽ cho đội ở Thiết Châu chuyển hướng tới Đông Minh, tiếp tục hành trình khiêu chiến của bọn họ. Thứ hai, đội ở Tô Châu sẽ chuyển sang Thái Cực. Thứ ba, sau khi đội ở cục cảnh sát của quý vị được thả ra, bọn họ sẽ lập tức gánh vác sứ mạng mới tới Lâm Manh. Trước khi trận đấu này kết thúc bọn họ sẽ không quay lại Seoul. Khiêu chiến, tiếp tục khiêu chiến. Tần Lạc không thèm đếm xỉa tới gương mặt bừng bừng phẫn nộ cùng những lời mắng nhiếc của đám phóng viên Hàn Quốc, hắn nói tiếp. Còn tôi sẽ ở lại Seoul, ở lại đảo Tế Châu. Ngay giây phút này, ở chỗ này tôi, Tần Lạc chính thức khiêu chiến với Hứa Nhược tiên sinh. Tôi hy vọng ông ấy có thể chấp nhận lời khiêu chiến của tôi. Đương nhiên ông ấy cũng có thể lấy bất kỳ lý do gì để từ chối. Nhưng trước khi ông ấy chấp nhận lời khiêu chiến của tôi chính thức khiêu chiến với tất cả những ai hành nghề y học cổ truyền trên Hàn Quốc. Chỉ cần người đó có học y học cổ truyền thì có thể ứng chiến. Mỗi ngày 10 người. Thi đấu theo thứ tự đến trước, sau. Kiêu ngạo. Cực kỳ kiêu ngạo. Cực kỳ kiêu ngạo. Khiêu khích một cách trắng trợn. Đầu tiên là anh ta khiêu chiến với Hứa Nhược, người được toàn dân chúng Hàn Quốc coi là một y thánh mới, hơn nữa ngôn từ có ý đe dọa, xúc phạm. Nếu như Hứa lão tiên sinh không đồng ý ứng chiến, anh ta sẽ khiêu chiến với cả giới y học cổ truyền đông đảo như rừng của Hàn Quốc. Anh ta dùng sức của một người khiên chiến nền y học cổ truyền của cả một quốc gia. Điên rồi. Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người. Gã oát con này nghĩ rằng mình là ai chứ? Gã dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến y thánh của chúng ta? Người điên, anh ta là người điên. Không biết lượng sức mình, cuồng vọng hết sức. Tần Lạc như là không nghe thấy tiếng mắng nhiếc, chế nhạo của những người đó. Sắc mặt hắn vẫn rất bình thản, hắn nói tiếp, tôi đã nói xong. Nói xong Tần Lạc liền rời khỏi bàn chủ tọa. Hắn đi ra phía cửa chính của phòng hội nghị. Tô Sán thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Tần tiên sinh phía sau có ai đó gọi tên hắn. Tần Lạc quay người thì thấy đó là nhân viên đại sứ quán, hắn liền hỏi, có chuyện gì vậy? Tần tiên sinh, Lý trưởng quan cho tôi đi mời tiên sinh tới phòng làm việc của ông ấy gặp mặt. Người nhân viên khiêm nhường nói, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Tần Lạc. Anh ta đã tận mắt chứng kiến sự cuồng vọng của người đàn ông này. Anh ta càng muốn chứng kiến kỳ tích tiếp theo của người này. Tần Lạc chần chừ một lát rồi nói, cũng được. Sau khi đi thang máy chuyên dùng lên tầng 3 của đại sứ quán, mấy người dừng lại trước một cánh cửa màu đen. Lý Nguyên Chiêu đứng ở cửa, vẻ mặt niềm nở, đưa tay ra định bắt tay Tần Lạc nhưng Tần Lạc lại hoàn toàn không nể mặt ông ta, hắn nghiêng người né tránh, đi qua người ông ta. Hắn không muốn bắt tay Lý Nguyên Chiêu.
Vẻ mặt Lý Nguyên Chiêu cứng đờ rồi ông ta cười nói, Tần huynh đệ, cậu thật sự làm người khác được mở rộng tầm mắt. Hay, lúc nãy ở cuộc họp báo cậu nói rất hay. Chúng ta đang gặp phiền phức nhưng những lời nói của cậu cũng làm cho tôi hả giận. Hẳn là thế, Tần Lạc cười nhạt nói. Nào, mời ngồi. Lý Nguyên Chiêu dẫn Tần Lạc tới ngồi trên ghế xa. Thư ký riêng của ông ta mang trà lên sau đó liền lui ra ngoài. Tô Sán cũng không ở lại, hắn cũng đi ra ngoài. Trước kia tôi nghe tin cậu tới Hàn Quốc, tôi cũng muốn tới gặp cậu nhưng không ngờ có một số chuyện xảy ra nên tôi không có thời gian. Lý Nguyên Chiêu cười ha hả nói. Không nên khách khí như vậy, tôi phải tới thăm anh mới đúng, Tần Lạc nói. Thôi được, chúng ta là người một nhà không nên xa cách quá. Quan hệ của tôi với Cửu Cửu rất thân thiết, cô bé cứ nhìn thấy tôi là gọi đại ca. Lý Nguyên Chiêu cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, từ nhỏ cô bé Cửu Cửu này đã cực kỳ kiêu ngạo, đàn ông trong thiên hạ nó không để vào mắt, không ngờ sau này khi cô bé lại yêu điên cuồng một người đàn ông như vậy. Thế nhưng tôi rất hiểu rõ cậu, hiểu rõ tính cách của cậu. Cậu quả thực rất xứng đôi với Cửu Cửu. Tần Lạc xấu hổ. Quan hệ của Tần Lạc với Vương Cửu Cửu khá mập mờ, không rõ ràng nhưng cũng không ra mối quan hệ yêu đương chính thức. Khi bị người khác đề cập tới mối quan hệ này, hắn thực sự không biết phải trả lời thế nào. Có vẻ như Lý Nguyên Chiêu đọc được tâm sự của Tần Lạc nên ông ta rất nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, sự việc xảy ra lần này tôi rất cảm ơn sự phối hợp của cậu. Nếu không thì chúng ta cũng không thể làm phía Hàn Quốc gánh chịu sự thiệt thòi lớn như vậy. Tôi mới chỉ nói mấy yêu cầu bề ngoài, còn việc phải làm như thế nào thì còn phải xem thái độ của bọn họ trong đàm phán sau này, nhưng ít nhất thì lần này bọn họ rất mất mặt. Ngay từ đầu người của các anh đã có mặt ở hiện trường, đúng không? Tần Lạc ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Chiêu hỏi. Tần Lạc đã xem kỹ đoạn băng video đó. Nó bắt đầu được quay ngay khi mấy người Âu Dương Mẫn xuất hiện trên đường, khi đám thanh niên Hàn Quốc kia vẫn còn chưa ra tay. Nói cách khác vẫn có người ở bên cạnh giám sát bọn họ. Tới khi hai bên xảy ra vụ ẩu đả, người đó lại tiếp tục quay toàn cảnh vụ ẩu đả đó. Trong tình huống này chỉ có một lý do để giải thích chi chuyện này. Bọn họ đã nhìn thấy toàn bộ tiến trình sự việc, bọn họ cũng biết có người mai phục bên cạnh. Bọn họ không làm gì mà để trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Còn về phần Lý Nguyên Chiêu nói tại buổi họp báo rằng đoạn băng video này là do một người dân nhiệt huyết cung cấp thì đấy chỉ là cách nói lừa gạt trẻ con. Lý Nguyên Chiêu chăm chú nhìn sắc mặt Tần Lạc, sau đó ông ta mỉm cười nói, cậu không phải là một người kiêu hùng. Tôi không muốn làm một người kiêu hùng, Tần Lạc nói. Lại càng không đủ tư cách làm một chính trị gia. Tôi là một thầy thuốc. Không sai, Lý Nguyên Chiêu gật đầu nói, rất tốt, Cửu Cửu đã không nhìn lầm cậu. Cậu là người tốt. Người tốt sao? Tần Lạc cười gượng, trong một xã hội mà niềm tin và sự ngưỡng mộ đã bị xói mòn. Câu nói khen ai đó là người tốt phần lớn đều mang âm hưởng châm chọc hay chửi mắng. Người tốt vậy mà cũng mang một nghĩa xấu. Đây không phải là châm chọc, đây là lời khen ngợi từ đáy lòng của tôi, Lý Nguyên Chiêu giải thích. Là một người làm chính trị, tôi đương nhiên phải có lựa chọn riêng của mình nhưng tôi rất thích ý nghĩ kết bạn với cậu. Cậu nghĩ lại xem, nếu trên thế giới này ai ai cũng là chính trị gia vậy thì không phải thế giới rất đáng sợ sao? Tần Lạc mỉm cười nhưng hắn không trả lời. Không sai, lần trước ngay khi cậu tới báo với đại sứ quán, tôi đã cho nhân viên an ninh theo sát bảo vệ ba đoàn đại biểu của cậu. Ngay khi nhân viên của tôi báo cáo bọn họ bị theo dõi, tôi đã ra lệnh án binh bất động, bình tĩnh quan sát sự việc. Sự việc lần này tôi chắc hẳn là Pai gánh chịu trách nhiệm lớn nhưng chẳng lẽ cậu không thấy sao? Có kết quả như vậy thì mới làm cho đất nước chúng ta gặt hái được những lợi ích lớn hơn nữa. Tôi biết, Tần Lạc nói, nhưng tôi không phải là một chính trị gia. Tôi là một thầy thuốc, tôi chỉ hy vọng những người tôi mang tới đây hoàn toàn bình an, không xảy ra chuyện gì. Bọn họ không bị bất kỳ tổn thương nào về sức khỏe cũng như danh dự. Tôi càng không hy vọng có ai đó vì để đạt được lợi ích của đất nước mà dùng bọn họ như một quân cờ thí thân. Tôi nghĩ không có bất kỳ ai lại tình nguyện làm một quân cờ. Tôi cam đoan với cậu những chuyện như này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Lý Nguyên Chiêu nghiêm túc nói. Như vậy là tốt nhất, Tần Lạc nói. Hắn chủ động chia tay về phía Lý Nguyên Chiêu nói, tôi nguyện ý chấp nhận tình bạn của anh. Chương 408, anh ta là Tần Lạc. Cậu thật sự khiêu chiến với cả giới y học cổ truyền Hàn Quốc sao? Lý Nguyên Chiêu cười hỏi, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cậu bị điên. Thế còn anh thì sao? Tần Lạc cười hỏi. Tuy Tần Lạc đã sớm biết chân tướng sự việc thông qua lời nói của Âu Dương Lâm thế nhưng bằng chứng cụ thể bằng hình ảnh đáng mạnh vào trực quan thị giác của hắn.
Sau khi Tần Lạc xem xong đoạn băng video đó, ý nghĩ duy nhất của hắn là sẽ gây cho bọn họ một đòn nhục nhã chi tử. Vì vậy Tần Lạc đã lựa chọn phương pháp thông báo tin tức vào lúc kết thúc cuộc họp báo, hơn nữa hắn lại một lần nữa khiêu chiến với Hứa Nhược. Trước đó Tần Lạc đã nhắc lại với Hứa Đông Lâm nhưng Hứa Đông Lâm đã lấy lý do ông mình tuổi đã cao để từ chối. Tần Lạc biết đây không phải là cớ hợp lý. Hứa Nhược chỉ mới khoảng chừng 60 tuổi gì đó, ở độ tuổi này chính là thời kỳ hoàng kim nhất của người làm y học, cũng giống như Vương Tu Thân, sư phụ của hắn vậy. Tần Lạc lo Hứa Nhược lại từ chối một lần nữa nên hắn đã đưa ra một phương thức cực đoan khác để bức ông phải chấp nhận sự khiêu chiến của hắn. Đương nhiên quả thật biện pháp này có chút điên cuồng. Đương nhiên tôi không nghĩ như vậy. Lý Nguyên Chiêu nói, tôi đã cho người tìm hiểu một số thông tin về cậu. Tôi nhận ra cậu có một đặc tính đó là sự kiêu ngạo mà sự kiêu ngạo chỉ có được dựa trên thực lực mạnh mẽ của mình. Cậu kiêu ngạo vì bản thân cậu chưa bao giờ thất bại. Tôi nghĩ một khi cậu đã dám nói như vậy chứng tỏ cậu hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình. Không đâu, Tần Lạc nói, trong dân gian có nhiều kỳ nhân dị sĩ, là nơi ngọa hổ tàng long. Ngay từ khi còn nhỏ tôi theo ông mình ra ngoài chữa bệnh tôi đã gặp qua vô số thần y, thế nhưng phần lớn những người này cứ khăng khăng ẩn cư nơi núi rừng, thôn dã, sống cơm rau dưa qua ngày, không muốn cho người ngoài biết. Nếu như chúng ta có thể làm những người này xuất hiện thì tình cảnh của Trung y Trung Quốc hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt Lý Nguyên Chiêu sáng lên, ông ta nói, ý của cậu là muốn nhân dịp thi đấu lần này huy động toàn bộ lực lượng y học dân gian của hai nước. Nếu như có người nào đó có thể đánh bại cậu thì tất nhiên cũng sẽ có người khác ra mặt hỗ trợ cậu. Đúng vậy, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Nếu như hai nước có thể hình thành một trạng thái cạnh tranh y học cổ truyền thì nền Trung y Trung Quốc sẽ phát triển rất nhanh. Tần Lạc gật đầu cười nói. Nhưng còn cậu thì sao? Lý Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt Tần Lạc hỏi, nếu như cậu thua thì sao? Nếu kết quả cuối cùng có lợi cho y học Trung Quốc thì chúng ta đã thắng trong cuộc chiến lần này. Tần Lạc nói, hơn nữa điều bọn họ có thể làm, tôi cũng có thể làm được. Việc tôi có thể làm, bọn họ chưa chắc đã làm được vì vậy tôi vẫn đang kiên trì hoàn thành lý tưởng của mình. Lý tưởng gì? Trở thành một danh y. Một danh y ư? Lý Nguyên Chiêu như bị lây nhiễm sự tự tin của một thanh niên nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi. Ánh mắt ông ta bừng sáng, sắc mặt kích động nói. Lý tưởng rất hay, mục tiêu rất hay, Tần Lạc, tôi chắc chắn rằng chỉ cậu kiên trì với hành động của mình, cậu nhất định sẽ đạt được giấc mơ của mình. Cảm ơn, Tần Lạc cười nói, tôi tin tưởng tôi có thể làm được chuyện đó. Nếu chỉ gượng ẻo lả thì bản thân tôi cũng rất khó có thể thành công chuyện gì. Tôi không mong đợi sự biết ơn của mọi người nhưng tôi chỉ hy vọng mọi người hãy nhớ rằng tôi là một người như vậy. Tôi đã rất cố gắng vì Trung y. Lý Nguyên Chiêu nói, chắc chắn người Trung Quốc là một dân tộc luôn có lòng biết ơn sâu sắc. Mọi người sẽ nhớ kỹ những chuyện cậu làm cho bọn họ. Liệu bọn họ có thả người không? Tần Lạc hỏi. Lý Nguyên Chiêu suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ trong vòng nửa tiếng nữa phía Hàn Quốc sẽ có phản ứng. Nếu bọn họ không tìm được cái cớ gì trì hoãn thì lựa chọn duy nhất chính là thả người. Thôi được, Tần Lạc nói, vậy chuyện thả người đã có thể giải quyết xong rồi. Phụt! Hứa Đông Lâm tắt tivi, anh ta ngồi lặng lẽ một chỗ, sắc mặt âm trầm. Tiếp theo đó anh ta không nhịn được phá lên cười ha hả. Âm mưu, đây hoàn toàn là một âm mưu. Tâm tình Hứa Đông Lâm có vẻ rất tốt, hắn cười to nói, anh ta đã sắp đặt rất hay. Tất cả huyện này đều do anh ta sắp đặt, nếu không sao có thể giải thích lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Tại sao lại có băng ghi hình đầy đủ như vậy? Tất cả đều là trò giả nhân nghĩa của người Trung Quốc. Đây chỉ là một tai nạn, đối với người Hàn Quốc thì đó chỉ là một tai nạn. Một ông lão ngồi ở bàn trà bên cạnh nói. Ông, cháu đã bị anh ta đánh bại tuy gương mặt Hứa Đông Lâm vãn cười nhưng đó là nụ cười méo xệch, giọng nói lại vô cùng chán nản. Tâm kế của anh ta vượt qua sự tưởng tượng của cháu. Cháu cứ nghĩ tất cả mọi chuyện nằm trong sự khống chế của cháu hoàn toàn không nghĩ cháu lại dễ dàng để anh ta lật ngược tình thế như vậy. Ngày mai thôi chúng ta sẽ trở thành sự chú ý của cả thế giới này. Thì sao nào, cháu đã mất đi niềm tin sao? Hứa Nhược ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Đông Lâm, ông ta nói. Cháu nghĩ rằng cháu không bằng anh ta, đúng không? Ông, nếu cháu dễ dàng mất niềm tin như vậy, cháu không xứng làm cháu của ông. Hứa Nhược tức giận nói. Ông, không phải cháu đã mất đi niềm tin. Vấn đề là cháu có chỗ khó xử. Cháu cứ nghĩ rằng cháu mới là người chiến thắng trong cuộc đấu này nhưng kết quả lại vượt ra ngoài dự đoán của cháu. Hứa Đông Lâm giải thích. Đúng vậy,
ông cũng rất ngạc nhiên, nhưng lần này thì đã sao nào, người sống ở trên đời làm sao có thể nắm chắc tất cả mọi việc. Đây mới chỉ là ván bài đầu tiên, cháu vẫn còn trẻ, anh ta cũng vẫn còn trẻ, sau này Hàn Y và Trung Y tất nhiên sẽ không tránh khỏi một cuộc chiến, cháu sẽ còn rất nhiều cơ hội chuyển bại thành thắng. Đây mới chỉ là thất bại nhỏ nhoi đầu tiên, coi trọng nó liệu có đáng không? Đông Lâm, cháu không còn nhỏ nữa, cũng đã tới lúc cháu phải gánh chịu trách nhiệm. Trách nhiệm đó không chỉ là trách nhiệm của hậu nhân Y Thánh mà cũng là trách nhiệm với đất nước của mình. Tần Lạc đó là một thanh niên rất lợi hại. Sau này y thuật Trung Quốc và Hàn Quốc phân tranh với nhau kỳ thật sẽ hai người các cháu tranh đấu. Cháu và Tần Lạc sẽ là đối thủ cả đời của nhau, không chết không ngừng. Được ông của mình động viên, Hứa Đông Lâm đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, anh ta nói, ông, anh ta khiêu chiến ông trước mặt giới truyền thông. Ông đương nhiên không thể ra mặt, cháu chuẩn bị chấp nhận lời khiêu chiến của anh ta. Tại sao ông không thể ra mặt? Hứa Nhược cười hỏi, chẳng lẽ muốn tin lời anh ta sao? Để mọi người tin lời anh ta là ông đã già tới mức không cầm nổi cây châm ư. Ông, Hứa Đông Lâm kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ ông muốn chấp nhận lời khiêu chiến của anh ta sao? Ông sao có thể chấp nhận lời khiêu chiến đó chứ? Cháu cho rằng ông sẽ thua sao? Ánh mắt Hứa Nhược ôn hòa nhìn người cháu kiêu ngạo nhất của mình, ông ta cười hỏi. Giọng nói của ông ta giống như vấn đề nghiêm túc đó không có liên quan gì tới mình. Ông không thể thua, Hứa Đông Lâm nói. Đúng vậy, ông không thể thua, Hứa Nhược gật đầu, nhưng ông nhất định phải ứng chiến mới hợp lý, bằng không một lần nữa hy vọng của người dân sẽ tan biến. Anh ta là một người mà dám cưỡi lên đầu người dân Đại Hàn chúng ta. Ông hãy để cháu đi khiêu chiến anh ta, Hứa Đông Lâm nói, xin ông hãy tin tưởng cháu, bây giờ cháu tin chắc cháu sẽ mang thắng lợi về cho ông. Không, Đông Lâm, ông đã nói rồi, ông muốn ứng chiến. Hứa Nhược nói, ông không thể thua. Cháu lại càng không thể thua, cháu và anh ta đều là hai thanh niên có tài năng nhất của mỗi nước. Nếu như cháu thua, danh tiếng của cháu sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó sẽ không còn ai coi cháu là đối thủ của anh ta, chỉ cần cháu duy trì được kỷ lục bất bại của mình, chỉ cần cháu không thất bại thì dân chúng Hàn Quốc vẫn còn nuôi hy vọng. Cháu chính là niềm hy vọng tương lai của bọn họ. Hứa Đông Lâm nhìn ông, anh ta nặng nề gật đầu nói, ông, cháu biết cháu cần phải làm gì. Trong cuộc sống sau này cháu nhất định sẽ trở thành thần tượng của người Hàn Quốc, trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Đúng vậy, mỗi một dân tộc đều muốn có một người như vậy trong cuộc sống. Đông Lâm, cháu nhất định phải trở thành một người như vậy. Mong cháu phải cố gắng rất nhiều. Hứa Nhược cúi đầu thật sâu trước cháu của mình. Hứa Đông Lâm vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Đông Lâm, cháu hãy đứng lên đi, hãy đi làm chuyện cháu cần phải làm. Hứa Nhược nói. Dạ, ông, lúc này Hứa Đông Lâm mới đứng lên, anh ta đi ra cửa, xỏ giày và đi ra ngoài. Ôi, ngồi một mình trong phòng Hứa Nhược thở dài nói, đây thật sự là một tai họa. Dân chúng lại phải chịu khổ rồi. Những thầy thuốc thành viên đoàn Trung Quốc bị bắt giam vốn lại bị một nhóm côn đồ hung bạo tấn công. Tha hương nơi đất khách quê người, nhân quyền và danh dự của người dân chúng ta có thể được đảm bảo không? Vừa ăn cướp vừa la làng, thầy thuốc Trung Quốc bị bắt. Hung thủ thật sự lại trở thành anh hùng của đất nước. Những phóng viên tham gia cuộc họp báo liền chuyển ngay đoạn băng video trong tay mình về nước, đồng thời bọn họ còn viết ngay bản thảo về chuyện này vô cùng phẫn nộ. Tất cả các phương tiện truyền thông lớn, đài truyền hình, đài phát thanh, cùng với 4 trang web lớn đều đưa tin về chuyện này. Lý do những thầy thuốc Trung Quốc bị cảnh sát Hàn Quốc bắt là tự vệ hành động tấn công côn đồ của thanh niên Hàn Quốc. Không phải như vậy là quá ức hiếp người sao? Rất nhiều thanh niên yêu nước sau khi xem xong đoạn băng video đó đã đạp nát máy tính của mình. Vô số lời chửi rủa, công kích, vô số bài trên internet, vô số lời khiển trách. Sự kiện các thầy thuốc Trung Quốc bị cảnh sát Hàn Quốc bắt đã trở thành một sự kiện đáng chú ý nhất của xã hội. Ngay lập tức cả đất nước xôn xao, chấn động, tất cả mọi người đều chú tâm theo dõi sự tiến triển của sự việc. Nhưng lời yêu cầu của cảnh sát Hàn Quốc lập tức thả người liên tiếp vang lên. Trong lúc mọi người đương bừng bừng phẫn nộ, cả một đám người sắc mặt đỏ bừng tức giận, thân thể run rẩy, không biết phát tiết lửa giận của mình vào đâu thì đột nhiên trên mạng xuất hiện một đoạn băng video khác. Đoạn băng này có tên là Một Người, Một Quốc Gia. Ngay khi đoạn băng này xuất hiện đã thu hút được sự chú ý rộng rãi của người dân. Đúng vào lúc cuộc họp báo kết thúc, một thanh niên từ trong góc phòng hội nghị đột nhiên đứng dậy, sau đó anh ta đi tới bàn chủ tọa, tuyên bố khiêu chiến với Y Thánh Hàn Quốc là Hứa Nhược.
hơn nữa anh ta còn tuyên bố nếu Hứa Nhược không ứng chiến anh ta sẽ khiêu chiến toàn bộ giới y học cổ truyền Hàn Quốc. Những lời nói này giống như một tia chớp khủng khiếp làm người khác trở nên như trong giấc mộng. Giống như một đoạn tình cảm trên các bộ phim làm khán giả đỏ mặt, không kìm lòng được. Giống như một ly trà đá vào mùa hè nóng bức, làm toàn thân người uống mát lạnh tận tâm can, một cảm giác khoan khoái dễ chịu lan tới từng lỗ chân lông. Lại vừa giống như một bài quân nhạc, mỗi khi nghe người nghe đều không thể kìm nén sự xúc động, gào lên ba lần. Có người hỏi, anh ta là ai vậy? Có người trả lời, anh ta là Tần Lạc. 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 Cả đất nước, cả thế giới đều truyền bá đoạn băng video này, đều vang lên cái tên này. Anh ta là Tần Lạc. Chương 409, có một số người cần ăn đòn. Biệt thư Lâm gia, sáng sớm. Lâm Hoán Khê vừa mới đi xuống lầu đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của ông mình. Lâm Thanh Nguyên đang vui cười hớn hở nói gì đó với bối bối. Ông đang nói với khí thế ngút trời, có vẻ như ông đã gặp chuyện gì đó rất vui vẻ. Nhìn thấy Lâm Hoán Khê đi xuống, bối bối vội vàng nhảy từ trên ghế xuống kêu lên, chị. Anh Tần Lạc lại lên báo này. Trong lúc nói, bối bối đưa tờ báo trong tay mình cho Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê khẽ vuốt gương mặt đáng yêu của bối bối. Nàng giang tay bế bối bối đặt lại ngồi trên ghế ở bàn ăn rồi mới ngồi xuống ghế đối diện với ông mình, mở tờ báo ra đọc. Tiểu tử này, đến chỗ nào cũng có thể gây ra chuyện gì đó. Từ trước giờ ông không nhìn ra nó lại là người thích làm người khác đau đớn. Lâm Thanh Nguyên cười nói, âm hưởng kiêu ngạo, đắc ý với người cháu rể này. Lâm Hoán Khê nhìn vẻ mặt cương nghị của Tần Lạc đứng trên bàn chủ tọa. Vẻ mặt lạnh lùng cùng với cơn giận dữ không bộc phát như có thể từ trong trang giấy hiện ra ngoài. Trong lòng nàng vừa ấm áp vừa có cảm giác thương xót. Lúc đó nhất định anh ấy rất tức giận. Anh ấy vốn là một công tử con nhà giàu, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, ngồi xe đẹp ở trong những ngôi nhà cao cấp, đi lại ở trong những khách sạn lớn sang trọng, nhận được vô số những lời nịnh nọt ca tụng của người khác. Tâm trạng tốt thì mới ra tay cứu người, tâm trạng không tốt thì phụng phịu lắc đầu. Anh ấy lại không thích cuộc sống như vậy. Anh ấy đã lựa chọn cho mình một con đường đi riêng. Một con đường tràn ngập đá ngầm, gai nhọn mọc thành bụi, thậm chí không thiếu những xung đột đổ máu. Bây giờ có rất nhiều người đàn ông ngay cả trách nhiệm với gia đình của mình cũng không muốn gánh chịu, trong khi đó anh ấy lại chấp nhận gánh vác trách nhiệm của xã hội của đất nước vốn không thuộc về anh ấy. Làm một người phụ nữ, Lâm Hoán Khê rất vui mừng. Làm một người phụ nữ, Lâm Hoán Khê rất đau lòng. Lâm Hoán Khê gấp tờ báo lại, nàng cầm bát cháo thơm ngào ngạt để trước mặt ông mình và bối bối nói, chúng ta ăn đi. Nàng không làm được nhiều việc nhưng nàng luôn làm tốt nhất trong khả năng của mình. Ví dụ như, quản lý tốt Hiệp hội Trung Y, ví dụ như chăm sóc tốt cho ông mình và bối bối. Phong tư chắc tuyệt. Bất kỳ ai nhìn thấy Lệ Khuynh Thành lập tức trong đầu sẽ hiện lên ý nghĩ đó. Cho dù bạn nhìn thấy bất kỳ lúc nào, đang trong lúc làm việc hay đang nghỉ ngơi, cười hay tức giận. Trong bộ trang phục công sở chính thức hay trong bộ quần ngủ khiêu gợi, mặc quần áo hay không mặc quần áo. Nàng luôn giống như một yêu tinh, đầu độc thân thể của mỗi người đàn ông, kích thích tế bào đàn ông trong họ. Trong lúc xem đoạn băng video có tên một người, một quốc gia, Lệ Khuynh Thành cười nghiêng ngả, rũ rượu, đôi gò bồng đảo trước ngực nàng cũng run rẩy, tung tăng theo điệu cười của nàng. Rất buồn cười, rất thú vị, bộ dáng tức giận của anh chàng này rất đáng yêu, mình e rằng sẽ hấp dẫn. Làm sao động không ít tâm hồn các thiếu nữ ngây thơ. Ôi, thật sự mình không thể yên tâm chút nào. Đại học y khoa thủ đô, trong hòng sáng sủa sạch sẽ. Hiện giờ chính là giờ nghỉ giữa giờ. Tiết học thứ nhất vừa mới xong, tiết học thứ hai vẫn chưa bắt đầu. Âm thanh ồn ào khắp nơi giống như phiên chợ bán thức ăn sáng sớm, hay giống như siêu thụ lúc trạng vạng tối. Gương mặt của các sinh viên ửng đỏ, tụm năm tụm ba chào thảo luận chuyện gì đó. Vương cung cậu đã xem xong chưa? Hãy mau đưa tớ xem một chút. Chờ một lát, tớ vẫn chưa xem xong. Ha ha ha, đẹp trai quá. Thầy Tần của chúng mình đẹp trai quá. Ôi, mình nhớ thầy Tần quá. Đã rất lâu rồi vẫn chưa gặp thầy Tần. Tìm Cửu Cửu đi, hãy bảo Cửu Cửu gọi điện cho thầy Tần, hỏi thầy Tần xem bao giờ thầy Tần quay về dạy chúng mình. Sau khi đã nghe thầy Tần giảng bài, không còn hứng thú nghe các giảng viên khác giảng bài nữa. Ở hàng ghế thứ nhất trong phòng học, Vương Cửu Cửu mặc quần áo màu hồng, trên tai nàng là tai nghe điện thoại, trong tay nàng cũng cầm một tờ báo xuất bản hôm nay của Nhật báo Trung Quốc.
Thế nhưng điều khác biệt giữa nàng và những người khác đó là mọi người đọc tình tiết câu chuyện do phóng viên viết lại, còn nàng thì đang ngẩn người nhìn ảnh chụp của Tần Lạc. Đôi mắt quen thuộc, hàng lông mày quen thuộc, làn môi ấm áp đã từng tiếp xúc thân mật với nàng, còn có cả phong độ độc nhất vô nhị của người đàn ông này nữa. Cửu Cửu, Tiểu Hoa ở bên cạnh khẽ gọi nàng. Vương Cửu Cửu vẫn si ngốc nhìn ảnh Tần Lạc, không có bất kỳ phản ứng nào. Cửu Cửu, Tiểu Hoa lại gọi thế nhưng lần này Tiểu Hoa tháo tai nghe của Vương Cửu Cửu. Hả, cái gì? Vương Cửu Cửu ngỡ ngàng quay đầu lại hỏi. Lại đang nghĩ về thầy Tần phải không? Tiểu Hoa trêu chọc. Cậu nói vậy mà không biết xấu hổ à? Rõ ràng có biểu hiện khác thường. Ngày hôm qua hẹn cậu đi dạo phố, cậu bỏ đi chơi với ai? Tớ không hiểu tại sao cậu lại yêu thích một người to như một con gấu như Lý Mãnh. Hi hi, tối qua đi cùng con gấu đó. Cậu có còn muốn đi dạo phố không? Tối nay cậu có đi được không? Tiểu Hoa thân mật cầm tay Vương Cửu Cửu nói. Không đi, Vương Cửu Cửu nói. Sao thế, cậu lại có tâm sự gì hả? Tiểu Hoa nhìn Vương Cửu Cửu hỏi. Không phải là cậu muốn đi Hàn Quốc đấy chứ? Tốt, tốt, tớ ủng hộ cậu, tới lúc đó chúng ta sẽ được chứng kiến một câu chuyện tình lãng mạn nhất. Chiến địa nguy tình, chỉ nghĩ thôi đã say rồi. Vương Cửu Cửu lắc đầu nói, Tiểu Hoa, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Ừ, cậu nói đi, tình yêu là chờ đợi hay là theo đuổi? Cái này, Tiểu Hoa ngắc ngứ không trả lời được. Trên chiến trường tình yêu, bạn là người chủ động tấn công hay thụ động đón nhận? Trang phục công sở màu đen, tất chân màu đen, mắt kính màu đen. Mã Duyệt đứng ở cửa ra vào, nàng giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc. Không đợi bên trong có tiếng đáp lại, nàng đã đẩy cửa bước vào. Nàng biết tiểu thư không thích nói hai chữ mời vào. Tiểu thư, đây là báo xuất bản hôm nay. Mã Duyệt đặt một chồng báo trong tay lên bàn làm việc. Biết rồi, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu trả lời. Tần Lạc tiên sinh. Chị biết rồi. Mã Duyệt kinh ngạc liếc nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, đoàn giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình nói tất cả các công đoạn của bộ phim Thiếu Niên Y Vương đã sẵn sàng như ông ấy nói, vẫn chưa chọn được nam diễn viên chính. Ông ấy đưa ra một danh sách mời tiểu thư lựa chọn. Bởi vì bộ phim này là do đích thân văn phòng tổng giám đốc tập đoàn gọi điện tới đặt làm. Hơn nữa nghe đồn người đàn ông đó có quan hệ rất mập mờ với tổng giám đốc nên với thân phận là công ty thành viên bọn họ đương nhiên không dám tự tiện quyết định. Vì xuất hiện một tình huống vớ vẩn như vậy nên trên bàn làm việc của văn nhân Mục Nguyệt xuất hiện một bản báo về kế hoạch của bộ phim sắp quay cùng với dự định tuyển diễn viên của công ty điện ảnh thành viên. Trước kia văn nhân Mục Nguyệt có chú ý tới vấn đề đó không? Nhiều nhất là nàng chỉ quan tâm tới tình hình kinh doanh và lợi nhuận của công ty có đảm bảo hay không mà thôi. Văn nhân Mục Nguyệt nghe vậy nàng liền đón nhận một tập danh sách dày của Mã Duyệt, lật xem từng tờ một. Trong tập danh sách đó có thông tin và ảnh chụp của một số nam ngôi sao điện ảnh, thậm chí còn có cả những giải thưởng, cùng với phong cách ứng xử của những người đó. Văn nhân Mục Nguyệt nhanh chóng xem hết tập danh sách, sau đó nàng để lại tập danh sách lên trên bàn. Tiểu thư, xin hãy lựa chọn. Chị cảm thấy không phù hợp. Tiểu thư thấy ngôi sao nào phù hợp thì chúng ta có thể hẹn gặp người đó. Không có một ngôi sao nào phù hợp. Liệu chúng ta có cần phải kiểm tra phong cách diễn xuất của người đó không? Chị không biết. Mã Duyệt cảm thấy phát điên. Tại sao khi gặp phải bất kỳ chuyện nào có liên quan tới người đàn ông đó, chỉ số thông minh cực kỳ cao của tiểu thư lại đột ngột hạ xuống cực điểm như vậy? Là một người lãnh đạo, sao tiểu thư lại có một câu trả lời không có trách nhiệm như vậy? Có rất nhiều người đang chú ý tới Tần Lạc, đang chú ý tới sự kiện thầy thuốc Trung Quốc bị bắt oan ở Hàn Quốc. Tần Lạc cái tên này lại một lần nữa vang danh khắp Trung Quốc. Những tiếng hô hào cảnh sát Hàn Quốc thả người cũng không còn như gió thoáng bên tai mà càng lúc càng mãnh liệt. Cùng lúc đó toàn thể dân chúng Hàn Quốc lại đang thất thanh. Đoạn băng video đánh người đó không chỉ truyền bá ở Trung Quốc và các quốc gia khác mà nó cũng được óc nhiều người đưa lên các trang mạng lớn ở Hàn Quốc. Mất mặt. Đây là sự thật làm mất mặt. Những người đàn trước đó đã kháng nghị quyết liệt đều cảm giác có sự đau đớn, bỏng rát trên mặt mình. Đương nhiên vẫn còn những phần tử cực đoan cho rằng hành vi của các thầy thuốc Trung Quốc là quá kiêu căng, ngạo mạn. Những thanh niên đó đi dạy cho bọn họ một bài học cũng là việc nên làm, nhưng đại bộ phận dân chúng Hàn Quốc sau khi xem kỹ đoạn băng video đó lại trở nên trầm lặng. Những cuộc tuần hành kháng nghị của học sinh Hàn Quốc chấm dứt. Ngôi sao màn bạc Hàn Quốc nói sẽ từ bỏ thị trường Trung Quốc lại thay đổi lập trường, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, trả lại sự công bằng cho những người bạn Trung Quốc. Sau khi chân tướng sự việc đã sáng tỏ,
cuối cùng phía Hàn Quốc cũng có phản ứng. 9 giờ sáng ngày hôm sau, chưa tới thời hạn 24 tiếng bắt giữ người, cảnh sát Hàn Quốc đã phải thả những người của Quỷ Y phái ra, hơn nữa bọn họ còn tổ chức một cuộc họp báo ngay tại chỗ thừa nhận sai lầm bắt người và xin lỗi người bị bắt. Sau khi Âu Dương Mẫn và mấy người Âu Dương Lâm từ cục cảnh sát đi ra đã nhận được sự nghênh đón, hoan hô chào đón nhiệt tình của người dân Trung Quốc. Lý Nguyên Chiêu sớm đã đoán trước kết quả này. Những người phải tha hương nơi nước người, gặp phải cảnh oan ức, bất hạnh liền trở thành những người anh hùng trong con mắt người Trung Quốc. Ngay khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Âu Dương Mẫn đã nói rất nhiều với phóng viên của các nước, tôi không hối hận với những việc tôi đã làm. Tôi không hối hận, với mỗi nắm tay của mình, cố một số người cần ăn đòn. Mặc dù lời nói của Âu Dương Mẫn vô cùng ngang ngược, lại có ý tứ rất rõ ràng nhưng trong số những người ở đây không có thể phản bác lại điều gì. Trước đó bọn họ đã quá kích động, chỉ trích quá đáng nên bây giờ bọn họ đã không còn khả năng chỉ trích. Những người của Quỷ Y phái không đi về đảo Tế Châu gặp Tần Lạc bởi vì bọn họ đã nhận được nhiệm vụ mới. Vẫn tiếp tục khiêu chiến. Trong cùng ngày hôm đó Hứa Đông Lâm khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên đã tuyên bố với toàn bộ dân chúng Hàn Quốc, ông của anh ta, Hứa Nhược Tiên Sinh chấp nhận lời khiêu chiến của Tần Lạc Tiên Sinh. Nhất đại y thánh Hàn Quốc đấu với người thầy thuốc trẻ tuổi xuất sắc nhất Trung Quốc. Cuối cùng ai sẽ thắng ai đây? T. Không ai nhường nhịn ai, người chí dũng hơn sẽ thắng. Chương 410, ông cũng là người bệnh. Đây chính là trận đấu thu hút sự chú ý nhiều nhất. Đây đã không còn là trận đấu của hai người hành nghề y học cổ truyền đẳng cấp nhất mà là trận đấu vì danh dự và vẻ vang của mỗi quốc gia. Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều là người thừa kế của một nền y học cổ truyền bởi vì một số nguyên nhân trong lịch sử. Giới y học cổ truyền của hai nước thường xuyên phát sinh một số tranh cãi. Thế nhưng cho dù là tranh cãi kịch liệt tới mức nào đi nữa thì cũng mới chỉ là ở mức lời qua tiếng lại mà thôi. Nhưng lúc này đây tinh anh y học cổ truyền của hai bên lại thượng đài đấu tay bo với nhau. Ngay khi tin tức của Hứa Đông Lâm được giới truyền thông đăng tải thì đã gây nên một cơn sóng dữ dội. Hứa Nhược, hậu nhân của y thánh Hàn Quốc, một người được coi như là Thái Sơn Bắc Đẩu của y học cổ truyền Hàn Quốc. Một người được dân chúng coi như là một lão thần tiên. Sao một vị thần bảo hộ của y học truyền thống Hàn Quốc lại chấp nhận lời khiêu chiến của một gã thanh niên cuồng vọng? Bọn họ cho rằng Hứa Nhược không đáng làm như vậy, bọn họ cho rằng Hứa Nhược đã trúng phải chiêu khích tướng của người khác. Ở Hàn Quốc có rất nhiều nhân vật danh tiếng gọi điện thoại tới nói với Hứa Nhược, Hứa lão, ông là người như thế nào? Bọn họ là người như thế nào? Tại sao ông lại chấp nhận với một gã danh con như vậy? Có người gọi điện an ủi Hứa Đông Lâm, anh Đông Lâm, anh hãy về nhà khuyên nhủ lão thần tiên của chúng ta. Ông cần gì phải đấu với một gã trẻ danh vô danh. Rõ ràng gã đó chỉ mượn danh tiếng của lão thần tiên đánh bóng tên tuổi của mình. Nhưng cho dù người ta có khuyên nhủ thế nào, nói như nào, hai ông cháu Hứa Nhược cùng Hứa Đông Lâm vẫn giữ nguyên quyết tâm của mình, muốn cùng Tần Lạc một phen phân cao thấp. Tần Lạc, anh ta là ai? Cái tên này giống như mặt trời buổi trưa hè bên Trung Quốc. Cái tên như sấm sổ bên tai nhưng thiếu một đoạn. Mềm đứng trước cửa, đứng bên cạnh ông ta là Hứa Đông Lâm mặc âu phục màu đen, tuấn tú như giả bảo ngọc. Ông hãy quay vào trong nhà, cháu ở ngoài này đón tiếp. Hứa Đông Lâm khuyên nhủ, sáng sớm ông anh ta đã rời khỏi giường, tắm rửa, thay quần áo, thay trang phục Hàn Quốc mới, đúng ở trước cửa nghênh đón một gã thanh niên không quen biết làm cho Hứa Đông Lâm cảm thấy khá khó chịu. Đông Lâm. Ông đã nói qua với cháu, cho dù là vì bất kỳ cái gì thì chúng ta cũng phải tôn trọng đối thủ của mình. Hứa Nhược nói, anh ta là đối thủ của ông đương nhiên phải ra cửa nghênh đón. Ông, cháu chỉ không hiểu, cuối buổi chiều hôm nay cuộc đấu giữa y học cổ truyền Hàn Quốc và Trung Quốc chính thức bắt đầu, tại sao ông lại lựa chọn cách gặp mặt anh ta ở đây trước? Hứa Đông Lâm hỏi, một khi trận đấu chính thức bắt đầu thì sẽ chính thức là đối thủ của nhau. Dù Hứa Nhược râu tóc bạo phơ nhưng nước da đỏ au, lưng thẳng. Ông ta thức dậy rất sớm, nhưng vẫn tỉnh táo, không mệt mỏi. Thuật dưỡng sinh của y học cổ truyền rất thần bí với con người nhưng một khi đã hiểu được bí quyết của nó thì lại có thu hoạch rất lớn. Vào thời cổ đại người tu đạo chú trọng luyện đan thực ra cũng chính là một loại thuật dưỡng sinh. Những đan dược đó không thể làm cho bọn họ đắc đạo thành tiên nhưng vẫn có thể giúp họ có thân thể khỏe mạnh, kéo dài sự sống thêm nhiều năm. Đương nhiên những đạo sĩ luyện độc đan vẫn có những dụng tâm kín đáo mà không thể nói ra. Trên con đường nhỏ dọc theo ven biển có một đốm sáng đang phóng tới. Đốm sáng đó di chuyển rất nhanh, nó nhanh chóng di chuyển tới trước ngôi biệt thự.
đây là một chiếc xe màu đen. Cửa xe mở ra, Tần Lạc trong trường bào màu đen xuống xe trước tiên, sau đó là hai cô gái trẻ, trên tay hai người đó là chiếc xe lăn. Tần Lạc quay người và ôm Tô Tử từ trong xe xuống. Lão ma ma bên cạnh Tô Tử đã bị Tần Lạc cử ra ngoài trợ giúp Mộc Hương khiêu chiến các anh tài y học Hàn Quốc, đổi lại là hai cô gái trẻ ở lại chăm sóc Mộc Hương. Sau khi Tần Lạc đặt Tô Tử ngồi lên xe lăn, hắn lấy một cái chăn đắp ngang người nàng. Em không lạnh, Tô Tử định bỏ cái chăn đang đắp đến cổ mình sang bên cạnh. Khôn cảm lạnh bây giờ, Tần Lạc lại bắt nàng kéo chăn lên. Thật ngang ngược, Tô Tử hờn dỗi nói. Tần Lạc cười không nói gì, sau đó hắn đẩy xe lăn của nàng đi tới trước ngôi biệt thự đang sáng ánh đèn. Hai cô gái trẻ trang phục trắng tung bay đi sau hai người. Hình ảnh đẹp này thực sự giống với tiên cảnh. Hứa lão, Tần Lạc đứng lại trước mặt một già, một trẻ, cung kính chào ông già. Tần Lạc, rất vui được gặp mặt, Hứa Nhược nói, dù ông ta nói tiếng Trung Quốc không đúng giọng chuẩn, còn có phần kỳ lạ nhưng Tần Lạc nghe vẫn có thể hiểu từng từ một. Hứa lão, không ngờ ông cũng nói được tiếng Trung Quốc. Tần Lạc cười nói, mấy đời Hứa gia đều học tiếng Trung Quốc, hơn nữa còn học tứ thư, ngũ kinh, tố kinh, châm phổ cùng với các điển tích văn hóa cổ, cung thu được rất nhiều lợi ích. Hứa Nhược nói, trong thoáng chốc Tần Lạc đã rất có cảm tình với ông già đứng trước mặt mình. Y học cổ truyền Hàn Quốc đã hấp thu một lượng tri thức nhiều vô kể trong các thư tịch cổ của Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng không hẹp hòi gì mà còn lấy đó làm tự hào. Nhưng đột nhiên đứa hài tử đó lại trở mặt với người nhũ mẫu đã nuôi nó trưởng thành, nó nói người đó căn bản không phải là mẹ đẻ của nó. Điều này đương nhiên người Trung Quốc rất khó chấp nhận, mà cũng bởi vì nguyên nhân này mà người Trung Quốc và Hàn Quốc mới xảy ra rất nhiều cuộc tranh chấp về y học. Hứa lão thật sự nghĩ vậy sao? Học tập không phải là một điều đáng hổ thẹn, Hứa Nhược gật đầu nói. Thế nhưng có rất nhiều người Hàn Quốc không nghĩ như vậy. Tần Lạc nói thẳng ra. Đó chính là biểu hiện không đủ tự tin. Tôi học tập Anh nhưng tôi có thể giỏi hơn Anh, đấy mới thực sự là năng lực của tôi. Hứa Nhược thản nhiên trả lời. Tần Lạc gật đầu nói, vậy ý định lời mời hôm nay của Hứa lão là gì? Ta muốn nhìn xem rốt cuộc anh là người như thế nào. Hứa Nhược nói. Anh mới tới Hàn Quốc 3 ngày xôn xao giới y học cổ truyền Hàn Quốc cũng như lòng dân Hàn Quốc. Một đối thủ như vậy rất đáng tôn trọng, nhưng cũng thực sự rất đáng sợ. Hứa lão cảm thấy làm vậy có ý nghĩa sao? Tần Lạc cười nói, người khác càng gây nhiều tai họa cho dân tộc chúng tôi càng phải dựa vào chính bản thân mình cố gắng hơn nữa. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy đây chính là chuyện tôi cần phải làm. Đứng trên quan điểm của tôi thì việc này hoàn toàn không sai. Không sai. Hứa Đông Lâm tham gia vào câu chuyện của hai người, anh đã làm những chuyện như vậy đối với Hàn Quốc, một khi có cơ hội tôi cũng vui vẻ thực hiện như vậy ở Trung Quốc. Liệu anh có phải tập hợp đủ một đội ngũ có sức mạnh như tôi không? Tần Lạc cười hỏi. Nếu như bản thân Tần Lạc không có chỗ dựa là nguồn lực vô hạn của Hiệp hội Trung y Trung Quốc, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ đề ra cái kế hoạch hoa đà điên cuồng đó, nhưng khi hắn hiểu rõ thực lực của nhất môn, nhị phái hắn mới quyết đoán đi tới quyết định dùng kế rút củi đáy nồi. Đây chính là một mũi tên bắn vào chính phủ và người dân, cũng như đánh gục lòng hiếu thắng và quyết tâm tranh đoạt của đối phương. Tần Lạc có thể thi triển hoàn hảo kế hoạch này là vì bản thân hắn có đủ những người có thực lực mạnh mẽ trợ giúp. Hứa Đông Lâm có thể tìm được nhiều sự trợ giúp như vậy không? Nếu như Hứa Đông Lâm dẫn một đội tới Trung Quốc, đội của anh ta không những không đạt được thành công, mà còn thất bại trong các cuộc khiêu chiến thì bọn họ không phải là niềm vinh hạnh của đất nước mà là nỗi sỉ nhục của Hàn Quốc. Âm mưu của ai cũng có thể sử dụng được nhưng muốn để âm mưu thành công thì phải có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đông Lâm, không được vô duyên vô cớ đánh võ mồm. Hứa Nhược khuyên nhủ, thực lực của Hàn Quốc còn quá mỏng. Chính bản thân các cháu cần phải cố gắng hơn mới được. Dạ, ông, Hứa Đông Lâm cung kính trả lời. Tần Lạc tiên sinh, tiểu thư, xin mời. Hứa Nhược chìa tay ra làm động tác mời. Lão tiên sinh, mời. Mới chỉ nói chuyện với nhau mấy câu xã giao. Tần Lạc đã rất có cảm tình với Hứa Nhược này. Hứa Nhược cũng không khách khí, ông ta đi trước dẫn đường, sau đó Tần Lạc đẩy xe lăn của Tô Tử vào trong biệt thự. Hứa Đông Lâm đi sau cùng đóng cổng lại. Ta khôn vội mời hai vị uống trà. Hứa Nhược nói, Hứa gia của ta có một bảo vật gia truyền. Hôm nay ông già này rất muốn khoe khoang với hai vị khách phương xa. Chúng tôi cũng rất hứng thú. Tô Tử ngồi xe lăn cười nói. Hứa Nhược khẽ liếc nhìn chân Tô Tử nói. Một âm, một dương, một thủy, một hỏa. Quả nhiên là nhân duyên trời định,
mạch tính của hai vị bình sinh ta chưa nhìn thấy bao giờ. Hai vị quả thật có duyên phận với nhau. Tần Lạc kinh ngạc hỏi, Hứa lão có thể cảm nhận được mạch chúng tôi làm mạch bác sao? Tần Lạc và Tô Tử vừa mới tới đây, Hứa Nhược vẫn chưa tiếp xúc với cánh tay cùng thân thể của hai người. Chỉ cần đứng cạnh mà Hứa Nhược có thể nói ra tình trạng thân thể của hai người chứng tỏ y thuật ông ta rất cao minh. Khí hậu đảo Tế Châu thuộc khí hậu ôn đới, gió biển ôn hòa nhưng cũng khiến con người thấy lạnh. Cô gái này mặc quần áo dày, chân đắp chăn bông, hiển nhiên không khó có thể đoán ra thân thể thuộc tính hàn. Tần Lạc gật đầu hỏi, tại sao Hứa lão có thể nhận ra thân thể tôi có thuộc tính hỏa? Da có tiên sinh khô ráo, lông mi đen đặc, hơn nữa mi tâm tụ hỏa. Khi chúng ta đứng nói chuyện gần nhau có thể cảm thấy trong giọng nói của tiên sinh có nhiệt. Đương nhiên ta đã sớm chú ý cho dù là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tiên sinh đều mặc trường bào. Thời tiết càng giá rét, da cùng ánh mắt của tiên sinh càng tụ nhiệt nhiều hơn vì vậy nhất định là tính hỏa. Tần Lạc nói vẻ khâm phục, Hứa Nhược tiên sinh rất cao minh, tiên sinh đã dày công tu luyện tứ chẩn trong trung y. Đó chỉ là y học căn bản mà thôi, Hứa Nhược nghiêm mặt nói. Thế nhưng theo như tôi thấy, Hứa lão cũng là người mang trăm bệnh. Tần Lạc nói. Chương 411, phẫn nộ cũng là một loại bệnh. Hứa Đông Lâm không nhịn được cười nói, Tần Lạc tiên sinh, mặc dù tôi rất sùng bái y thuật của anh nhưng chẩn đoán lần này của anh thật sự rất hoang đường. Ông tôi là người thông hiểu thuật dưỡng sinh, ông ngủ sớm, dậy sớm, chăm chỉ tập luyện sức khỏe của ông vẫn rất tốt, không bệnh tật, không đau yếu gì, thậm chí ngay cả cảm cúm cũng rất hiếm khi mắc phải, sao anh có thể nói là thân thể mắc trăm bệnh? Không chỉ có Hứa Đông Lâm mà ngay cả Tô Tử cũng khá ngạc nhiên nhìn Tần Lạc. Bản thân nàng cũng là một danh y. Trước đó nàng đã vọng trần qua, sắc mặt Hứa Nhược tiên sinh đỏ au, tinh khí dồi dào, thân thể âm dương điều hòa, ngũ tạng hoạt động bình thường, động tác nhanh nhẹn, thật sự không giống với một ông lão thân thể mắc trăm bệnh. Nếu như nói Hứa Nhược là một ông già tráng kiện do tập dưỡng sinh điển hình thì Tô Tử sẽ dễ dàng đồng ý. Hứa Nhược nhìn Tần Lạc nói, nếu Tần Lạc tiên sinh đã chẩn đoán như vậy, tất nhiên phải có lý do. Ta nguyện ý lắng nghe. Hứa Nhược nhìn Tần Lạc nói, nếu Tần Lạc tiên sinh đã chẩn đoán như vậy, tất nhiên phải có lý do. Ta nguyện ý lắng nghe. Tần Lạc cười nói, gần đây tâm tình của Hứa lão tiên sinh thế nào? Ăn ngon, ngủ ngon. Hứa Nhược trả lời. Có thật đúng như vậy không? Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn ông lão giảo hoạt này. Hắn xé rách vẻ ôn hòa giả tạo của ông ta không khách khí chút nào. Ông biết tôi cử người đi khiêu chiến hàn y xung quanh mà ông không tức giận sao? Ngay khi đoạn băng video đó vạch trần chân tướng của vụ việc đó, tâm của ông vẫn có thể bình thản thế sao? Khi tôi đứng ở bàn chủ tọa chính thức khiêu chiến với ông trước mặt mọi người, ông không có bất kỳ sự phẫn nộ nào sao? Hứa lão, con người chứ không phải thánh hiền, ông là một người già có tu vi tu dưỡng rất cao nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã tới mức xuất thần nhập thánh. Lục căn thanh tịnh thế nên những việc thế tục như này vẫn ảnh hưởng tới tâm tình của ông. Tôi nói có đúng không? Huyệt thái dương của Hứa Nhược giật liền mấy cái rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Nếu không phải vậy, Hứa lão sẽ không tự dưng mời tôi tới nhà. Không phải Hứa lão muốn gặp tôi mà là muốn khoe khoang bảo vật cho tôi thấy sau đó sẽ lại chỉ ra bệnh tế nhị của tôi và Tô Tử. Đây thực chất là loại chiến tranh tâm lý không tiếng súng nhưng đối với tôi mà nói nó không có tác dụng. Ta rất thích khiêu chiến một đối thủ mạnh, có thể nhìn thấy bí mật của chúng ta không muốn cho người khác biết chỉ qua một cái liếc mắt quả nhiên chứng tỏ y thuật của Tần tiên sinh rất thông minh như vậy chỉ làm cho ta thêm kích động, càng làm tăng thêm sự chờ mong gặp nhau trên chiến trường của tôi, khi đó ta sẽ chính thức đánh bại tiên sinh. Tần Lạc chỉ tay vào mặt mình và nói, khi Hứa lão nhìn thấy tôi thì Hứa lão có tâm trạng gì? Yêu thích cùng oán hận, Hứa Nhược thẳng thắn nói. Ông ta vui mừng vì có một thiên tài y học như vậy nhưng ông ta oán hận vì thiên tài y học đó không sinh ra ở Hàn Quốc mà lại ở một nước khác bây giờ hai người là đối thủ của nhau. Có sự phẫn nộ không? Tần Lạc nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời nhưng hai con ngươi lại đùng đục của Hứa Nhược hỏi. Đã từng có, Hứa Nhược gật đầu trả lời. Phẫn nộ chính là một loại bệnh, cuối cùng Tần Lạc rút ra kết luận cho chính mình. Người Trung Quốc chúng tôi có một câu tục ngữ, tâm rộng thì thư thái. Nếu như có thể duy trì trạng thái vui sướng thì có thể khiến cho thân thể khỏe mạnh. Còn một câu nói khác hình tượng hơn là, một nụ cười bằng 10 năm tuổi thọ nhưng câu nói này đủ để thấy tầm quan trọng của tâm trạng con người đối với thân thể của chúng ta. Phẫn nộ, khẩn trương, lo âu, sợ hãi cùng tâm trạng buồn rầu là những đại địch với sức khỏe. Những kết quả đã chứng minh ung thư,
bệnh động mạch vành, bệnh cao huyết áp, loét dạ dày, chứng bệnh thần kinh giác quan, đau đầu một bên, bệnh tiểu đường đều có liên quan tới yếu tố tâm lý. Hứa Nông Lâm cười nói, cái đó thì có quan hệ gì với ông tôi? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ông phẫn nộ mà anh có thể gán tất cả những chứng bệnh có thể mắc phải lên người ông tôi sao? Đây quả thật là một trò đùa lố bịch, nếu như tất cả các thầy thuốc đều xem bệnh như anh, nói tất cả các chứng bệnh có thể mắc cho người bệnh nghe vậy thì liệu khi đó người bệnh có còn hy vọng sống hay không? Chẳng lẽ bọn họ suốt ngày phải sống trong sợ hãi sao? Thôi được, bây giờ tôi căn cứ vào thân thể của Hứa lão sẽ chẩn đoán bệnh của ông ấy. Tần Lạc không để ý tới lời châm chọc của Hứa Đông Lâm cười nói. Xin cứ tự nhiên, Hứa Nhược nói. Chính theo như lời Hứa Đông Lâm nói, Hứa lão hiểu biết việc tu dưỡng tâm tính. Tâm tính luôn bình thản, không nóng nảy, không nóng vội, có đúng không? Không sai, ta tự nhận có vài phần định lực. Hứa Nhược gật đầu, căn bản là ông ta không có ý định lừa gạt hay gây khó dễ. Một khi đứng trước mặt một cao thủ, bọn họ sẽ nhìn ra hết tất cả tình trạng thân thể của mình, không bỏ sót bất kỳ một điều gì. Bạn cũng không nên thấy kinh ngạc. Đôi khi những dụng cụ khám chữa bệnh tinh vi cũng không thể tìm ra, nhưng bọn họ chỉ cần nhìn qua mấy lần thì có thể tìm ra những vấn đề nhỏ nhất trên cơ thể bạn. Bởi vì tĩnh lặng đã lâu rất khó sao động, nhưng một khi đã sao động tất nhiên sẽ không thể khống chế tâm tính. Nếu như tôi đoán không sai, mấy ngày hôm nay nhất định sẽ ngủ không an giấc, đúng không? Tần Lạc hỏi. Không sai, Hứa Nhược sửng sốt một lát rồi gật đầu nói. Mất ngủ có phải là bệnh không? Là bệnh. Tốt lắm. Đây là điều thứ nhất, Tần Lạc nhìn cổ Hứa Nhược nói, Hứa lão vẫn đang kiên cường chống đỡ nhưng cổ chuyển động có phần cứng nhắc. Lúc trước khi Hứa lão đi trước dẫn đường, cô cử động không được tự nhiên. Nếu tôi đoán không lầm, tối hôm qua Hứa lão bị sái cổ phải không? Không sai. Sái cổ có phải là bệnh không? Là bệnh, Hứa Nhược khẽ thở dài nói. Vẻ tươi cười trên gương mặt của Hứa Đông Lâm biến mất, anh ta trừng mắt nhìn Tần Lạc. Anh ta thực sự không ngờ những ẩn bệnh của ông mình mà bản thân mình không nhìn ra thì Tần Lạc lại nhận ra. Con người này quả thực rất lợi hại. Tổn thương xương cổ tất nhiên làm con người mệt nhọc. Mệt nhọc có phải là bệnh không? Là bệnh. Xương cổ là khung xương sống của con người. Sống lưng bị tổn thương tất làm thị lực suy giảm, không muốn ăn, mạch máu lưu thông bị ảnh hưởng, ngũ tạng bị tổn hại, âm dương bất hòa. Chỉ dựa vào nguyên âm dương bất hòa thì có thể gây ra bao nhiêu loại bệnh với cơ thể con người. Vì vậy tôi nói Hứa lão có trăm bệnh trong người là thế. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, thừ mặt nhìn Tần Lạc. Tô Tử biết rõ Tần Lạc vì muốn phản kích chiến thuật tâm lý của Hứa Nhược, nên mới nói ra một cái cớ như vậy, nhưng nàng không ngờ Tần Lạc chỉ cần đứng gần Hứa Nhược, căn cứ vào tâm tình của ông ta mà luận ra bách bệnh như vậy. Hơn nữa những suy đoán này rất có lý, làm cho người khác không sao phản bác được. Dù Hứa Nhược biết Tần Lạc nói có trăm bệnh cũng có chút giật gân, nhưng quả thật bách bệnh này có tồn tại. Nói theo y học cổ truyền đây chính là nguồn dẫn bệnh. Nếu như nguồn dẫn bệnh chưa bị trừ hết thì căn bệnh chưa bị trừ tận gốc. Bách bệnh tuy rất nhỏ nhưng thực sự có tồn tại. Người bình thường tất nhiên sẽ không bao giờ chú ý tới vấn đề nhỏ nhặt đó, nhưng tất cả lại nằm trong tính toán của anh ta. Mặc dù gã thanh niên này khá vô sỉ, xen lẫn vô lại, cũng như có chút thủ đoạn, nhưng quả thật gã rất giỏi. Gã chỉ nhìn qua mạch tế, nhỏ mà có thể chẩn bệnh rất chính xác. Gã đã đạt tới một trình độ quả thực chưa từng nghe nói tới bao giờ. Hứa Nhược chắp tay chào Tần Lạc một cái rồi nói, Tần Lạc tiên sinh nhìn chẩn cực kỳ chính xác. Hứa Nhược rất bội phục. Không có gì, Tần Lạc cười ha hả nói. Để làm ông già này cảm phục không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu như thiếu suy nghĩ ăn nói lung tung thì rõ ràng sẽ đi lạc đề câu chuyện. Trong khi đó Trung Y cũng có cách giải thích nhất Diệp Chi Thu, nhìn một chiếc lá biết cả mùa thu. Một khi có thể nhìn thấy sự lo lắng thì từ đó có thể suy đoán ra đủ loại phương diện bệnh tật trên thân thể ông ta. Ví dụ như một người bị đau bụng thì nguyên nhân là gì? Tuyệt đối không có khả năng chỉ là đau bụng, có thể do ăn cái gì trúng độc, cũng có khả năng một cơ quan nào đó trong thân thể xuất hiện vấn đề. Như vậy một khi dựa theo kiến giải của Trung Y đó là hoặc giải độc ngộ độc thứ ăn hay là xử lý cơ quan mắc bệnh. Hôm nay thực sự đã được mở rộng tầm mắt, Hứa Đông Lâm khen. Đây là hệ thống trong Trung Y, lý luận cơ bản của Trung Y, Tần Lạc nói, Hàn Y chỉ học được bộ xương cùng da thịt nhưng không học được khí huyết. Trong khi đó khí huyết đã được vô số bậc hiền tài khổ tâm nghiên cứu cùng chứng minh thực tiễn mới thành. Không phải sức lực của một người, không phải sức lực của một quốc gia mà là sức lực của vô số người đại diện cho cộng đồng mới gặt hái được thành quả.
xin lắng nghe, Hứa Đông Lâm nói, chúng ta đã rất cố gắng. Hàn Y cũng sẽ cố gắng hình thành hệ thống của chính mình, khung xương của chính mình, khí huyết của chính mình. Hứa lão, bây giờ chúng ta có thể đi thưởng thức bảo bối của ông chưa? Tần Lạc nhìn Hứa Nhược hỏi. Đương nhiên, Hứa Nhược gật đầu nói, xin mời. Sau khi đứng lại trước cửa phòng thay đổi giày, mọi người vào phòng khách rồi đi vào thư phòng của Hứa Nhược. Ánh mắt Tần Lạc sáng lên khi hắn nhìn thấy căn tàng thư quý giá của Hứa Nhược, trong khi đó Hứa Nhược vỗ vỗ tay vào giá sách. Giá sách đang đứng yên đột nhiên di chuyển sang một bên. Xôn xao. Ngay sau khi giá sách di chuyển thì xuất hiện một cánh cửa màu bạc. Hứa Nhược đi tới, ông ta nhập mật mã vào ổ khóa trên cánh cửa thép. Thình thịch một tiếng cánh cửa thép tự động mở ra. Xin mời, Hứa Nhược giơ tay nói. Tần Lạc đợi cho Hứa Nhược đi vào trước hắn mới đẩy xe lăn của Tô Tử đi vào bên trong. Căn phòng rộng rãi, trong phòng ánh sáng mờ, vẻ cổ kính. Mọi người cùng là người học y tất nhiên sẽ có hứng thú với bảo bối này. Hơn nữa bảo bối này lại có mối quan hệ sâu xa với người Trung Quốc. Ngay khi Hứa Nhược đang nói, ông ta đứng lại trước một vật to lớn có vải lụa màu vàng phủ kín. Tần Lạc nhìn thấy vật này có hình người, một vật thể thẳng đứng, cao gần 2 mét, hắn cười nói, tôi rất tò mò. Sắc mặt Hứa Nhược như phát ra ánh sáng long lanh khi ông ta nhìn vào bảo bối quý giá của mình, sau đó ông ta đưa tay kéo miếng vải phủ xuống. Ngay sau đó một pho tượng đàn ông bằng đồng xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi xem xét cẩn thận thì trông giống như tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng, nhưng trên thân thể bức tượng có vô số những lỗ nhỏ. Tượng châm cứu đồng nhân, Tần Lạc kinh ngạc hỏi, đây là thật hay giả, tại sao ông lại có vật này? Tần Lạc tiên sinh hiểu biết nhiều, kiến thức uyên bác. Lần này ta muốn nhờ tiên sinh kiểm tra. Hứa Nhược nói, tiên sinh hãy xem tượng đồng nhân này là thật hay giả. Vì sao là thật, vì sao là giả? Chương 412, nhìn thấy bảo vật trong mơ. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc nhìn thấy tượng đồng nhân châm cứu trong truyền thuyết. Khi hắn ở Đài Loan, kết mối oán thù với cha con Ngôn Thừa Hoan, để giải trừ áp lực của Hà gia, Ngôn Thừa Hoan đã đưa tượng đồng nhân châm cứu tới cầu hòa. Mặc dù tượng đồng nhân này chỉ là sản phẩm mô phỏng, hơn nữa đã bị thu nhỏ so với phiên bản gốc, nhưng giá trị của nó vẫn rất lớn. Tượng đồng nhân quý giá trước mắt này cao hơn một thước, khí thế bất phàm, trông vô cùng sống động. Cũng có thể đây là một trong hai tượng đồng nhân quý giá đó. Nên biết rằng tượng đồng nhân châm cứu được đúc vào thời Tống Nhân Tông. Sau khi đúc thành bức tượng thứ nhất đặt ở y quan viện triều Tống, để cho các y quan tham quan, luyện tập. Bức tượng thứ hai được mang tới đặt ở nhân tế điện của Đại tướng Quốc Tự ở Đông Kinh. Sau khi bị nước Kim xâm chiếm, cướp đoạt mất hai bức tượng đồng nhân đó. Điều kỳ quái là các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về hai bức tượng đồng nhân này trong sử sách của triều đại nhà Kim. Như vậy đồng nhân châm cứu thiên thánh biến mất đã mấy trăm năm rốt cục đã phiêu lạc tới đâu. Hôm nay vẫn còn hay mất. Nếu như vẫn còn tồn tại ở hậu thế, vậy bức tượng đồng nhân trước mắt này có phải là một trong hai bức đó không? Hứa Nhược muốn dùng pho tượng đồng nhân châm cứu chưa rõ thật giả này khảo nghiệm Tần Lạc. Tượng đồng nhân thật đương nhiên là pho tượng châm cứu thiên thánh niên đại Tống Nhân Tông chứ không phải chế phẩm là ra sau này. Nếu quả thực pho tượng đồng nhân này là một trong hai pho tượng đồng nhân châm cứu đó thì nó có giá trị nghiên cứu rất lớn. Nếu như dùng tiền để đánh giá thì nó vô giá. Tần Lạc không trả lời ngay câu hỏi của Hứa Nhược mà hắn đi tới trước mặt pho tượng đồng nhân. Bàn tay Tần Lạc tinh tế chạm vào ngũ quan, tứ chi, thân cốt. Hơn nữa Tần Lạc còn tỉ mỉ quan sát vị trí các huyệt đạo trên pho tượng cùng với mọi lỗ nhỏ và kết cấu của pho tượng. Lần đầu tiên Hứa Đông Lâm biết bảo vật của ông mình thì ra là vật này, anh ta vô cùng hưng phấn đứng bên cạnh quan sát. Tô Tử cũng biết tới điển cố tượng đồng nhân, nàng cũng biết tượng đồng nhân có ý nghĩa thế nào với y học Trung Quốc, tâm trạng nào có gì đó chua chát khi chứng kiến thái độ si mê quan sát của Tần Lạc. Hứa Nhược đứng xa bên ngoài quan sát nhìn những người đó bị kinh hãi vì bảo vật của mình. Trong lòng ông ta có một loại thỏa mãn không bút nào tả xiết. Tần Lạc chú ý quan sát rất lâu, thậm chí hắn còn ngồi xổm để kiểm tra chân và bàn chân của pho tượng. Một lúc lâu sau Tần Lạc thốt lên, đây là pho tượng thật. Một cảm giác không hề dễ chịu khi thấy bảo vật của đất nước mình bây giờ lại được cất giữ ở một nước khác. Vì sao lại biết là thật? Hứa Nhược cười hỏi. Thứ nhất, màu sắc của đồng rất thật. Thứ hai, tượng cao như người thật. Thứ ba, trên thân thể tượng đồng nhân có chạm khắc ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt.
Những ngũ tạng và khí quan này được các thợ điêu khắc chạm trổ rất sống động, bởi vậy tượng đồng châm cứu đồng nhân không chỉ có ứng dụng về mặt châm cứu học mà nó cũng được dùng cho giải phẫu học. Giải phẫu học của chúng tôi còn sớm hơn cả so với phương Tây. Tôi cảm thấy đây đúng là pho tượng thật. Hứa Nhược đắc ý gật đầu nói, một khi đã như vậy thì điển cố châm cứu chảy thủy ngân cũng là đúng sao? Đúng vậy, tượng đồng nhân châm cứu này vốn được dùng để khảo hạch học sinh thái y. Trước cuộc thi, bên trong tượng đồng nhân sẽ được rót đầy thủy ngân. Thí sinh sẽ dùng loại châm thô, khi châm kim nếu một khi châm đúng huyệt đạo, lực châm đủ, dưới tác dụng của áp lực, thủy ngân sẽ chảy ra ngoài. Có dám so một lần không? Hứa Nhược nhìn chằm chằm vào gương mặt trầm tư đang suy nghĩ gì đó của Tần Lạc hỏi. So như thế nào? Tượng đồng nhân này có 354 huyệt đạo. Hai người chúng ta dùng ngân châm đâm vào. Ai đâm vào số huyệt vị chính xác nhiều nhất, người đó thắng. Tần Lạc cười nói, vậy không phải tôi sẽ chiếm ưu thế sao? Tần Lạc tuổi còn trẻ, khỏe mạnh, kỹ thuật đâm châm lại cực nhanh nên đương nhiên hắn sẽ chiếm ưu thế hơn trước một người già như Hứa Nhược. Cái này cũng khó nói trước. Hứa Nhược nói, ý ta muốn nói phương pháp ghim châm có một điều kiện đặc biệt. Điều kiện gì? Tần Lạc hỏi. Hai bên ghim châm phải bịt kín mắt, manh châm. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, tôi đồng ý. Được, ánh mắt Hứa Nhược lóe thần quang, ông ta nói, Đông Lâm, lấy châm lại đây. Chờ một chút, Tần Lạc hô lên. Có chuyện gì? Hứa Nhược nhìn Tần Lạc hỏi. Tôi nghĩ nên hoãn trận đấu này lại. Tần Lạc nói, hoãn tới khi nào? Tới 4 giờ chiều, khi đó cuộc thi y học cổ truyền giữa Trung y Trung Quốc và Hàn y chính thức bắt đầu, lúc đó chúng ta sẽ dùng trận đấu này làm cuộc thi đấu thứ nhất. Hứa Nhược suy nghĩ một lát rồi trả lời, ta không có ý kiến gì. Còn nữa nếu đã coi là một trận đấu chính thức thì tiền thưởng cũng chẳng có gì thú vị, chỉ bằng mỗi người chúng ta đều lấy ra một bảo vật của mình làm tiền đặt cược, có được không? Tần Lạc cười ha hả nói. Hứa Nhược sững sờ rồi ông ta cười rộ nói, nếu như ta đoán không sai, Tần Lạc tiên sinh đã rất thích bảo bối này của ta. Vừa nói Hứa Nhược vừa chỉ tay vào bức tượng châm cứu đồng nhân thiên thánh. Không sai, nếu như Hứa lão thua, ông phải tặng cho tôi bức tượng này. Đây cũng coi như là vật quy nguyên chủ, đúng không? Tần Lạc có vẻ xấu hổ, hắn ngượng ngùng nói. Được, nếu như ta thua ta sẽ tặng tượng đồng nhân này cho tiên sinh. Hứa Nhược nói. Nhưng nếu ta thắng thì sao? Tiên sinh muốn đưa lại cho ta bảo vật gì? Mặc dù ta tuổi đã cao nhưng vẫn chưa phải là một ông lão lẩm cẩm. Nếu như tiên sinh đưa ra một bảo vật không tương xứng với tượng đồng nhân này thì giao dịch này coi như không thành. Tần Lạc không trả lời câu hỏi của Hứa Nhược mà hắn hỏi ngược lại, Hứa lão có châm cứu đồ kinh không? Hứa Nhược lắc đầu, thở dài nói, ta cũng biết châm cứu đồ kinh cùng với tượng đồng nhân châm cứu là một chỉnh thể không thể tách rời. Chỉ có thể dựa theo vị trí huyệt đạo của châm cứu đồ kinh mới có thể hiểu được tượng đồng nhân châm cứu. Đáng tiếc ta vẫn vô duyên chưa gặp qua. Nếu như không có châm cứu đồ kinh thì chứng minh tượng châm cứu đồng nhân này đối với các ông cũng chỉ như là một tác phẩm nghệ thuật hay cũng chỉ là một loại đồ cổ. Trước tiên Tần Lạc đã hạ thấp giá trị tượng đồng nhân châm cứu của Hứa Nhược rồi hắn nói tiếp, thế nhưng bảo vật mà tôi lấy ra trao đổi với Hứa lão lại là một bảo vật thực sự. Là cái gì? Còn có cái gì có giá trị hơn so với bức tượng đồng nhân châm cứu này sao? Cho dù chỉ bán nó với tư cách là một tác phẩm nghệ thuật, Hứa gia chúng ta cũng hưởng vinh hoa phú quý mấy đời. Hứa Đông Lâm tò mò nói. Phương thuốc kim hạp, Tần Lạc nói. Phương thuốc kim hạp ư, là cái gì vậy? Hứa Đông Lâm ngơ ngác hỏi. Phương thuốc kim hạp là gia truyền của Tần gia các anh sao? Rốt cuộc bên trong có bí mật gì? Liệu có phải là một vật có tiếng mà không có miếng không? Thiếu một đoạn. Anh tin là có thể thắng trận đấu này với ông ta sao? Tô Tử dựa hẳn vào trong lòng Tần Lạc, dịu dàng hỏi. Anh đã khiêu chiến với ông ta đã chấp nhận. Ông ta khiêu chiến với anh thì anh cũng chỉ còn cách đồng ý. Tần Lạc cười nói, tên đã nằm trên dây cung, không thể không bắn ra. Trận đấu này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cho dù người đó là phía chính phủ hay dân thường thì cũng đặt rất nhiều hy vọng vào chúng ta. Anh không thể lùi, ông ta cũng không thể lùi. Cũng chính vì nguyên nhân đó ông ta mới lựa chọn trận đấu manh châm. Tô Tử cười nhẹ nói, hẳn ông ta không biết châm cứu là sức mạnh của anh. Đối với anh manh châm lại càng không phải là chuyện khó khăn gì. Tần Lạc lắc đầu nói, ông ta có ưu thế. Ông ta đã sở hữu bức tượng đồng nhân này nhiều năm, có khả năng là 10 năm cũng có thể là mấy chục năm.
Ông ta đã hiểu rõ vị trí huyệt đạo của tượng đồng nhân rõ như lòng bàn tay. Ông ta có ưu thế hơn anh chính là quen thuộc với huyệt đạo trên tượng đồng nhân. Châm cứu tượng đồng nhân là căn cứ vào vị trí huyệt đạo đã đúc sẵn, không có gì chênh lệch được. Ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết chắc. Nếu như anh đã không có tự tin thì sao anh còn muốn đặt cược với bọn họ? Tô Tử ngẩng khuôn mặt xinh xắn nhìn Tần Lạc nói, vì anh không cam lòng sao? Đúng vậy, hoàn toàn không cam lòng. Tần Lạc cười gượng gạo, anh là một người có ham muốn chiếm giữ rất mãnh liệt. Tâm lý của anh hoàn toàn không thoải mái khi nhìn thấy bảo vật nguyên của đất nước mình lại nằm trong tay một người nước ngoài, anh chỉ muốn chiếm lấy mang về đất nước mình. Tượng đồng nhân châm cứu không chỉ là một trong những cột mốc của nền y học truyền thống Trung Quốc mà nó còn có ý nghĩa khác. Tống Nhân Tông là một người cực kỳ tôn trọng giới thầy thuốc cũng là người lãnh đạo giới y học. Ông ta đã có đóng góp phát triển y học tới cực đại. Đối với những thầy thuốc hành nghề y truyền thống mà nói thì luôn khắc sâu trong tâm trí thời kỳ phát triển cường thịnh của y học cổ truyền này. Anh mong đợi một thời kỳ như vậy lại đến. Ừ, nếu lần này chúng ta tới Hàn Quốc có thể mang về tượng châm cứu đồng nhân thì phía Hàn Quốc đúng là tiền mất tật mang. Trên gương mặt ngây thơ của Tô Tử hiện lên một nụ cười rực rỡ, không ngờ một cô gái có chỉ số IQ cao như nàng lại có dáng vẻ ngây thơ, mê đắm lòng người như vậy. Bọn họ đúng là vừa thiệt quân lại vừa mất phu nhân. Tần Lạc cười gật đầu, có lẽ bây giờ chính phủ Hàn Quốc đang rất hối hận khi mời chúng ta tới đây. Bọn họ vốn bừng bừng khí thế muốn dẫm nát y học truyền thống Trung Quốc chúng ta, chứng minh sự phát triển nhanh chóng của y học cổ truyền Hàn Quốc, cuối cùng lại bị đại biểu của nhĩ môn, nhất phái chinh chiến khắp nơi. Cuối cùng một đám thanh niên quá khích lại như dội một chậu nước bẩn lên đầu người dân Hàn Quốc. Bây giờ danh dự của bọn họ đã bị bôi bẩn, nếu như trận đấu tới bọn họ không thể lấy lại thể diện coi như là bọn họ đã thất bại thảm hại. Tần Lạc cười nói, đối với bọn họ mà nói chuyện lần này chỉ là một tai nạn. Có lẽ sau bài học kinh nghiệm của lần này bọn họ sẽ học được cách khiêm tốn hơn. Bọn họ cũng sẽ học được cách làm người. Thôi được, chúng ta không cần khách khí với bọn họ. Người Hàn Quốc thua không gượng dậy nổi thì cũng giống như chúng ta thua mất mặt vậy. Tô Tử nói, anh sẽ không thua, Tần Lạc tự tin nói. Tại sao anh có thể đưa ra phương thuốc kim hạp? Phương thuốc này rất quý giá. Đó chính là việc hệ trọng để tạo phúc cho con người. Nếu như có thể nghiên cứu thành công, anh có biết nó sẽ mang lại cho đất nước bọn họ điều gì không? Cho dù bọn họ có được phương thuốc đó thì đã sao? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Khi trở về anh sẽ sao chép lại? Tần Lạc nói, cái bọn họ có được chỉ là một tờ giấy. Nếu như bọn họ có thể nghiên cứu thành công thì sao? Tuyệt đối không thể. Tại sao? Tần Lạc cười nói. Bởi vì có một điều chỉ có anh biết mà bọn họ không biết. Vào lúc 4 giờ tối cuộc đấu y học cổ truyền giữa Trung Quốc và Hàn Quốc mới chính thức bắt đầu nhưng giới truyền thông lại một lần nữa đưa tin, cuộc đấu giữa Hứa Nhược và Tần Lạc đã được đẩy lên một nấc cao mới. Cả hai bên đều tạo áp lực cho thắng lợi của bản thân mình. Chương 413, Long Hổ đấu châm thượng. Tượng đồng nhân châm cứu là thánh khí của y học cổ truyền, không được nhiều người dân biết. Người Hàn Quốc lại càng không biết bảo vật vốn thuộc về người Trung Quốc lại ẩn giấu trong tư dinh của Hứa Nhược, hậu nhân của Y Thánh. Bởi vì đây là trận đấu đỉnh cao của hai người nên cả hai bên đều chú trọng tới phương thức giành thắng lợi của mình, hơn nữa tiêu chuẩn của trận đấu chính là châm kim chính xác vào 354 vị trí huyệt đạo trên tượng đồng nhân, ai châm chính xác nhiều nhất người đó thắng. Manh châm. Đây là lần đầu tiên dân chúng biết tới một phương thức kim châm như vậy. Trong lòng bọn họ vô cùng mong đợi thủ pháp châm cứu kỳ diệu này. Cuộc thi tài này vốn dành cho những nhân sĩ trong ngành tham dự bây giờ bỗng nhiên trở thành trận đấu thu hút sự chú ý của toàn bộ dân chúng. Vì trước trận thi đấu một nhóm thanh niên Hàn Quốc đã gây ra chuyện ẩu đả, một số người trước đây vốn không quan tâm tới y học cũng chú tâm theo dõi. Phía Tần Lạc đã biết cuộc thi đấu này sẽ được đài truyền hình Seoul truyền hình trực tiếp cho khán giả cả nước. Cái này nhất định là do bọn họ giở trò. Nếu như theo con nói Hứa Nhược đã mời một ình con tới gặp. Hơn nữa trong quá trình gặp gỡ cũng chỉ có mấy người. Không có nhiều người biết rõ cuộc gặp gỡ bí mật này, tại sao các phóng viên truyền thông lại biết được cuộc gặp này. Vương Tu Thân ngồi trên ghế, cười ha hả nói với Tần Lạc. Trước đó bọn họ đã gặp phải cảnh ngộ chớ trêu, đặc biệt sau sự kiện những thanh niên Hàn Quốc quá khích gây ra vụ khiêu khích cùng tấn công đã khiến cho bọn họ mất hết uy tín. Bây giờ bọn họ chủ trương cởi mở với giới truyền thông. Bọn họ cũng mượn chuyện này để một lần nữa làm dân chúng Hàn Quốc tin tưởng vào y học cổ truyền của mình. Tần Lạc, con đã cung cấp cho bọn họ những điều đó không? Tần Lạc ngồi bên cạnh Tô Tử,
nói với sư phụ của mình, làm gì có lợi thì không quản xảo trá. Nếu như bọn họ thắng thì cục diện đã bị thay đổi hoàn toàn. Người dân Hàn Quốc sẽ một lần nữa tín nhiệm cùng nhiệt tình với y học cổ truyền. Nhưng nếu bọn họ thua chẳng khác gì một con dao nhỏ gây nên một vết thương máu chảy đầm đìa trên thân thể bọn họ. Vương Tu Thân gật đầu, ôm trầm giọng nói, đúng vậy, Tần Lạc, sư phụ khẩn cầu con nhất định phải thắng trận đấu quan trọng nhất đó. Chúng ta có thua hết cũng không sao cả. Đúng vậy, Tần Lạc, tượng đồng nhân châm cứu là của chúng ta. Tuy ta không hiểu tại sao nó lại lưu lạc, rơi vào tay Hứa Nhược nhưng nó là vật của chúng ta phải mang nó về. Trần Cốt Đại Sư Cố Bách Hiền nói. Ha ha, nếu chúng ta có thể chiến thắng mang tượng đồng nhân quay về, để xem sau này những người đó có còn kiêu ngạo với chúng ta nữa hay không. Tần Lạc nhìn vẻ mặt trịnh trọng, chờ mong nhìn mình của những ông già vừa là thầy mà cũng vừa là bạn, bình thường rất quan tâm tới mình, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất khác thường. Bọn họ chính là đại diện của toàn bộ Trung y Trung Quốc. Nỗi mong chờ của bọn họ cũng là nỗi mong chờ của toàn bộ các thầy thuốc Trung Quốc. Yên tâm đi, tôi sẽ khôn thua. Tần Lạc nhếch môi cười, có phần ngượng gạo nhưng cũng rất thành thật. Hoa dâm bụt là quốc hoa của Hàn Quốc. Vào mùa hoa dâm bụt nở, trên các nhánh cây dâm bụt sinh ra rất nhiều nụ hoa. Khi một bông hoa tàn héo những nụ hoa khác sẽ liên tục nở, ý xuân rạt rào, cảnh xuân sáng lạn, vì vậy người Hàn Quốc còn gọi hoa dâm bụt là hoa vô tận. Tòa nhà hoa dâm bụt trên đảo Tế Châu là một cung thể thao khổng lồ. Cung thể thao này vốn chỉ để tổ chức những sự kiện thể thao. Ví dụ như những trận đấu bóng rổ, cầu lông hay tennis và các loại hình thể thao khác, nhưng lần này chính phủ Hàn Quốc lại dùng vào một mục đích khác, tổ chức cuộc thi đấu y học cổ truyền giữa giới y học Hàn Quốc và Trung Quốc. Trước của hoa dâm bụt có những hàng người dài, có rất nhiều người dân Hàn Quốc tới tận mắt xem kết quả thắng bại của trận đấu này, thậm chí còn có một số khách du lịch ngoại quốc ở đảo Tế Châu cũng tới xem náo nhiệt, một số công ty du lịch còn coi trận đấu này như một điểm du lịch đặc biệt để đẩy mạnh doanh thu của mình. Mặc dù một nhóm thanh niên Hàn Quốc đã có hành vi cực kỳ xấu xa, nhưng lòng yêu nước nồng nhiệt quấn cờ Hàn Quốc lên đầu lại lây nhiễm sang rất nhiều người Hàn Quốc. Bọn họ cũng học đòi theo cuốn lá cờ Thái Cực lên trên đầu, cầm trong tay. Tần Lạc dẫn phái đoàn Trung y Trung Quốc theo cửa sau tiến vào sân vận động của cung thể thao. Đây chính là trận đấu độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Nhất bà chào Trác lão nói. Trác lão không phục sao? Chúng ta là những thầy thuốc, cũng thích nổi tiếng như những minh tinh rồi. Ha ha, đây thật sự giống như hai ngôi sao lên võ đài. Tôi thấy nóng ruột quá. Hỏa quán Vương Quách Húc Sinh nói. Cánh cửa phòng đợi mở ra, một nữ nhân viên bước vào nói với mọi người. Các quý vị đại biểu thầy thuốc, trận đấu sắp bắt đầu. Xin mời quý vị ra chỗ của mình ở đại sảnh. Tần Lạc gật đầu, sau đó hắn đẩy xe của Tô Tử ra bên ngoài, Vương Tu Thân theo sát hắn, sau đó hơn 10 thành viên khác cũng lục tục đi theo sau. Ngay khi đoàn Tần Lạc đi vào hội trường, người chủ trì cuộc thi ở hội trường giới thiệu danh sách các thành viên cùng thân phận của đoàn đại biểu Trung Quốc, bên trong hội trường vang lên những âm thanh xuýt theo nhịp, chỉ có một số người Trung Quốc và khách du lịch nước ngoài là vỗ tay. Ngay sau đó Hứa Nhược dẫn đầu một đoàn đại biểu Hàn Quốc trong trang phục truyền thống đi ra tới, không khí trong hội trường trở nên rất náo động. Tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường như sấm. Điều càng làm người ta kinh ngạc là xuất hiện một màn biểu diễn. Không biết có phải do phía chính phủ đã cố tâm bố trí hay không mà trong số những người xem, có người đứng dậy hát quốc ca Hàn Quốc, lập tức có rất nhiều người đứng lên cùng hát theo, cuối cùng thành một dàn đồng ca. Tiếng hát vang lên càng lúc càng to, khí thế cũng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, giống như là tiếng chống trận trên chiến trường có thể tăng thêm lòng dũng cảm cho các chiến sĩ. Một hội trường chật kín khán giả, không một chỗ trống, tiếng hát quốc ca Hàn Quốc vang vọng như muốn chọc thủng lỗ tai bạn. Thi đấu trong một không khí như vậy có thể sẽ phải chịu những áp lực rất lớn. Ngay khi tiếng hát kết thúc, Hứa Nhược tiến ra giữa khán đài chắp tay, cúi đầu rất sâu chào các khán giả xung quanh hội trường. Hành động này của ông ta lại một lần nữa nhận được những tràng vỗ tay và những tiếng hét chói tai. Ông ta rất có địa vị trong lòng dân chúng Hàn Quốc, hoàn toàn giống như vị trí của Tần Lạc trong lòng người dân Trung Quốc. Chứng kiến màn đó, Tần Lạc không thấy khó chịu, không thấy tức giận, trong lòng hắn chỉ có sự tôn trọng đối thủ. Mỗi một người đều nguyện ý cống hiến tất cả sức lực của mình vì dân vì nước thì đều đáng được tôn trọng. Sau khi đoàn đại biểu của hai bên đã yên vị, vị Thứ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Hàn Quốc, người lần trước đã ra sân bay đón đoàn Trung Quốc lên phát biểu ý kiến, rồi tới vị Hội trưởng Hiệp hội Y học Cổ truyền Hàn Quốc cũng lên phát biểu.
Cũng may lời phát biểu của hai người ngắn gọn rõ ràng, không mắc phải tật xấu của người trong nước là dùng bài phát biểu do thư ký soạn thảo trước dài hàng mấy tiếng đồng hồ. Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước bang giao hữu nghị. Căn cứ vào tình hữu nghị giữa hai nước, dựa theo nguyên tắc chú trọng vào việc đồng tham khảo, giới y học hai nước cùng với các nhân sĩ hai nước cùng hợp tác tổ chức trận đấu y học này. Hy vọng mọi người có thể cùng nhau thi triển sở trường, đạt kết quả cao. Bây giờ xin mời Hứa Nhược tiên sinh, người chúng ta vô cùng tôn kính lên phát biểu. Hứa Nhược tiên sinh đi lên bàn chủ tọa, cúi đầu chào dân chúng xung quanh, nói bằng tiếng Hàn, chúng ta sẽ nỗ lực hết khả năng của mình để giành thắng lợi trong mỗi trận đấu, nhưng nếu không may chúng tôi thất bại trong cuộc đấu này thì xin mọi người hãy tiếp tục tin tưởng vào y học cổ truyền của chúng ta. Y học của chúng ta vẫn còn nhỏ bé, vẫn rất cần sự quan tâm, che chở của mọi người. Tôi xin mọi người. Dầm. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên đầy kích động, có vô số người không kìm nén được sự xúc động gào thét gì đó. Tần Lạc không biết tiếng Hàn, Tô Sán thì không thể có cách nào phiên dịch từng câu như thế nên Tần Lạc không hiểu rõ ràng bọn họ đang gào thét cái gì. Nhưng hắn hiểu rõ bọn họ đang la hét vì cái gì. Những âm thanh hò hét như vậy, Tần Lạc đã rất nhiều lần nghe thấy từ chính miệng người dân Trung Quốc. Đúng là máu mủ tình thâm, những người dân kia thật là đáng yêu. Hứa Nhược phất tay áo ý bảo mọi người hãy yên tĩnh trở lại. Hứa Nhược nhìn Tần Lạc ngồi ở phía đối diện nói, trước đây tôi đã chấp nhận lời khiêu chiến của một vị thầy thuốc Trung Quốc trẻ tuổi. Hôm nay trận đấu của tôi và vị thầy thuốc đó sẽ là trận đấu thứ nhất. Anh ta rất xuất sắc, tôi đã thấy một thầy thuộc cực kỳ có thiên bẩm nhưng với trọng trách của mình tôi sẽ gắng hết sức mình để ứng phó. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho đất nước Hàn Quốc. Sau khi Hứa Nhược phát biểu xong thì có lời mời đại biểu của phía Trung Quốc lên phát biểu. Tần Lạc không lên phát biểu. Hắn mời ân sư Vương Tu Thân lên nói mấy câu về thứ nhất là tình hữu nghị, thứ hai là về các trận đấu. Cuối cùng thì màn khai mạc cũng chấm dứt, trận đấu đầu tiên sắp bắt đầu. Tần Lạc gặp Hứa Nhược. Hứa Nhược đi tới cạnh một vật to lớn dùng vải tơ lụa màu vàng phủ kín, ông ta trầm mặc không nói gì. Vải tơ lụa chính là vải trong nhà ông ta. Tượng đồng nhân châm cứu này cũng là vật đã theo ông ta mấy chục năm trời. Bảo vật quan trọng của Hứa gia hôm nay đã được phía chính phủ Hàn Quốc vận chuyển tới đây. Tất cả vì thể diện của Hàn Quốc, vì tương lai của y học dân tộc Hàn Quốc, bức tượng này hôm nay đã trở thành đạo cụ. Thời khắc quan trọng ngày hôm nay cũng sẽ lại quyết định chủ sở hữu của bức tượng đồng nhân này. Lão bằng hữu, hy vọng lần này không phải là lần vĩnh biệt. Hứa Nhược nhẹ nhàng vuốt ve tấm vải lụa che bên ngoài, sau đó ông ta nắp chặt miếng vải lụa trong tay rồi kéo tuột miếng vải che phủ phía bên trên xuống. Bức tượng đồng nhân châm cứu thiên thánh mấy trăm năm nay không xuất hiện nơi nhân thế, đắm chìm trong ánh nắng và gió biển của nước ngoài bây giờ đã tái xuất hiện. Wow, đây chính là bức tượng đồng nhân châm cứu. Đồ sộ quá. Đẹp, thật sự đẹp. Không thể để những người Trung Quốc bất lương như trộm cướp kia cướp mất. Người dẫn chương trình xinh đẹp tay cầm microphone nói, xin mời tuyển thủ Trung Quốc Tần Lạc tiên sinh lên sân khấu. Tần Lạc nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tô Tử, hắn đưa mắt nhìn các thành viên của phái đoàn Trung Quốc, gật đầu mỉm cười với bọn họ rồi hắn đi ra giữa sân khấu, dáng điệu hăm hở của tuổi trẻ. Hứa Nhược và Tần Lạc đứng trước mặt nhau, hai bên cúi đầu chào nhau và trận đấu chính thức bắt đầu. Hai vị đã hiểu quy tắc của trận đấu chưa? Người dẫn chương trình hỏi. Đã hiểu rõ, hai người đồng thanh đáp, quy tắc của trận đấu là do hai người cùng định ra, sao hai người không hiểu rõ chứ? Tốt lắm, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn cần phải giải thích rõ hơn cho khán giả đang ngồi đây cũng như khán giả truyền hình. Tượng đồng nhân châm cứu có 354 huyệt đạo. Nói cách khác là 354 lỗ nhỏ. Mỗi một lỗ nhỏ đó khi đâm châm vào, nếu như châm chính xác, dùng lực vừa phải thì sẽ có thủy ngân chảy ra. Trong khoảng thời gian quy định, người nào châm vào nhiều lỗ nhỏ làm chảy thủy ngân ra là người chiến thắng. Đương nhiên khi đâm châm hai tuyển thủ của chúng ta đều dùng vải đen bịt mắt. Đây là cuộc đấu manh châm, một thủ pháp châm cứu cực kỳ cao minh. Bây giờ quý vị khán giả đã hiểu rõ quy tắc của cuộc thi chưa? Nếu đã hiểu rõ thì cuộc thi của chúng ta có thể chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình nhìn Tần Lạc và Hứa Nhược nói, xin mời nhị vị tuyển thủ che mắt mình lại. Ngay lập tức có một cô gái bưng ra một cái khay. Trên đó có hai mảnh vải lụa đen để cho hai tuyển thủ lựa chọn. Tiễn khách, Hứa Nhược giơ tay nói. Ông ta làm vậy để tránh người khác nói có sự dối trá trong khăn bịt mắt. Tần Lạc chọn một cái bất kỳ rồi hắn đưa cho nhân viên ở phía sau. Người nhân viên đó giúp hắn buộc khăn bịt mắt lại,
trong khi đó một nhân viên khác cũng bịt mắt giúp Hứa Nhược. Long hổ tranh đấu, ai là người có thể giành được vinh quang cho dân tộc? Chương 414, Long hổ đấu châm hạ. Tĩnh lặng như xử nữ. Mắt quấn giải lụa đen, hai người đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hai người giống như hai cao thủ võ công tuyệt thế sắp bước vào một trận đấu thập tử nhất sinh, kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, kiếm ý đã nhập thần. Một cảm giác rất kỳ diệu. Mặc dù hai mắt Tần Lạc bị che kín nhưng hắn vẫn có thể hình dung được mọi thứ xung quanh hắn rất rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy người xem, người dẫn chương trình ở bên cạnh, Hứa Nhược, người cùng trận đấu này với hắn và cả tượng đồng nhân châm cứu thiên thánh và 354 vị trí huyệt đạo. Đó là những hình ảnh lưu lại trong đầu óc Tần Lạc nhưng vẫn giữ nguyên sự sống động của sinh mệnh CN người và sự chân thật của động tác. Mình sẽ không thua, Tần Lạc thầm nhủ trong lòng. Hắn không hồi hộp, tâm trạng bình thản chỉ có ý chí quyết thắng mãnh liệt đang bùng cháy. Nếu như hắn thua, khi đó tất cả những công lao trước đây đều đổ xuống sông xuống biển, việc thành công của kế hoạch Hoa Đà cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vết nhơ của việc thanh niên côn đồ Hàn Quốc tập kích các thầy thuốc Trung Hoa cũng bị người Hàn Quốc dùng chiến thắng rực rỡ này xóa nhòa đi. Trung Y Trăng Quốc sẽ bị Hàn Y dẫm bẹp dí dưới chân. Những người Hàn Quốc sẽ lại viết những lời cực kỳ kiêu ngạo, đáng ghê tởm như, sự thật đã chứng minh Hàn Y mới là người thừa kế của y học cổ truyền. Lúc này không phải Tần Lạc hắn đại diện cho một cá nhân mà là cả một quốc gia, nền y học cổ truyền của một quốc gia. Bởi vì hắn là một thần tượng. Dân chúng thích bạn, sùng bái bạn. Bọn họ hoan hô cùng với vỗ tay tặng bạn, bọn họ muốn bạn dẫn bọn họ tới hết thắng lợi này tới thắng lợi khác. Một thần tượng không thể thất bại. Tần Lạc nở một nụ cười tươi, tuy hai mắt hắn bị miếng vải đen che kín nhưng khán giả ở nhà thi đấu chỉ nhìn đường cong ở khóe miệng của hắn cũng có thể hiểu được hắn đang cười. Hứa Nhược đang tập trung hết tinh thần của mình. Nếu ông ta để thua Tần Lạc thì liệu ông ta có gượng dậy nổi không? Tần Lạc không nhìn thấy gương mặt của ông ta nhưng hắn có thể hiểu được tâm tư của ông ta. Nhị vị tuyển thủ, xin mời nhị vị lựa chọn ngân châm theo sở trường của mình. Giọng nói của người dẫn chương trình lại một lần nữa vang vọng khắp nhà thi đấu. Châm to dài 4 tấc, Hứa Nhược nói. Châm to dài 4 tấc, Tần Lạc cũng trả lời. Khi ở trong mật thất trong nhà Hứa Nhược, Tần Lạc đã cẩn thận nghiên cứu qua vị trí huyệt đạo trên tượng châm cứu đồng nhớ. Toàn bộ lỗ huyệt đạo của 354 huyệt đạo trên tượng đồng nhân đều hơi nghiêng. Nếu như dùng châm nhỏ, mảnh rất có khả năng không thể nào làm cho thủy ngân chảy ra ngoài. Tần Lạc cũng không biết liệu Hứa Nhược đã lén nghiên cứu qua vấn đề này hay chưa nhưng một khi ông ta chọn như vậy nhất định là có lý do của mình. Đương nhiên Tần Lạc chọn sau cũng không có nghĩa hắn đã sao chép ý tưởng của Hứa Nhược. Bản thân hắn cũng nghĩ nên chọn như vậy nên hắn mới có cùng lựa chọn như Hứa Nhược. Cả hai vị đều chọn châm to bón tất sao? Người dẫn chương trình hỏi lại. Đúng vậy, Hứa Nhược gật đầu. Không sai, Tần Lạc cũng gật đầu. Cái gã đáng ghét người Trung Quốc kia, gã lại bắt chước Hứa lão thần tiên của chúng ta. Giọng nói của một cô gái lại vang lên. Đúng vậy, đây chính là một hành vi dối trá đáng xấu hổ. Người Trung Quốc bọn họ rất thích làm cái chuyện không được quang minh chính đại này. Đất nước của bọn họ là vương quốc của sách lậu đó. Có ai đó lên tiếng phụ họa. Ha ha ha, tại sao không có ai đứng ra ngăn cản vậy hả? Đây là Hàn Quốc chúng ta, tại sao chúng ta có thể để bọn họ làm cái chuyện dơ bẩn trước mắt chúng ta? Quả nhiên việc chọn châm của Tần Lạc làm không ít người Hàn Quốc trong nhà thi đấu có thái độ với hắn, bọn họ cho rằng hắn sao chép ý tưởng. Tần Lạc chỉ cười, không nói gì. Khán giả xung quanh hoàn toàn khôn biết cách lựa chọn đó thể hiện thái độ rõ ràng. Chỉ những người không biết cái gì mới dám ăn nói lung tung. Xin mời nhị vị tuyển thủ chọn châm, người dẫn chương trình nói. Ngay lập tức có nhân viên nghiệp vụ đưa lên hai cây đại châm đặt vào tay hai người. Sau khi Hứa Nhược nhận châm, hai ngón tay ông ta khẽ vuốt ve cây châm một lát rồi mới kẹp vào ngón giữa. Ông ta cầm châm theo phong cách bảo thủ, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải chụm lại giữ lấy cây châm, tư thế vững chắc. Hai ngón tay cầm châm của Tần Lạc co lại, hắn dùng sức uốn lại. Cây châm uốn cong, nhưng không bị gãy chứng tỏ nó cực kỳ mềm và có tính đàn hồi. Tần Lạc dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ vê châm, sắc mặt có vẻ thẫn thờ. Đầu châm của Hứa Nhược tiên sinh có bôi mực nên thủy châm chảy ra có màu đen. Đầu châm của Tần Lạc tiên sinh có bôi mực đỏ nên thủy ngân chảy ra sẽ có màu đỏ, làm như vậy để dễ dàng có thể nhận ra kết quả trận đấu. Nhị vị có ý kiến gì không? Không có, hai người đồng thanh trả lời. Chuẩn bị,
Người dẫn chương trình hô to. Tần Lạc thoáng dùng mình rồi thoáng cái thân hình hắn đứng thẳng lên, chân phải hắn tiến lên trước một bước nhỏ làm thành một tư thế người xem có cảm giác như mãnh hổ sắp xuống núi. Chỉ cần là người có con mắt tinh tường thì ngay khán giả đang ngồi xem trước TV cũng có thể thấy người thanh niên này đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi đó Hứa Nhược hoàn toàn bình tĩnh đứng tại chỗ, dáng đứng thẳng vững vàng. Tư thế làm trong lòng người Hàn Quốc cũng vững tâm hơn, xem ra Hứa lão thần tiên của bọn họ vẫn còn rất vững vàng. Trong lòng khán giả bình tĩnh hẳn lên. Bắt đầu, người dẫn chương trình đột nhiên hô to. Bù! Chỉ thấy bóng người lóe lên. Hai người đang đứng yên tại chỗ đột nhiên biến mất. Cả hai người như thể là hai mắt của mình không bị bất kỳ che chắn nào cùng vọt tới bên cạnh tượng đồng nhân châm cứu. Tay trái Hứa Nhược sờ soạng trên thân của tượng đồng nhân châm cứu, tay phải ông ta ra châm rất nhanh. Tay phải ông ta di động theo tay trái, một tay tìm huyệt đạo, một tay xuất châm nhập thủy ngân, có phân công rõ ràng, mục đích cụ thể. Đây là tư thế, lạc địa chi ma. Sắc mặt Châm Vương Vương Tu Thân trở nên nghiêm túc. Đây là tuyệt kỹ sáng tạo bởi khoái châm vương Lý Minh Ngọc, sau này Hứa Tuấn và Lý Minh Ngọc kết giao với nhau, hơn nữa cũng học tập được châm pháp này, không ngờ hậu nhân của Hứa Tuấn cũng có thể sử dụng thành thục như vậy. Lại là tuyệt kỹ của khoái châm vương, giọng nói của Trác lão khá nóng vội, liệu Tiểu Tần có phải đã mắc phải độc kế của mấy người này không? Nếu so về tốc độ có lẽ Tiểu Tần không bằng người khác, nhưng nếu nói về công hiệu của dùng châm, Tiểu Tần nhất định sẽ không thua kém bất kỳ ai. Uy lực của Thái Ất Thần Châm đã được thưởng thức. Liệu người Hàn Quốc có châm pháp nào hơn được châm pháp Thái Ất Thần Châm không? Không nói châm pháp đó, ngay cả ngũ long châm pháp của Tu Thân cũng là tuyệt học đối với người Hàn Quốc. Ai, lão Trác này, lão nói cái gì vậy? Chẳng lẽ như lão nói thì ngũ long châm pháp của Tu Thân không phải là bảo bối của người Trung Quốc sao? Ngoại trừ Thái Ất Thần Châm của tiểu tử Tần Lạc này và thập tam châm của quỷ môn ra thì còn châm pháp nào có thể so với ngũ long châm pháp đây? Vương Tu Thân khoát tay nói. Mọi người đừng vội làm ầm ĩ lên vậy. Chúng ta hãy tập trung xem trận đấu thì hơn. Thủ pháp của Tần Lạc khá kỳ dị. Mọi người nghe Vương Tu Thân nói vậy vội vàng nhìn lên màn hình lớn bên trên. Quả thật động tác của Tần Lạc có chút quỷ dị. Tay phải Tần Lạc cầm châm, tay trái của hắn lại như là đang đánh đồng cầm, tùy ý di chuyển điểm lên tượng đồn nhân. Một tay hắn ấn xuống, ngay khi chạm vào tượng đồng nhân thì toàn bộ huyệt đạo nằm trong lòng bàn tay hắn. Cây đại châm trong tay hắn giống như là có mắt, một khi đã đâm châm tuyệt đối không châm hỏng hay chạm vào bức tượng đồng. Có lúc ngón tay hắn bắn ra, ngân châm không nhập vào trong, có đôi khi vị trí huyệt đạo nằm giữa hai ngón tay. Hắn châm xuống, không làm ngón tay bị thương mà châm chính xác vào huyệt đạo. Tần Lạc không ngừng múa châm, động tác êm ái nhưng có lực. Hai cánh tay phối hợp với nhau có cảm giác như một vần thơ đang tuôn chảy. Giống như một cô gái mơ mộng. Dựa sát người vào bạn trai của mình thỏ thẻ những lời nói dịu dàng. Giống như một cánh bướm tìm hoa, nhanh nhẹn nhảy múa quanh thân thể của tượng châm cứu đồng nhân. Nhanh, nhanh, nhanh không thể tưởng tượng được. Khi nói tới bệnh viện, phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Âm u, tĩnh lặng, quạnh quẽ, nhạt nhẽo còn có mùi cay mũi của ete. Không một ai thích một bệnh viện như vậy. Thế nhưng không một ai có thể ngờ có một người có thể biến công việc trị bệnh cứu người thành một công việc có nhiều cảm xúc như vậy. Đẹp quá, rất đẹp, giống như đang khiêu vũ vậy. Đây có phải là ma thuật không? Oh, my God, đây chắc chắn là ma thuật. Đúng là mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt, đây là châm pháp gì vậy? Vẻ mặt Cố Bách Hiền ngơ ngác, ông ta nhìn chằm chằm vào động tác của Tần Lạc và hỏi Vương Tu Thân ngồi ở bên cạnh, lão Vương, đây là châm pháp gì vậy? Tại sao từ trước tới giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy tiểu tử này sử dụng châm pháp này? Tại sao toàn thân tiểu tử này giấu bảo bối giống như chậu châu báu của Long Ngũ gia vậy nhỉ? Tôi cũng chưa thấy Tần Lạc dùng qua. Sắc mặt Vương Tu Thân nghiêm nghị, Tần Lạc nhanh, Hứa Nhược đương nhiên cũng không chậm, thắng bại vẫn chưa phân, ông thật sự không thể vui nổi. Từ trước tới giờ Tần Lạc chưa bao giờ đấu với người khác về tốc độ ra châm. Tô tử, nhất định cô biết, đúng không? Quách Húc Sinh nhìn Tô Tử ngồi trên xe lăn ở bên cạnh, cười hỏi. Tần Lạc đang dùng thủ pháp, Tầm Long Huyệt. Tô Tử khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ say mê. Tầm Long Huyệt vốn là phương pháp dùng cho phong thủy và tìm mộ, tìm thế đất phú quý cát tường nơi danh sơn để an táng người thân hay là để trộm các bảo vật có giá trị ở lăng tẩm của bậc đế vương. Mọi người hãy nhìn tay trái của anh ấy, có phải là phương thức tiến vào 3 thối ra 1, tiến vào 10 thối ra 3 không? Hơn nữa trên mỗi đầu ngón tay của anh ấy như có mắt rồng.
Đây chính là trấn trong phong thủy và chính là châm. Mắt rồng chỗ châm đâm, thân rồng chỗ hành châm. Đó chính là âm dương hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Phức tạp vậy sao? Quách Húc Sinh mở to mắt nhìn. Nói như vậy liệu tốc độ ra châm có nhanh hơn Hứa Nhược không? Cách ông ta xuất châm ngắn gọn, trực tiếp, tốc độ cũng hoàn toàn không chậm. Ông ta đã lớn tuổi như vậy mà vẫn có thể xuất châm với tốc độ như vậy quả thực làm người ta rất kinh hãi. Vương Tu Thân nghiêm túc nói, ta thực sự không bằng. Quả thực rất nhanh, hư mà thật, thật mà hư. Ngón tay ông ta tìm vị trí huyệt đạo, cũng là che đậy. Đợi lát nữa có kết quả chúng ta sẽ biết. Tô Tử an ủi, trong số những người ở đây nàng là người an tâm nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi các huyệt đạo trên nửa trên tượng đồng nhân đã bị hai người châm hết. Ngay sau đó hai người bắt đầu cúi người châm tới các huyệt đạo ở hạ thể của tượng đồng nhân. Keng! Một âm thanh giòn tan vang lên sau đó người dẫn chương trình hô to, hết giờ, ngừng châm. Tần Lạc và Hứa Nhược nghe vậy đều ngừng lại và đứng thẳng lại. Tần Lạc kéo miếng vải đen che mắt và mỉm cười với Hứa Nhược. Hứa Nhược cũng làm như vậy, cùng mỉm cười với Tần Lạc. Đa tạ, hai người cùng nói. Nói xong hai người lập tức sửng sốt, thái độ của cả hai giống như bản thân mình đã là người chiến thắng. Chương 415, các người dối trá. Một người xuất châm đơn giản, nhanh nhẹn, dùng lạc địa chi ma chỉ trong nháy mắt đã châm được vô số lỗ nhỏ trên người tượng đồng nhân châm cứu. Người còn lại tốc độ rườm rà, như thêu hoa, như một vũ công, hết huyệt này tới huyệt khác không ngừng nghỉ. Cho dù là một người không biết châm cứu cũng có thể nhận ra cả hai người này đều là cao thủ châm cứu hàng đầu. Cao thủ đấu cao thủ, ai mới là người chiến thắng đây? Ống kính máy quay tiến lại gần hơn, khán giả ngay tại nhà thi đấu có thể nhìn thấy trên tượng người đồng nhân có vô số những điểm màu đỏ hay đen, rậm rạp, bầy khắp toàn thân. Người dẫn chương trình đứng trước mặt Tần Lạc nhìn rồi lại chuyển tới trước mặt Hứa Nhược nhìn qua sau đó cười nói, trong một phút đồng hồ ngắn ngủi. Hai châm thủ của chúng ta đã gần như châm hết các huyệt đạo trên tượng đồng nhân. Điều này thật sự làm chúng ta kinh ngạc tán thán. Một nơi điểm đỏ, một nơi điểm đen, ai mới là người chiến thắng? Đây không phải là đánh cờ, chúng ta không thể dựa vào thế cờ để nhận biết kết quả vì vậy bây giờ nhân viên của chúng tôi sẽ lên thống kê kết quả. Người dẫn chương trình nhìn Tần Lạc cười nói, vì để đảm bảo chính xác của việc thống kê, phái đoàn Trung Quốc sẽ cử ra một người giám sát. Người đó sẽ giám sát kết quả thống kê một cách công bằng. Vương Tu Thân chỉ định Tô Sán liền nhanh chóng đi tới giữa sân khấu. Tuy bề ngoài Tô Sán khá căng thẳng nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng. Hắn thích những tình huống như thế này, hắn chỉ hy vọng hắn cũng có thể trở thành một thần tượng như Tần Lạc, được nhiều người chú ý. Cuộc đời ngắn ngủi, cuộc đời biến đổi khôn lường, người để lại danh tiếng, nhạn để lại tiếng hót, con người có thể yêu. Có thể hận nhưng tuyệt đối không thể để người khác coi thường mình. Tô Sán đi tới trước mặt Tần Lạc cười với hắn, nhìn thấy vẻ tươi cười bình thản của Tần Lạc, sự căng thẳng của hắn lập tức tan biến. Tần Lạc không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu nhưng đã có tác phong của một đại tông sư. Chẳng lẽ bản thân mình vẫn còn kém cỏi đến vậy sao? Tâm trạng bình tĩnh có thể có những lựa chọn chính xác nhất. Tô Sán đi tới sau lưng gã nhân viên thống kê. Tự bản thân hắn cũng đếm số lượng điểm màu đỏ và màu đen trên tượng đồng nhân. Người Hàn Quốc nói có thể tin sao? Hiển nhiên không thể, chính mình thống kê mới tin được. Đen 164 châm, nhân viên thống kê báo cáo. Rầm, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khắp hiện trường náo động. Trong một phút đồng hồ, ra châm chính xác 164 châm. Đây không phải là tốc độ của con người nữa rồi. Hơn nữa khi ghim châm còn bị bịt mắt. Manh châm thực sự khó khăn và cao minh hơn. Nói cách khác trước khi ghim châm bạn phải tìm thấy chính xác huyệt đạo. Chỉ nguyên việc tìm chính xác vị trí huyệt đạo cũng đã là chuyện cực kỳ mất thời gian nhất rồi. Kết quả vừa được thông báo, dân chúng Hàn Quốc đều sôi sùng sục, bọn họ hoan hô Hứa Nhược, la hét, vỗ tay ca ngợi ông ta trong khi đó sắc mặt của một thiểu số dân Trung Quốc đang có mặt ở hiện trường lại vô cùng nghiêm túc, lo lắng, chờ đợi kết quả của điểm đỏ. Ngay cả những thành viên phái đoàn Trung Quốc ngồi ở khu vực thi đấu cũng có sắc mặt âm trầm. Bọn họ là chuyên gia về vấn đề này, bọn họ càng hiểu con số đó tượng trưng cho điều gì. Bạn phải biết rằng trong một phút đồng hồ châm được 100 châm chỉ có một số ít người làm được, châm chính xác hoàn toàn chỉ có 1/3 có thể làm được. Châm 120 châm chỉ có mấy người có thể làm được. Nếu như nói châm 130 châm cũng chỉ có thể mốt mình Vương Tu Thân là có thể châm được. Châm 160 châm là thực sự đã tiến tới một cấp bậc khác.
hơn nữa sau đó cứ tăng lên một châm thì mức độ khó khăn càng gia tăng. Hứa Nhược có thể tiến tới mức độ đó chứng tỏ ông ta là một thầy thuốc rất có thực lực. Việc dân chúng Hàn Quốc coi Hứa Nhược như thần tiên sống cũng quả thực chính xác. Ông ta là một ngọn cờ bất bại trong thần thoại. Hứa Nhược hiển nhiên cũng rất hài lòng khi ông ta nghe thấy kết quả đó. Ông ta mỉm cười với Tần Lạc sau đó chắp tay cảm tạ dân chúng Hàn Quốc đã ủng hộ thành tích của ông ta. Ông ta vừa chắp tay, không khí trong nhà thi đấu sôi động hẳn lên. Xin mời người đại diện của đoàn đại biểu Trung Quốc xác nhận con số. Người dẫn chương trình nhìn Tô Sán nói với ánh mắt giễu cợt. Người dẫn chương trình là người Hàn Quốc, đương nhiên nàng hy vọng tuyển thủ của đất nước mình có thể giành thắng lợi. Chính xác là 164 châm, Tô Sán nói. Hắn đã rất cẩn thận đếm, thậm chí đã đếm tới hai lần thế nhưng quả thật đếm đi đếm lại cũng vẫn là 164 châm. Xôn xao. Toàn hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dù sao kết quả này đã được phía đối thủ của mình đồng ý. Bây giờ xin mời nhân viên thống kê hãy thống kê kết quả châm màu đỏ. Người dẫn chương trình cười nói, bởi vì lỗ châm rất nhỏ vì vậy xin các thống kê phải thật sự chú ý, tuyệt đối không để mắc phải bất kỳ sai sót nào. Nếu để xảy ra điều đó là đã không tôn trọng các tuyển thủ. Hai nhân viên thống kê gật đầu rồi bắt đầu tiến hành thống kê những điểm châm màu đỏ. Sau khi đếm một hồi hai nhân viên thống kê liếc nhìn nhau một cái rồi lại bắt đầu đếm lại. Một lúc lâu sau hai người lại liếc nhìn nhau, trong ánh mắt hai người hiện lên vẻ kinh ngạc, sợ hãi sau đó cả hai lại vùi đầu đếm lại một lần nữa. Đây là lần đầu tiên người dẫn chương trình và khán giả tại hiện trường nhìn thấy bọn họ vì muốn có một kết quả thống kê chính xác đã phải thống kê lại như vậy. Ngay khi bọn họ bắt đầu kiểm lại lần thứ ba, mọi người rốt cuộc cũng phát hiện ra điều dị thường. Nhị vị, có vấn đề gì sao? Người dẫn chương trình cầm microphone hỏi. Không có vấn đề gì. Một gã nhân viên thống kê ngẩng đầu nhìn Tần Lạc nói, chúng tôi muốn có con số thống kê chính xác nhất. Các anh vất vả quá. Người dẫn chương trình nói, xin hỏi, lúc nào thì có kết quả thống kê hả? Khán giả trong hiện trường và đang ngồi trước TV đang rất nóng lòng chờ đợi kết quả. Người dẫn chương trình cười, tự bổ sung một câu nói hài hước, bây giờ một kỳ tích sắp sửa xuất hiện từ chính các anh, kết quả thắng bại của hai người chỉ dựa vào một lời nói của các anh. Làm ơn không được làm bừa. Sẽ không đâu, nhân viên thống kê cười vẻ xấu hổ rồi gã lại vùi đầu vào đếm những điểm châm màu đỏ. Sau khi Tô Sán đếm đi đếm lại hắn dừng lại đứng sang một bên, mỉm cười lặng lẽ. Sau khi Hứa Nhược nhìn thấy vẻ mặt của Tô Sán tâm trạng ông ta khá hồi hộp. Chẳng lẽ số lượng của gã Tần Lạc này đã vượt qua số lượng của ông ta? Ông ta đã học châm cứu từ khi còn nhỏ, đã khổ luyện tuyệt kỹ lạc địa chi ma của khoái châm vương. Nếu nói như về tốc độ chỉ e ở Hàn Quốc này những châm giả chuyên nghiệp cũng không thể so với ông ta, dù Trung Quốc đất rộng người đông. Nhân tài như rừng thì những người có thể vượt ông ta cũng không có mấy người. Sau mấy chục năm luyện tập xâm châm, tốc độ của ông ta chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Ông ta hoàn toàn tin tưởng vào cuộc quyết chiến này. Đây cũng là nguyên nhân ông ta đưa ra hình thức đấu manh châm với Tần Lạc, hơn nữa còn nguyện ý dùng tượng châm cứu đồng nhân là phần thưởng. Người Hàn Quốc liên tục bị làm nhục, ông ta nhất định phải chấn hưng lại chí khí của dân chúng Hàn Quốc. Ngay khi Tần Lạc đồng ý thi đấu trận này, tâm trạng ông ta cực kỳ vui sướng. Người trẻ tuổi thường phổi bò, không biết né tránh sở đoản của mình, cứ để người ta lợi dụng khe hở của mình. Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta đã học châm cứu bao nhiêu năm? Chẳng lẽ anh ta có thể ra châm nhanh hơn bản thân mình sao? Hai gã nhân viên thống kê một lần nữa, cả hai lại liếc mắt nhìn nhau, sau khi gật đầu đồng ý với nhau, một gã nhân viên mới lên tiếng, đã có kết quả thống kê. Người dẫn chương trình vui mừng. Giơ microphone nhìn khán giả bên dưới kích động nói, quý vị khán giả, thời khắc xúc động lòng người sắp diễn ra. Hai vị cao thủ tuyệt đỉnh vừa có một cuộc quyết đấu. Một vị là Hứa Nhược tiên sinh được người Hàn Quốc chúng ta tôn kính. Hứa Nhược lão tiên sinh của chúng ta là hậu nhân của Y Thánh Hứa Tuấn cũng là một thầy thuốc thiên tài. Vị còn lại là Tần Lạc tiên sinh trẻ tuổi, Tuấn Kiệt đến từ Trung Quốc, anh ấy rất nổi tiếng ở đất nước Trung Quốc. Năng lực của anh ấy ngay cả Hứa Nhược lão tiên sinh cũng nể trọng. Điều này đủ nói lên sự lợi hại của Tần Lạc tiên sinh. Hơn nữa trước khi trận đấu này xảy ra, còn có một việc nhỏ nữa. Hứa Nhược lão tiên sinh và Tần Lạc tiên sinh cùng vì trận đấu này mà đã đặt bảo vật đặt cược. Hứa Nhược lão tiên sinh đặt cược bảo vật của mình chính là tượng châm cứu đồng nhân giá trị bất phàm đang đứng sừng sững trước mặt chúng ta.
Mặc dù người ngoài cuộc không biết Tần Lạc tiên sinh dùng bảo vật gì đặt cược nhưng chắc chắn là cực kỳ quý giá. Tượng đồng nhân châm cứu vô giá này thuộc về ai? Liệu bảo vật quý giá của Tần Lạc tiên sinh có thuộc về Hứa Nhược tiên sinh không? Câu trả lời này dựa vào kết quả của các anh. Người dẫn chương trình đưa microphone cho một nhân viên thống kê rồi cười nói, hãy nói ra kết quả của các anh. Hiện tại có rất nhiều khán giả tại đây cũng như khán giả truyền hình đang mong đợi kết quả của các anh. Hiện tại có rất nhiều khán giả tại đây cũng như khán giả truyền hình đang mong đợi kết quả của các anh. Nhân viên thống kê liếc nhìn người dẫn chương trình, gã nuốt nước miếng, đôi môi nhấp nháy nhưng không phát ra âm thanh. Không nên căng thẳng, anh hãy nói to một chút, anh hãy nói to kết quả của anh. Người dẫn chương trình cười nói. Đột nhiên nàng có một dự cảm không hay bởi vì nàng nhìn thấy sắc mặt hai gã nhân viên thống kê này có vẻ ủ rũ. Màu đỏ 176 châm. Nhân viên thống kê cắn răng nói rõ ràng kết quả. Tĩnh lặng. Toàn hiện trường vô cùng tĩnh lặng. Mọi người cứ tưởng bản thân mình đã nghe lầm, kể cả người dẫn chương trình và Hứa Nhược đang đứng giữa đại sảnh. Cái gì? Người dẫn chương trình nghi ngờ hỏi lại, anh nói là 176 châm sao? Đúng vậy, nhân viên thống kê không còn e ngại gì nữa. Châm màu đỏ là 176 châm. Thở dài. Toàn hiện trường xôn xao. Không một ai vỗ tay, không một ai hoan hô, trầm trồ khen ngợi. Tất cả đã bị một con số đó làm kinh hãi. 176 châm ư. Hứa Nhược kinh ngạc nhìn Tần Lạc, ông ta vẫn không thể tin chuyện này là thực. Ông ta hoàn toàn không thể tin gã thanh niên này có thể ra châm nhanh hơn ông ta. Khôn phải, Tần Lạc lắc đầu. Bọn họ đã thống kê sai. Cái gì? Người dẫn chương trình hỏi lại, thống kê sai sao? Tại sao có thể thống kê sai? Nhân viên thống kê đã rất cẩn thận kiểm tra mà, không thể nào có sai lầm được nhưng nếu nói kết quả sai chúng ta có thể thống kê lại một lần nữa. Trong thâm tâm mình người dẫn chương trình cũng thầm hy vọng con số này sai. Một người trẻ tuổi như anh ta sao có thể ra châm nhanh hơn lão thần tiên của bọn họ? Đáng lẽ phải là 177 châm? Tần Lạc cười nói. Đánh tan ảo tưởng trong lòng bọn họ. 176 châm. Nhân viên thống kê Hàn Quốc tranh cãi. Sau khi bọn họ thống kê xong lần thứ nhất, không cam lòng đã thống kê lại lần thứ hai, và cả lần thứ ba kết quả vẫn là 176 châm. Anh xác định như vậy? Tần Lạc hỏi. Tôi dùng danh dự của tôi bảo đảm, rất chính xác, 176 châm. Nhân viên thống kê nói. Các người dối trá, Tần Lạc nói. Chương 416. Rồng ở Trung Quốc. Điên rồi. Nhân viên thống kê điên rồi. Người chủ trì điên rồi. Người ta đã thắng mà lại còn nói người ta dối trá. Nếu như dối trá thì kết quả là như vậy sao? Tôi đã đếm xung quanh, không có bấy kỳ sai sót nào. Nhân viên tổ chức phụ trách thống kê nói, tôi rất muốn biết tôi làm sai ở chỗ nào. Đúng vậy, Tần Lạc tiên sinh, tôi tin tưởng vào thái độ nghiêm túc của nhân viên chúng tôi. Nếu như tiên sinh cảm thấy có gì sai sót thì có thể chỉ ra cho chúng tôi. Nếu chúng tôi thực sự sai lầm, chúng tôi nguyện ý xin lỗi tiên sinh. Người dẫn chương trình nói, sắc mặt nàng khá khó chịu. Là một người dẫn chương trình trong trận đấu, nàng vốn hẳn phải rất vô tư, công bằng nhưng dù là bất kỳ ai bị chỉ trích là dối trá e rằng trong thâm tâm mình cũng không thấy dễ chịu chút nào. Đương nhiên tôi sẽ chỉ ra, Tần Lạc nói. Tần Lạc chỉ vào vị trí ở hạ thể trên tượng đồng nhân. Chỗ đáng lẽ phải lắp đặt thêm một tiểu đệ vào đó, một vị trí cực kỳ bí mật và nói, chỗ này còn một châm nữa. 177 châm. Tôi là người châm nên đương nhiên tôi hiểu rõ hơn tất cả mọi người. Máy quay phim tiến sát tới. Vì vậy tất cả mọi người xem đều nhìn thấy một điều mà bọn họ không biết nên cười hay nên khóc. Ở hạ thể của tượng đồng nhân, vị trí gần với bắp đùi bên trái, có một điểm nhỏ mà rất dễ bị con mắt con người xem nhẹ, một điểm đỏ nho nhỏ. Vị trí huyệt đạo này các vị đã đếm chưa? Tần Lạc nghiêm mặt hỏi. Tôi, gã nhân viên thống kê ứ miệng không trả lời được. Bọn họ thực sự không ngờ con người đó lại bị ổi, hèn hạ tới mức độ đó, còn có những huyệt đạo khác anh ta không châm mà lại cứ châm vào cái vị trí đó. Cái chỗ đó hẹp như vậy, sao anh ta có thể châm vào đó được? Người dẫn chương trình vô cùng xấu hổ, nàng đành lên tiếng xoa dịu, Tần Lạc tiên sinh. Quả thật nhân viên chúng tôi đã sơ sót tất cả chỉ vì bọn họ không ngờ tiên sinh lại châm vào cái vị trí đó. Chứng minh bọn họ không tinh trong việc nhận ra vị trí huyệt đạo. Tần Lạc quyết không buông tha cho bọn họ. Huyệt địa cung là một huyệt lớn trên thân thể con người. Người này là châm giả thì đương nhiên phải học huyệt vị. Tại sao bọn họ có thể quên? Đúng vậy,
Sau này bọn họ phải tích cực học tập về vấn đề này. Người dẫn chương trình dù trong lòng hận đến chết đi sống lại nhưng nàng kiên cường phô ra một gương mặt tươi cười. Gã người Trung Quốc kia đang khinh người quá đáng. Trời ơi, tại sao lại có người đáng ghét như vậy hả trời? Hãy để anh ta chết đi. Ông trời hãy làm anh ta chết đi. Đánh Trung Quốc, tôi quyên một tháng tiền lương. Hàng ngày đánh Trung Quốc tôi quyên một năm tiền lương. Những khán giả đang ngồi xem nghiến răng, nghiến lợi, hung ác nói. Nếu như không có cảnh sát ngăn cản, nhất định sẽ có người xông tới đại chiến 300 hiệp với Tần Lạc. Liệu bây giờ đã thông báo kết quả trận đấu hay chưa? Tần Lạc hỏi, bây giờ Tần Lạc đã thay đổi lại phong cách hành sự, không còn vẻ khiêm nhường như trước. Tần Lạc đi tới cạnh pho tượng đồng nhân, hắn đưa tay vuốt ve mắt của pho tượng đồng nhân, sắc mặt trân trọng nói, là của chúng ta, cuối cùng vẫn là của chúng ta. Cuối cùng đã quay về với chúng ta. Đây vốn áp một câu nói giả bộ nhưng một khi Tần Lạc nói ra lại chiếm được sự đồng tình của rất nhiều người Trung Quốc, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy trong lòng mình ê ẩm giống như điều gì đó u tối đang chảy trong lòng hắn. Cái này, người dẫn chương trình khó xử nhìn Hứa Nhược, nàng không biết công bố kết quả trận đấu như thế nào cho người xem TV trên cả nước biết. Là ta thua, Hứa Nhược nói. Ngay khi Hứa Nhược lên tiếng lập tức cả hội trường vô cùng tĩnh lặng. Tất cả mọi người trầm lặng nhìn ông ta. Xem ra ông già này được bọn họ sùng bái như một vị thần. Vị thần của bọn họ cũng thất bại sao? Tại sao một vị thần cũng thất bại? Quả nhiên gã trai trẻ kia không thể ngăn cản sao? Hứa Nhược không cười, đương nhiên cũng không khóc. Sắc mặt ông rất bình tĩnh. Từ sau khi nhân viên thống kê thông báo kết quả ghim châm của Tần Lạc sắc mặt ông ta vẫn như vậy. Hứa Nhược tiến lên hai bước, mỗi một bước mạnh mẽ như thiên quân, mỗi một bước như xé nát trái tim của vô số người xem. Dẫm nát vô số trái tim của người dân Hàn Quốc ngồi ở nhà xem truyền hình trực tiếp trên TV. Hứa Nhược nhận microphone từ tay người dẫn chương trình, nói giọng trầm thấp, bây giờ, ta tuyên bố kết quả trận đấu. Hứa Nhược thua. Khi nói đến chữ thua hai mắt, gương mặt ông ta hiện lên vẻ khác thường. Cơ mặt ông ta thoáng co rúm lại hai cái, hai hàng mi cau lại nhưng rất nhanh chóng ông ta lại khôi phục lại vẻ bình thường. Ta thua nhưng Hàn Quốc vẫn chưa thua. Hy vọng những người tiếp theo sẽ nỗ lực, đạt được thành tích trong trận đấu tiếp theo. Hứa Nhược trả lại microphone cho người dẫn chương trình, hơn nữa ông ta còn khẽ nói cảm ơn nàng. Sau đó Hứa Nhược sửa lại mái tóc cùng trang phục truyền thống Hàn Quốc, bộ trang phục vốn rất gọn gàng trông lại càng gọn gàng hơn nữa. Tiếp theo Hứa Nhược nhìn bên dưới, cúi rạp người xá một lạy. Sau đó ông ta đứng thẳng dậy, quay mặt sang bên trái lại làm như vậy, bái lạy những người bên trái hội trường. Một lần nữa Hứa Nhược đứng thẳng người và quay sang bên phải lại xá lạy như hai lần trước. Mỗi khi Hứa Nhược quay tới một hướng bái lạy thì toàn bộ người dân Hàn Quốc ngồi ở hướng đó đều vội vàng đứng dậy hoàn lễ với ông ta. Bọn họ hoàn toàn không dám nhận một cái xá lạy của lão thần tiên trong lòng bọn họ. Sau khi tam bái kết thúc, trong phòng thi đấu đã có hơn một nửa khán giả đứng dậy. Hàn Quốc không thua, Hàn Quốc sẽ không thua. Chúng ta sẽ không thua, chúng ta không thể thất bại. Hàn Y, tôi ủng hộ mọi người. Có rất nhiều người gào lên, hò hét, trong đôi mắt của bọn họ đọng nước mắt cùng với nỗi dưng dưng xúc động với nỗi khuất nhục. Phần lớn các thành viên của đoàn đại biểu Hàn Y đang ngồi bên dưới cũng đứng lên hành lễ với Hứa Nhược. Hứa Đông Lâm vẫn ngồi tại chỗ, hành động của anh ta có chút không đúng mực, hơn nữa anh ta đang cười, một nụ cười đẹp lạ lùng. Hai tay Hứa Đông Lâm nắm chặt, hai mắt nhìn thẳng vào Tần Lạc. Người đó chính là đối thủ trong tương lai của anh ta. Người đàn ông này đã đánh bại ông, đánh bại tín ngưỡng trong lòng mình. Đối với người dân Hàn Quốc, hôm nay chính là một thời khắc khó quên, nhất định là một thời khắc bi thương. Nhất đại thần y đã chiến bại, nhất đại cột cờ đã gãy. Đây chính là hy sinh vì đất nước, vì nước quên thân. Ôi, Vương Tu Thân thở dài nói, Hứa Nhược là một đối thủ xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Đúng vậy. Ông ta rất lợi hại, 164 châm, đó chính là cấp đại sư rồi nhưng ông ta lại gặp phải một tên tiểu tử dị thường. Dù ông ta thua nhưng ông ta lại thắng được lòng dân. Sự ủng hộ của dân chúng với ông ta không hề giảm. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. Chúng ta có thể tôn trọng ông ta nhưng chúng ta không đồng tình với ông ta. Đồng tình với đối thủ chính là sự nhục nhã lớn nhất của chính mình và những người khác. Tô Tử Ôn Nhu nói, giọng nói của nàng lanh lảnh. Bọn họ không muốn thua, chúng ta cũng không muốn thua. Nếu như lúc này đây chúng ta là người thất bại, nhất định trong lòng mọi người sẽ vô cùng khó chịu.
đây đã không còn là chuyện của cá nhân một người mà cả dân tộc chúng ta cùng chịu nhục với chúng ta. Mấy ông già kinh ngạc liếc nhìn Tô Tử, sau đó không ai nói thêm gì nữa. Trong một căn phòng âm u, một người phụ nữ đang nằm nghiêng người trên ghế salon. Thân thể cô ta trần như nhộng, bộ ngực đầy đặn, kiều đồn vểnh cao, vòng eo nhỏ quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng rối bù, đôi môi màu tím tạo nên một sức quyến rũ đến lạ kỳ. Ngón trỏ và ngón giữa của tay trái cô ta kẹp một điếu xì gà, móng tay sơn đen như mực làm ai nhìn thấy cũng phải giật mình kinh hãi. Lúc này ánh mắt cô ta đang dán vào màn hình TV LCD để trong phòng. TV đang mở, chương trình trên chính là chương trình truyền hình trực tiếp cuộc đấu y giữa Hàn Y và Trung Y. Khi nhìn thấy Hứa Nhược nhận thua ngay tại chỗ, cô ta liền phun ra một bãi nước bọt. Mình vốn đặt rất nhiều hy vọng vào ông ta thế mà ông ta cũng không chịu được một đòn. Sau đó ánh mắt cô ta chuyển sang gương mặt thanh tú của Tần Lạc, có lẽ âm hưởng của trận thắng vừa rồi làm gương mặt hắn rạng rỡ lạ kỳ. Cô ta khẽ nói, tiểu tử này, ngươi lại thắng rồi. Xem ra rồng xuất hiện ở Trung Quốc. Cô ta đưa tay cầm chiếc điện thoại di động ở trên bàn, bấm số gọi, sau khi bên kia có người nhận, cô ta nói, hãy bắt đầu kế hoạch đồ long. Hứa Nhược đi tới trước mặt Tần Lạc, ánh mắt ông ta cực kỳ lưu luyến nhìn tượng đồng nhân châm cứu đã làm bạn với ông ta mấy chục năm dòng rồi nói với Tần Lạc, đó là của anh. Anh có thể mang nó về Trung Quốc. Tôi chỉ sợ không có vận may này. Tần Lạc nói vẻ áy náy. Việc chiến thắng Hứa Nhược đã làm bản lý lịch của hắn thêm dày hơn. Hứa Nhược không phải là người bình thường, ông ta là y thánh. Ông ta không phải người Trung Quốc mà là người Hàn Quốc. Chỉ dựa vào hai điều đó thôi, giới truyền thông Trung Quốc có thể nâng hắn lên tầm một con người vĩ đại. Một chuyện nâng tầm uy danh của đất nước như vậy không xứng đáng được toàn dân trong nước chúc mừng sao. Trong tâm Tần Lạc không còn bình lặng nữa, hắn rất vui vẻ. Không phải bởi vì hắn thắng trận này mà vì hắn không thất bại. Khi không thất bại hắn đã mang lại vinh dự cho chính bản thân mình. Khi không thất bại hắn đã mang lại vinh dự cho đất nước. Khi không thất bại, tính mạng của hắn cũng không có ý nghĩa như việc này. Khi không thất bại nỗi oan ức mà những người bị thương phải gánh chịu đã không vô ích, dòng máu chảy xuống của bọn họ đã không vô ích. Lúc này đây người Hàn Quốc sẽ không còn tiếp tục nói cái gì đó là phát minh của bọn họ nữa. Người Trung Quốc có thể ngạo nghễ nói một câu xanh dần, các người nói cái đó là phát minh của các người vậy tại sao y thánh của các người còn không bằng Tần Lạc của chúng tôi? Nếu nói như vậy nhất định sắc mặt của bọn họ sẽ muôn màu muôn vẻ. Còn nữa lần này tới Hàn Quốc lại có thể mang về tượng châm cứu đồng nhân thiên thánh cao quý đã thất lạc hàng trăm năm cũng làm tâm dạng Tần Lạc cực kỳ vui vẻ. Chuyện này sẽ ngay lập tức xóa sạch uy phong của Hàn Y, lại còn nhận được một phần thưởng vô cùng cao quý. Tần Lạc thật sự khó có thể từ chối. Nói thực tâm trạng của hắn không hề dễ chịu chút nào khi thấy bảo vật của đất nước mình lại đang được bảo quản ở xứ người. Vật này đã thuộc về anh. Hứa Nhược nói, ông gật đầu với Tần Lạc sau đó đi xuống dưới sân khấu. Áo bào ông ta khẽ bay, bước chân nhẹ nhàng giống như một nhân vật thần tiên. Thế nhưng có vẻ như Hứa Nhược đang mất tinh thần, con người khi mất đi ánh hào quang cũng giống như mất đi tính mạng mình. Sắc mặt Hứa Nhược buồn bã, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô hình. Mọi người tán dương ông ta là thần tiên đương thời nhưng ông ta là một thần tiên vẫn có thất tình lục dục. Ông ta có khát vọng thành công, căm ghét sự thất bại. Hơn nữa chúng ta có thể thấy thất bại lần này là một sự đả kích rất lớn với Hứa Nhược. Tới tận giây phút này toàn thể dân chúng Hàn Quốc mới phát hiện ra thần y của mình đã già rồi. Anh hùng tuổi xế chiều cũng chỉ như này mà thôi. Lão anh hùng đã hạ đài. Một anh hùng mới đã xuất hiện trên võ đài. Bây giờ chúng tôi xin mời người thắng cuộc, Tần Lạc tiên sinh phát biểu cảm nghĩ. Người dẫn chương trình nghiến răng nghiến lợi nói, nàng chỉ hận không thể xôn tới căn cho Tần Lạc mấy cái. Tần Lạc cười, hắn đi nhanh tới chỗ người dẫn chương trình. Hôm nay, ngay tại đây là một sân khấu rất lớn, Tần Lạc hắn không muốn bỏ qua cơ hội biểu diễn tốt như vậy. Chương 417, Phẫn nộ.